đô thị mạnh nhất hoàn khố, diệp thần phong. chương 461, người có thể ăn. Lý Minh Lượng trên mặt kiêu ngạo nụ cười trong nháy mắt động lại, bởi Vũ Kiệt không có đẻ thấp tiếng nói, kết quả là đến trung y hệ báo danh người, không hẹn mà cùng đều sẽ ánh mắt nhìn về phía Lý Minh Lượng, thậm chí có người trong lúc nhất thời không nhịn được, trong cổ họng phát sinh tiếng cười. Những này tiếng cười truyền vào Lý Minh Lượng trong tai có vẻ đặc biệt trói tai, âm bình tĩnh gương mặt, nhìn Vũ Kiệt, nói rằng, học đệ, nói chuyện trước tốt nhất động trước động não, ở kinh thành đại học y khoa toàn bộ trung y hệ bên trong, có ai là không quen biết ta lý minh lượng. Đắc tội rồi ta lý minh lượng người, thông thường là không cách nào ở trong trường học ở lại bất quá, ta có thể không tính đến người mới vừa nói qua ai bảo ngươi có một cái xinh đẹp như vậy tỷ tỷ đây. Kỳ thực lý minh lượng lửa giận trong lòng hoàn toàn bị Vũ Kiệt cho nhen lửa, nhưng nhìn đến Vũ Hiểu phỉ này thân thể thành thục, trong lòng của hắn một loại nào đó khát vọng liền không ngừng kéo lên, hắn nhất định phải đem trước mặt cái này thành thục nữ nhân cho đặt ở thân thể dưới, khỏe mạnh phát tiết một trận mới được. Ở Lý Minh Lượng xem ra hôm nay bắt Vũ Hiểu Phỉ là phi thường chắc chắn bởi vì đến hiện tại đứng ở Vũ Hiểu Phỉ bên cạnh Diệp Thần Phong, liền một câu nói cũng không có nói, nếu như đổi làm có chút tính khí nam nhân đã sớm không cách nào nhịn được, vì lẽ đó từ một điểm này trên xem ra, Lý Minh Lượng cho rằng Diệp Thần Phong hoàn toàn là một cái tôm chân mềm mà thôi. Vị mỹ nữ này, sau đó chờ ta xử lý xong nơi này báo danh công tác, xin ngươi cùng ngươi đệ đệ đồng thời ăn bữa cơm thế nào. Ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ không từ chối chứ. Nếu như mỹ nữ người trước mặt mọi người từ chối ta, nhưng là sẽ để ta thật mất mặt chỉ cần đáp ứng yêu cầu của ta, sau đó ta bảo đảm ở trong trường học chăm sóc tốt ngươi đệ đệ, bằng không Lý Minh Lượng nói chuyện trong giọng nói mang theo một ít uy hiếp mùi vị. Hắn muốn đêm nay liền đem Vũ Hiểu Phỉ cho lừa gạt giường. Vũ Hiểu Phỉ hai cái mày liếu hơi nhíu nhíu mày, không chút khách khí nói rằng, không có hứng thú, ta tin tưởng đệ đệ ta ở trong trường học có thể chính mình chăm sóc chính mình. Kính xin ngươi cách chúng ta xa một chút, chúng ta cũng không quen biết. Nếu không là ngày hôm nay Vũ Hiểu Phỉ không muốn gây chuyện, lấy nàng tính khí đã sớm một cước đạp hướng về trước mặt này điếc không sợ súng Lý Minh sáng. Lý Minh lượng hơi sững sờ, lặp đi lặp lại nhiều lần chạm bích, để trong lòng của hắn kìm nén một luồng hỏa triệt để xông ra, hai con mắt nhìn về phía một bên hai tay cắm ở trong túi tiền. Dáng dấp nhàn nhã tự đắc diệp thần phong, nhất thời tìm tới phát tiết đối tượng, khóe miệng lộ ra một vệt cười gần. Nói rằng, vị huynh đệ này, ngươi là vị mỹ nữ này bạn trai sau đó ta mời bạn gái của ngươi theo ta ăn bữa cơm ngươi nên sẽ không có ý kiến chứ đã quên chính mình ta giới thiệu cha ta là kinh thành cục công thương cục trưởng huynh đệ sau đó có chuyện gì có thể cứ đến tìm ta lý minh lượng lý minh lượng cực kỳ tự tin báo ra chính hắn bối cảnh dưới cái nhìn của hắn trước mặt cái này hình dáng giống tiểu bạch kiểm nam nhân khi biết thân phận của hắn sau nên đem vũ hiểu phỉ chắp tay nhường cho dù sao hắn đã từng gặp phải không ít chuyện như vậy lại là một cái lý cương con trai của hắn lẽ nào ngươi không nghe thấy bạn gái của ta nói sao không muốn một cái một cái huynh đệ giữa chúng ta rất quen sao nếu như ta thật sự có như ngươi vậy huynh đệ vẫn đúng là hắn nương đập đầu chết đạt được bên kia mát mẻ cho ta bên kia ở ta sự nhẫn nại nhưng là phi thường có hạn đối mặt lý minh lượng loại này tự cho là con ông cháu cha diệp thần phong là một điểm hảo cảm cũng không có lý minh lượng nguyên bản đã đang đợi diệp thần phong nói một ít êm tai ai biết đối phương dĩ nhiên như vậy điếc không sợ súng có thể nơi này lại là ở cửa trường học hắn không thể làm ra quá khác người sự tình đến ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía vũ hiểu phỉ nói rằng mỹ nữ ta xem ánh mắt của ngươi thực sự là không ra sao ngươi theo nam nhân như vậy sau đó nhưng là sẽ chịu khổ ta lý minh lượng coi như không dựa vào trong nhà tương lai từ đại học y khoa tốt nghiệp khẳng định cũng có thể đi kinh thành loại cỡ lớn trong bệnh viện làm chủ trì bác sĩ. Còn có, nếu như muốn để đệ đệ ngươi an an ổn ổn đọc xong đại học, ta khuyên mỹ nữ ngươi ngày hôm nay tốt nhất theo ta cùng đi ăn bữa cơm, lớn như vậy ra trên mặt đều không có trở ngại. Nếu như nói vừa nãy Lý Minh Lượng uy hiếp vẫn là rất hàm xúc như vậy hiện tại sự uy hiếp của hắn nhưng là trở nên sao sao lỏa. Ta nói người cháu trai này xong chưa? Ngươi cho rằng chính mình là cái thá gì? người khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có bất luận một nơi nào là so với được với ta anh rể, liền ngay cả người cái kia tối tự hào y thuật, ở tỷ phu ta trong mắt e sợ liền cái rắm cũng không bằng. Phú Kiệt tận lực áp chế trong lòng muốn đánh người kích động nói rằng, không tốt, không tốt, có người té xỉu, trung y hệ báo danh trong đội ngũ đột nhiên vang lên tiếng kinh hô, một tên đến đầy báo danh nữ sinh té xỉu ở trên mặt đất tên này té xỉu nữ sinh dung mạo so với so sánh gầy yếu, khả năng là bởi khí trời quá nóng, tên nữ sinh này bị cảm nắng. Phụ trách trung y hệ báo danh Lý Minh Lược, tôn tự đạt cùng một người khác bộ ngực khá lớn nữ sinh, trước tiên đem tên kia té xỉu học muội chuyển đến âm lương địa phương. Nhưng là tên kia té xỉu học muội không chút nào tỉnh lại dấu hiệu, hơn nữa trên người nhiệt độ càng ngày càng cao, dưới tình huống này chỉ có đưa bệnh viện là thỏa đáng nhất. Lý Minh Lượng kiểm tra một phen tên kia té xỉu học muội tình trạng cơ thể sau, quay đầu nhìn thấy Diệp Thần Phong, Vũ Kiệt cùng Vũ Hiểu Phỉ, trong lòng hắn tức giận còn chưa hề hoàn toàn mất đi đây. Đứng lên đi tới Vũ Kiệt trước mặt, nói rằng, người không phải mới vừa nói anh dễ ngươi y thuật rất lợi hại phải không? Hiện tại nơi này vừa vặn có một tên nghiêm trọng bị cảm nắng bệnh nhân, nếu như anh dễ ngươi có thể xuất thủ cứu tỉnh nàng, ta Lý Minh Lượng đem tấm này bàn cho trước mặt mọi người ăn. Lý Minh lượng ngón tay chỉ vào Trung Y hệ chỗ ghi danh tấm kia chất gỗ bàn trong lời nói khiêu khích mùi vị không cần nói cũng biết dưới cái nhìn của hắn tên kia té xỉu học muội bị cảm nắng phi thường nghiêm trọng chỉ có đưa bệnh viện mới có thể trị liệu hắn không tin trước mặt tiểu bạch kiểm có thể có cái gì làm thậm chí hắn hoài nghi đối phương đến cùng có thể hay không y thuật Diệp Thần phong liếc mắt nhìn ngung cuồng tự đại Lý Minh lượng luận võ kiệt mở miệng trước, nếu như ta có thể lập tức cứu tỉnh cái này té xỉu nữ sinh, người thật sự có thể đem tấm này bản ăn chưa? Lý Minh Lượng không chút do dự nói rằng, đây là đương nhiên, người ở chỗ này toàn bộ cũng có thể tới làm cái chứng kiến, bất quá, nếu như ngươi không cách nào cứu tỉnh vị học muội này, như vậy ngươi nhất định phải đem cái bàn này ăn, thế nào? Cùng Lý Minh Lượng đồng thời phụ trách báo danh đại bộ ngực nữ sinh, nhìn thấy Lý Minh Lượng ở vào thời điểm này, lại còn cùng người khác chơi đánh cược. Trắng nón trên mặt hiện lên một vệt bất mãn thần sắc. Mà Chu Vi đến trung y hệ báo danh học đệ học muội môn, nhưng là e sợ cho thiên hạ không loạn, ngày thứ nhất báo danh liền có thể nhìn thấy như vậy chuyện thú vị, cớ sao mà không làm đây. Nhất thời có một tên khá là gan lớn nam sinh, nói rằng, đúng, chúng ta có thể cho các ngươi làm chứng, hai người các ngươi ai thua, ai liền đem cái bản này ăn theo tên này gan lớn nam sinh mở miệng, cái khác học đệ học muội môn cũng dồn dập phụ họa. Được, ta hãy theo ngươi chơi một chút. Diệp Thần Phong không đáng kể nhún nhún vai nói rằng. Lý Minh Lượng một bộ gian kế thực hiện được dáng dấp, nói rằng, vừa nãy đã quên nói rồi, ngươi cứu tỉnh vị học muội này nhưng là có thời gian hạn chế, bằng không ngươi tiêu tốn một ngày thời gian, chẳng lẽ muốn chúng ta ở chỗ này chờ ngươi một ngày sao? Theo ta thấy liền cho ngươi 15 phút đi. Nếu như ngươi không dám, ta có thể cho rằng ngươi chưa từng đồng ý. Lý Minh Lượng vì cẩn thận để, hắn nhất định phải làm được không có sơ hở nào, ngăn ngắn 15 phút, hơn nữa Diệp Thần Phong trên tay vừa không có bất kỳ trị liệu công cụ, hắn có thể cứu tỉnh vị kia nghiêm trọng bị cảm nắng ngất học muội mới là lạ đây. Diệp Thần Phong không hề trả lời Lý Minh nói thẳng, trực tiếp đi tới tên kia ngất nữ sinh bên cạnh, móc ra bên người mang theo châm cứu bao, từ bên trong rút ra một trận ngân châm. Dùng cái bật lửa đơn giản tiêu độc một thoáng, không chút do dự đâm vào tay của nữ sinh trên cánh tay, cùng lúc đó, một luồng mát mẻ linh hồn lực cũng xuyên thấu qua ngân châm truyền vào nữ sinh trong cơ thể. Cái kia cỗ mát mẻ linh hồn lực ở nữ sinh trong cơ thể đi khắp một vòng sau khi, đem nữ sinh trong cơ thể thời tiết nóng toàn bộ loại bỏ, một bên Lý Minh Lượng nhìn thấy Diệp Thần Phong chỉ ở tay của nữ sinh trên cánh tay đâm một châm. Lập tức cười nhạo nói, người cho rằng trống trơn ở trên cánh tay của nàng chát một châm liền có thể cứu tỉnh nàng sao? Ta nhưng cũng là học trung y, trung y không có thần kỳ như vậy, người sẽ chờ ăn bản đi. Diệp thần phong đem ngân châm từ tay của nữ sinh trên cánh tay nhổ xuống, hướng về lý minh lượng nói rằng, người có thể ăn. Diệp thần phong có lòng tin tên này ngất nữ sinh, nhiều nhất lại quá 3 đến 5 giây sẽ từ ngất trạng thái bên trong tỉnh lại. Chương 462: Muốn chơi bạo lực. Đầu óc ngươi không thành vấn đề chứ? Sẽ không phải là thiên quá nóng đem ngươi. Lý Minh Lượng nói tới một nửa im bặt đi, bởi vì hắn nhìn thấy vị kia nằm ở ngất trạng thái học muội, dĩ nhiên như kỳ tích mở mắt ra. Sao lại có thể như thế nhỉ? Hắn dám xác định coi như đem vị học muội này đưa đến trong bệnh viện đi, trải qua bên trong bệnh viện trị liệu, cũng tối thiểu muốn sau nửa giờ mới hội tỉnh táo vì lẽ đó hắn mới hội tự tin như thế cùng Diệp Thần Phong đánh cược ai biết kết quả nhưng hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Vị kia mới vừa từ ngất bên trong tỉnh lại nữ sinh, một đôi mắt to chấp chấp nhìn người chung quanh tràn ngập mê man, một tên nam sinh đi lên trước đối với tên nữ sinh này, đem cả chuyện đại khái nói một lần sau khi, tên nữ sinh này đỏ mặt đi tới Diệp Thần Phong trước mặt nói một tiếng, cảm tạ. Ở tên này nữ sinh hướng về Diệp Thần Phong đạo song tạ sau đó, đến đây trung y hệ báo danh nam sinh nữ sinh, dồn dập đưa mắt có nhiều ý vị hình ảnh ngắt quãng ở Lý Minh Lượng trên người, bọn họ ngược lại muốn xem xem vị này biểu hiện ngông cuồng tự đại học trường, muốn làm sao đem trước mặt tấm này chất gỗ bàn cho ăn. Mau mau nói chuyện đem bàn ăn đi, không muốn làm lỡ đại gia báo danh thời gian, Diệp Thần Phong nhìn Lý Minh Lượng khẽ mỉm cười nói. Người cháu trai này hiện tại biết tỷ phu ta y thuật cao siêu chứ lại còn dám đem suy nghĩ động đến ta tỉ trên người. Nếu là trước đây ta đã sớm đem ngươi đánh cho ngã gục. Vũ Kiệt vô cùng sảng khoái nói rằng, đỉnh đầu rát ánh mặt trời làm nổi bật lý minh lượng tấm kia sắp vặn vẹo khuôn mặt, trên trán bốc lên lít nha lít nhít mồ hôi, song quyền chăm chú nắm long, hắn tức giận đến phổi đều muốn nổ tung. Nhưng là vừa nãy cá cược có nhiều như vậy người làm chứng, muốn chống chế là tuyệt đối không thể có thể. Thế nhưng để hắn ăn đi trước mặt tấm này chất gỗ bàn, không phải càng thêm vô nghĩa sao? Trên mặt miễn cưỡng lộ ra một vệt nụ cười, nhìn Diệp Thần Phong nói rằng, vị huynh đệ này, vừa nãy ta là nói đùa với ngươi, ngươi sẽ không coi là thật chứ? Ta xem vẫn là không muốn làm lỡ đại gia báo danh thời gian, ngươi nói thế nào? Tiểu tử, ngươi không muốn được voi đòi tiên, bằng không ta lý minh lượng để ngươi chịu không nổi. Đang nói xong một phen đường hoàng sau, Lý Minh Lượng lại để sát vào một chút Diệp Thần Phong. Dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được âm thanh, nói rồi một câu như vậy uy hiếp người. Nguyên bản Diệp Thần Phong vẫn đúng là không có ý định cùng Lý Minh Lượng loại rác rưởi này chấp nhận, thế nhưng Lý Minh Lượng một lần lại một lần khiêu chiến Diệp Thần Phong kiên trì. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, người nói là đùa giỡn chính là đùa giỡn sao? ta nghĩ đại gia sẽ không chú ý làm lỡ một hồi thời gian báo danh người đến cùng vẫn là không phải một người đàn ông ngay cả mình đã nói cũng không cách nào làm được ta xem ngươi thẳng thắn đi làm thái giám được chu vi đến đây báo danh học đệ học mỗi môn mỗi một người đều không có mở miệng loại này cho hay bọn họ há có thể bỏ qua lại nói cả chuyện là lý minh lượng bốc lên đến hiện tại này lý minh lượng lại muốn muốn chống chế để những này học đệ học muội môn trong lòng phi thường khinh bỉ Lý Minh Lượng này lật lọng tiểu nhân. Lý Minh Lượng, người muốn vẫn là một người nam nhân, mau mau cho ta thực hiện lời của ngươi nói, ở đây phiền phiền nhiễu nhiễu làm gì. Tên kia cùng Lý Minh Lượng đồng thời phụ trách tân sinh báo danh đại bộ ngực nữ sinh, đã sớm không ưa Lý Minh Lượng bình thường một bộ tự cho là cao cao tại thượng tư thái. Sáng sủa vừa nãy chỉ là đùa giỡn mà thôi, hắn bình thường 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 đùa kiểu này vì lẽ đó hắn mới vừa nói không thể coi là thật. Một gã khác phụ trách tân sinh báo danh nam sinh tôn tự đạt, đứng ra giúp Lý Minh Lượng nói chuyện. Hắn biết Lý Minh Lượng gia đình bối cảnh, vì lẽ đó bình thường cùng Lý Minh Lượng đi gần vô cùng. Nói không chắc chờ tốt nghiệp sau đó vẫn có thể tìm Lý Minh Lượng giúp đỡ một ít đây. Lý Minh Lượng nhìn thấy Tôn Tự Đạt giúp hắn nói chuyện, hướng về Tôn Tự Đạt hơi gật gật đầu, bàn ngày hôm nay hắn dù như thế nào cũng sẽ không ăn, đã như vậy thẳng thắn đem tấm này mặt không thèm đến xỉa, hung hãn nói, nghe được bằng hữu ta nói không có. Con người của ta bình thường liền yêu thích đùa giỡn, người phải làm chân ngã cũng hết cách rồi, muốn để ta ăn bàn. Như người loại này đê tiệt người, đời này cũng biện pháp không tới, đại gia kế tục báo danh. Lý Minh Lượng trên mặt mang theo nụ cười khinh thường, trong ánh mắt để lộ ra hết sức tự phụ. Trong lòng đối với Diệp Thần Phong là hận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn hắn Lý Minh Lượng từng có lúc như vậy mất mặt quá. Ngày hôm nay tất cả những thứ này đều là bại trước mặt tên mặt trắng nhỏ này ban tặng. Đùng, một tiếng vang giòn, ở Lý Minh Lượng trên khuôn mặt vang vọng ra, bên phải hắn trên gương mặt trong nháy mắt thêm ra một đạo đỏ chót dấu năm ngón tay, trên gương mặt đau rát thống, để Lý Minh Lượng có chút không biết làm sao. Bởi vì hắn căn bản không có nhìn rõ ràng là ai quạt hắn một bạt tai này. Không riêng là Lý Minh Lượng không có nhìn rõ ràng, người chung quanh toàn bộ đều không có nhìn rõ ràng, trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người lần thứ hai tập trung ở Lý Minh Lượng trên người, nhìn Lý Minh Lượng trên mặt đạo kia đỏ chót dấu năm ngón tay, mười phần như một cái vai hề, rất nhiều người cũng không nhịn được lên tiếng bật cười. Là ngươi, có đúng hay không? Khẳng định là ngươi. Lý Minh lượng như một con phát điên châu đực, hai con mắt gắt gao trừng mắt Diệp Thần Phong, tâm tình vào đúng lúc này là triệt để mất khống chế. Người con mắt kia nhìn thấy ta đánh người bà tai, không có chứng cứ liền không muốn miệng đầy phun phần, Diệp Thần Phong như không có chuyện gì xảy ra nói rằng. Được, 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 đây là người tự tìm. Lý Minh Lượng lấy điện thoại di động ra bắt một trận điện thoại đi ra ngoài, ở sau khi gọi điện thoại xong, trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười. Ta nói rồi, đắc tội ta Lý Minh Lượng người sẽ không có kết quả tốt. Khoảng chừng 2 phút qua đi, 7, 8 tên trường học bảo an chạy tới hiện trường, đi đầu một tên bảo an thân thể vô cùng thạc tráng, giữ lại một con bản thốn, hắn là an ninh trường học đội đội trưởng, tên là Lý Long, là xuất ngũ quân nhân, đồng thời cũng là Lý Minh Lượng thân thích, là Lý Minh Lượng phụ thân quan hệ, Lý Long mới có thể đến kinh thành đại học y khoa tới làm một tên đội cảnh sát đội trưởng. Vừa nãy ở trong điện thoại, Lý Long cũng không có hiểu rõ rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đang nhìn đến Lý Minh Lượng trên mặt một đạo dấu tay sau, Lý Long vội vã ân cần hỏi han, sáng sủa, trên mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra. Lý Minh Lượng đang nhìn đến Lý Long sau, nụ cười trên mặt là càng ngày càng dồi dào, chỉ vào Diệp Thần Phong nói rằng, người này ở trong chúng ta y hệ báo danh địa phương gây sự, còn động thủ quạt ta một bạt tai, người giúp ta đánh đổi hắn, thuận tiện cho ta giáo huấn một chút hắn. Lý Minh Lượng ở giáo huấn một chút bốn chữ này càng thêm nặng ngữ khí, ý tứ trong đó tự nhiên không cần nói cũng biết. Lý đội trưởng, sự tình hoàn toàn không phải Lý Minh Lượng nói như vậy, trên mặt hắn lòng bàn tay liền chính hắn cũng không biết là ai phiến, hơn nữa chúng ta người ở chỗ này cũng đều không nhìn thấy, lại nói Lý Minh Lượng trong miệng nói tới người này, chỉ là bồi học sinh tới nơi này báo danh cũng không phải cái gì đến người gây chuyện phụ trách báo danh đại bộ ngực nữ sinh phi thường có tinh thần trọng nghĩa đứng ra nói rằng. Diệp thần phong liếc mắt nhìn tên kia đại bộ ngực nữ sinh, hướng về đối phương hữu hảo khẽ mỉm cười, tên này đại bộ ngực nữ sinh đúng là để hắn có chút hảo cảm. Đừng nghe nàng trên mặt ta này đạo dấu tay chính là gia hỏa này cho phiến các ngươi lập tức động thủ cho ta. Lý Minh Lượng phẫn nộ chừng một chút đại bộ ngực nữ sinh quát lên. Lý Long gật gật đầu, Hắn có thể ngồi trên đội cảnh sát đội trưởng vị trí, toàn bộ là Lý Minh Lượng phụ thân nguyên nhân, vì lẽ đó hiện tại hắn là không ra tay cũng đến muốn ra tay rồi. Quay về bên cạnh vài tên bảo an, nói rằng: "Các anh em, đồng thời động thủ cho ta giáo huấn một chút cái này dám đến trường học quấy rối tiểu tử." "Làm sao? Hiện tại lại muốn chơi bạo lực?" Diệp Thần Phong nhìn hướng hắn vì tới được bảo an, trên mặt vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào ta khuyên các người vẫn là không nên ép ta động thủ một khi ta động thủ cần phải muốn cho ta sảng khoái ta mới hội ngừng tay diệp thần phong bình thản nói rằng anh rể nếu không ta giúp ngươi chia sẻ đi hai người ta cũng rất lâu không có cùng người đánh nhau đứng ở diệp thần phong bên cạnh vũ kiệt nóng lòng dục thí kết quả bị vũ hiểu phỉ ôm một cái lỗ tai nói rằng tiểu kiệt ngươi lẽ nào quên ra ra đã phân phó lời của ngươi sao ở trong đại học thiếu gây chuyện thị phi chuyện ngày hôm nay liền giao cho thần phong xử lý đi tiểu tử ngươi đến hiện tại còn trang b sau đó ta cần phải muốn cho ngươi biến thành ngốc b không thể để bạn gái của ngươi biết vip đàn ông như thế nào mới là đáng giá cùng lý minh lượng cũng không cố gắng ngẫm lại nếu như vừa nãy một cái tát kia đúng là diệp thần phong phiến hắn như vậy hắn liền diệp thần phong là làm sao ra tay cũng không có nhìn thấy Diệp Thần Phong thân thủ hội đơn giản đi nơi nào sao? chương 463, nhỏ bé đến lão. Lý đội trưởng, nếu như các người thật sự dám không phân thị phi động thủ, như vậy ta lập tức đem chuyện nào báo cáo cho trường học, đừng tưởng rằng ta không biết Lý đội trưởng ngươi cùng Lý Minh Lượng là quan hệ gì. Đại bộ ngực nữ sinh thấy Lý Long chờ một đám bảo an hướng về Diệp Thần Phong vây lại, nàng biết Diệp Thần Phong khẳng định là muốn ăn thiệt thòi, bất luận ai lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thần Phong cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng hắn là một cái đánh nhau hảo thủ, huống chi cả chuyện hoàn toàn là Lý Minh Lượng bốc lên đến vì lẽ đó đại bộ ngực nữ sinh mới như thế việc nghĩa chẳng từ nan vì là Diệp Thần Phong nói chuyện. Lý Minh Lượng hai con mắt ý tứ sâu xa nhìn chầm chầm đại bộ ngực nữ sinh trước ngực cao vót, cười lạnh nói coi như báo cáo cho trường học thì thế nào. Cha ta cùng hiệu trưởng là bạn cũ lâu năm, ngày hôm nay chính là gia hỏa này quạt ta một bạt tai, còn ở cửa trường học quấy rối an ninh trường học đội giáo huấn tiểu tử này chỉ là vì giữ gìn trường học an toàn mà thôi đúng sáng sủa nói một điểm đều không sai coi như hiệu trưởng đến rồi ta cũng có thể vì là sáng sủa làm chứng tôn tự đạt phi thường kiên định lập trường của hắn trên mặt không hề lo lắng thần sắc dưới cái nhìn của hắn ngày hôm nay diệp thần phong là muốn gặp vận rủi lớn tối thiểu bị đánh thành một cái đầu heo ba là không trốn được thần phong xem ra mị lực của ngươi còn không tiểu mà. Ngươi xem nhân ra căn bản không quen biết ngươi đều đứng ra vì ngươi nói chuyện. Chạm diệp thần phong phía sau vũ hiểu phỉ ngữ khí chua xót nói rằng. Hiểu phỉ tỷ này không phải chứng minh ngươi thật tinh mắt mà. Ngươi nói chúng ta là trực tiếp lấy ra thân phận đây. Vẫn là trước tiên giáo huấn một chút bang này không biết điều người. Đối với càng đi càng gần bảy, tám tên bảo an, Diệp Thần Phong không hề hay biết thấp giọng cùng Vũ Hiểu Phỉ trò chuyện. Audio điện tử võ tấn bền Thần Phong, ta rất đáng ghét loại này tự cho là con ông cháu cha. Người như thế quả thực chính là xã hội sâu mọt, cũng không biết người như thế từ trước đã gieo vạ bao nhiêu thiếu nữ ngu ngốc. Vũ Hiểu Phỉ đối với Lý Minh lượng người như thế, trong lòng là hết sức tràn ngập căm ghét. Tốt, vậy ta liền giúp Hiểu Phỉ tỷ giáo huấn một chút những người này diệp thần phong cười vặn vẹo cánh tay hoàn toàn chưa hề đem đối phương nhìn ở trong mắt ở diệp thần phong cùng vũ hiểu phỉ thấp giọng tán gẫu thời điểm lý long chờ bảy tám tên bảo an vào tới trước mặt hắn lý long xông vào cái thứ nhất không chút do dự vung ra nắm đấm hướng về diệp thần phong mặt ném tới lý long tốt xấu cũng là một tên xuất ngũ quân nhân vì lẽ đó quả đấm của hắn phi thường mạnh mẽ nói nhìn đứng tại chỗ không có phản ứng chút nào diệp thần phong hắn còn tưởng rằng đối phương là bị khí thế của hắn cho dọa sợ không riêng là lý long cho là như thế ở đây ngoại trừ vũ hiểu phỉ cùng vũ kiệt ở ngoài những người khác đều là cho là như vậy mắt thấy diệp thần phong liền muốn bị lý long nắm đấm bắn trúng mặt đứng ở cách đó không xa lý minh lượng cười kêu gào nói ta còn tưởng rằng là cái cái gì có bản lĩnh người đâu nguyên lai like cũng chỉ có thể sái múa mép khua môi ngay khi lý long nắm đấm cách diệp thần phong mặt càng ngày càng gần gần hầu như muốn đụng tới thời điểm một bên đại bộ ngực nữ sinh không đành lòng nhắm hai mắt lại vũ hiểu phỉ trắng nõn trên khuôn mặt không có bất kỳ lo lắng thần sắc vũ kiệt xem thường thấp giọng lầm bầm một câu ngớ ngẩn diệp thần phong chuyển động tốc độ phi thường nhanh đưa tay phải ra bàn tay che ở mặt của hắn trước ầm một tiếng lý long nắm đấm đánh vào diệp thần phong trong bàn tay diệp thần phong dưới chân bước chân vẫn không nhúc nhích lý long cảm giác quả đấm của hắn phảng phất đánh vào một đoàn cây bông trên hết thảy sức mạnh ở trong khoảnh khắc bộ tan mất diệp thần phong bàn tay phải trong nháy mắt tụ lại chăm chú bao vây lý long nắm đấm lý long vẫn không có từ đột nhiên biến cố bên trong phản ứng lại hắn cũng cảm giác được trên nắm tay truyền đến đau đớn một hồi muốn thoát khỏi diệp thần phong bàn tay bao vây tiếc rằng tay của đối phương trưởng như một cái vững vàng cái kìm bất luận hắn sử dụng bao lớn sức mạnh cũng không cách nào thoát khỏi chỉ cảm thấy trên nắm tay đau đớn càng ngày càng kịch liệt, phảng phất xương đều phải bị bóp nát. Hiện tại Lý Long mới biết trước mặt thân thủ của người này không đơn giản, trong cổ họng vội vàng quát lên, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Cho ta cùng tiến lên, cho ta toàn bộ cùng tiến lên. Nguyên bản Diệp Thần Phong chỉ muốn muốn lấy này đến kinh cáo kinh cáo Lý Long người an ninh này đội đội trưởng, ai biết đối phương dĩ nhiên như vậy không biết điều như vậy hắn cũng không cần phải hạ thủ lưu tình, bàn tay phải lần thứ hai dùng sức, trong không khí truyền bá răng rắc, răng rắc, răng rắc xương vỡ vụn thanh, tiếp theo, từ Lý Long trong cổ họng phát sinh một tiếng gào khóc thảm thiết kêu thảm thiết, a à, tương đương. Chính là tay đứt ruột sót, Diệp Thần Phong buông ra bao vây Lý Long nắm đấm bàn tay. Chỉ thấy Lý Long nắm đấm đã biến thành một bãi nhuyễn thịt, bàn tay hắn bên trong xương toàn bộ bị Diệp Thần Phong cho mạnh mẽ tạo thành bột phấn, e sợ đời này đều không thể khôi phục. Còn lại vài tên hướng về Diệp Thần Phong vào tới bảo an, đang nhìn đến Lý Long hình dạng sau, dưới chân bước chân không nhịn được dừng lại, một trận, Lý Long thân thủ là trong bọn họ tốt nhất huống chi bọn họ tới làm bảo an cũng chỉ có điều là vì trộn lẫn phần cơm ăn, nếu vì này một miếng cơm làm cho chính mình tàn phế, đây chính là phi thường không đáng. Kết quả là còn lại bảo an trong lòng toàn bộ nổi lên lùi bước tâm tư, Lý Long trên chán trên gương mặt ứa ra mồ hôi lạnh, bán cung eo, cơ thể hơi run rẩy, nhìn hắn dưới tay người chậm chạp không động thủ, nhẫn nhịn đau đớn lần thứ hai quát lên, lẽ nào các ngươi không muốn làm nữa sao? Cho ta đem hắn đánh nằm trên mặt đất, hành vi của hắn đã tạo thành phạm tội, hắn đây là có ý định hại người. Chuyên cua tui, VN ầm, um, một tiếng, Diệp thần phong một cước trực tiếp đá vào Lý Long trên bụng, Lý Long thân thể bay ngược ra ngoài, tầng tầng va chạm ở phía sau một bước trên vách tường, Diệp Thần Phong trong miệng không nhịn được nói, đừng tưởng rằng ta dễ nói chuyện liền muốn đến bắt nạt ta, là một tên trường học đội cảnh sát đội trưởng, ngươi nên phụ trách chính là trường học cùng an toàn của học sinh, cũng không phải để ngươi làm một cái tùy ý cắn người linh tinh cầu. Thân thể phản phất bị Diệp Thần Phong này một cước đá tan vỡ Lý Long, trong thân thể tinh lực dâng lên, này còn có thể khen hay nói chuyện sao? mới vừa lên đến liền đem xương của hắn cho tạo thành bột phấn, chuyện này quả thật chính là bạo lực phần tử. Còn lại Bảo An Nguyên bản trong lòng còn có chút do dự bất định, đang nhìn đến Lý Long bị đá bay sau đó, ý nghĩ của bọn họ trong nháy mắt trở nên kiên định, tuyệt đối không tham dự tới hôm nay chuyện này bên trong đi, vạn nhất biến thành tàn phế, này liền thật sự đen đủi, thân thể không tự chủ dồn dập cách Diệp Thần Phong xa một ít. Tên kia đại bộ ngực nữ sinh khi nghe đến Lý Long tiếng kêu thảm thiết sau, liền lại mở mắt ra, nàng không thể tin được Diệp Thần Phong nhìn qua 10 phần tiểu bạch kiểm dáng dấp, trong thân thể lại ẩn chứa sức mạnh lớn như vậy. Lý Minh Lượng cùng tôn tự đạt đứng ngây ra ở tại chỗ, mãi đến tận Diệp Thần Phong mỉm cười từng bước từng bước hướng về hai người bọn họ đi tới, Lý Minh Lượng mới tỉnh táo lại, nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta nhớ tới mới vừa nói qua, một khi ta động thủ, cần phải muốn cho ta sảng khoái, ta mới hội ngừng tay, nhưng là ta hiện tại còn chưa từng có đủ tay ẩn đây. Ngươi nói ta nên làm gì? Diệp thần phong chuyển động bắt tay oản nghi vấn nói. Ngươi, ngươi không cần loạn đến, cha ta là kinh thành cục công thương cục trưởng, nếu như ngươi dám. Đùng 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 đùng, Lý Minh Lượng vẫn chưa nói hết, Diệp thần phong hay dùng lòng bàn tay bắt chuyện hắn, trong miệng nghĩa chính ngôn từ nói rằng, ngươi không phải mới vừa nói ta phiến ngươi bạt tai sao? Lão tử ta liền phiến ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi cho rằng cục công thương cục trưởng rất đáng gầm sao? Dưới cái nhìn của ta cục công thương cục trưởng cũng chỉ có điều là một cái hạt vừng đậu đại tiểu quan mà thôi. Cuối cùng lấy đùng tương đương một tiếng dài lâu chàng pháo tay phần cuối, Lý Minh Lượng thân thể ở tại chỗ xoay chuyển một cái 360 độ vòng tròn. Hai bên gò má sưng lên thật cao, trong miệng cùng trong lỗ mũi đều chảy ra từng tia từng tia máu tươi, Lý Minh Lượng 10 phần đã biến thành một cái đầu heo ba. Bị Diệp Thần Phong đá bay Lý Long, mắt thấy tình huống không ổn, thừa dịp Diệp, Diệp, Diệp Thần Phong phiến Lý Minh Lượng bà tai thời khắc, vội vã gọi một cú điện thoại cho Lý Minh Lượng phụ thân Lý Vệ Đông. Lý Vệ Đông nhận được Lý Long điện thoại thì đang cùng kinh thành Nam khu kinh sát phân cục cục trưởng Chu Dũng ở một gian trong quán trà tán gấu. Khi làm Lý Long đem sự tình ở trong điện thoại nói đơn giản một lần sau, Lý Vệ Đông nhất thời là nổi trận lôi đình, lập tức quyết định tự mình đi một chuyến kinh thành đại học y khoa. Lý Cục trưởng có phải là gặp phải chuyện gì? Chu Dũng nhìn thấy thay đổi sắc mặt Lý Vệ Đông hỏi. Chu Cục trưởng con trai của ta ở trường học bị người cho đánh, có người nói đánh hắn người ở trong trường học gây sự, còn đem đội cảnh sát đội trưởng xương cho đánh nát, ta đến muốn lập tức đi một chuyến trường học. Lý Vệ Đông giản lược nói rằng, Lý Cục trưởng, ta cùng đi với người một chuyến, ta lập tức thông báo Cục Cảnh sát bên trong đồng chí, loại hành vi này hoàn toàn tạo thành có ý định hại người, chuyện ngày hôm nay liền do ta đến giúp Lý Cục trưởng ngươi xử lý đi. Chu Dũng vỗ bộ ngực đem chuyện nào ôm đồm đi. Lý Vệ Đông cũng không có từ chối, nói rằng, vậy ta trước hết cảm tạ Chu Cục trưởng, chờ tối hôm nay ta sẽ cùng Chu Cục trưởng ngươi cẩn thận uống mấy chén. Được một lời đã định, đến thời điểm Lý Cục trưởng cũng không nên không nỡ tiền A. À. Chu Dũng đùa giỡn nói rằng, không biết hắn này vừa đi, rất có thể hội làm mất đi Cục trưởng vị trí đây. chương 464, Thái Sư Tổ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Kinh thành Đại học Y khoa phòng làm việc của Hiệu trưởng bên trong, Hiệu trưởng Thạch Kiến Vĩ là một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, thân thể hơi hơi phát tướng, trên mặt mang một bộ giày nặng kính mắt mười phần một bộ học giả phái đoàn Thạch Kiến Vĩ vừa nhận được Lý Vệ Đông gọi điện thoại tới nói đến Lý Vệ Đông cùng Thạch Kiến Vĩ đã từng vẫn là Cao Trung bản học đây bây giờ bọn họ một người là kinh thành cục công thương cục trưởng một người là kinh thành đại học y khoa hiệu trưởng hai người lăn lộn đều là rất tốt Thạch Kiến Vĩ ở trong điện thoại đại khái hiểu rõ cả chuyện trải qua sau lấy hắn cùng Lý Vệ Đông quan hệ hắn đương nhiên muốn đứng ra vì là Lý Vệ Đông nhi tử Lý Minh lấy ra đầu vội vã từ phòng làm việc của hiệu trưởng ghế ra trên đứng lên, hướng về bên ngoài phòng làm việc đi đến. Kinh thành đại học y khoa cửa, Lý Minh Lượng bị đánh đến như cái đầu heo ba tự nằm trên đất mù ồn ào, tôn tự đạt hai chân không kìm lòng được run cầm cập, sợ sệt cũng bị diệp thần phong phiến bạt tai, chu vi từ từ vây quanh càng ngày càng nhiều người. Không cái gì náo nhiệt đẹp đẽ, đại gia mau mau tản đi đi. Nên đi nơi nào báo danh liền đến chạy đi đâu báo danh. Diệp Thần Phong rất không thích bị người vây quanh làm con khỉ xem cảm giác, bởi vừa nãy Diệp Thần Phong thể hiện ra bạo lực thủ đoạn, vây xem học sinh ngược lại cũng phi thường nghe lời tản ra. Đại bộ ngực nữ sinh thừa cơ hội này đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, nói rằng các người mau chóng rời đi nơi này đi. Lý Minh Lượng phụ thân là kinh thành cục công thương cục trưởng, ở kinh thành có rất nhiều con đường, nghe nói Lý Minh Lượng phụ thân và hiệu trưởng trường học cũng có chút giao tình vì lẽ đó người đem lý minh lượng đánh thành dáng vẻ ấy phụ thân hắn chắc chắn sẽ không giảng hòa thừa dịp cảnh sát không có tới trước đó mau chóng rời đi bằng không liền đến không kịp cái này không thể được chúng ta vẫn không có báo xong tên đây diệp thần phong tùy ý nhún nhún vai nếu như đối phương dừng tay như vậy cũng coi như thế nhưng nếu như bọn họ thật sự muốn đem sự tình làm lớn ở kinh thành này mảnh đất nhỏ trên diệp thần phong cần phải sợ ai người người này làm sao như thế thẳng thắn đây? Lẽ nào cho rằng người thân thủ thật liền không sợ trời không sợ đất sao? Hiện tại xã hội này là có quyền người thiên hạ, đại bộ ngực nữ sinh cho rằng Diệp Thần Phong hoàn toàn là ở thể hiện. Một trận chói tai tiếng còi cảnh sát từ xa tới gần, truyền vào Diệp Thần Phong đám người trong tai, khoảng chừng một phút qua đi, ba chiếc xe cảnh sát vững vững vàng vàng đứng ở kinh thành đại học y khoa cửa, trước tiên từ trên xe cảnh sát đi xuống hai người dù là Lý Vệ Đông cùng Chu Dũng. Ở tại bọn hắn hai người đi xuống sau xe, sáu tên cảnh sát cũng liền bận biểu từ trên xe cảnh sát đi xuống, đi theo sau lưng của hai người. Lần này ngươi thật là có phiền phức, bất quá, ngươi yên tâm được rồi, ta hội giúp ngươi làm chứng, ngươi hoàn toàn là tự vệ. Đại bộ ngực nữ sinh phi thường giảng nghĩa khi nói rằng, nằm trên đất Lý Minh Lượng đang nhìn đến cha của chính mình sau vội vàng liên tục lăn lộn đi tới Lý Vệ Đông trước mặt. Một bên dùng ngón tay chỉ vào Diệp Thần Phong, một bên trong miệng mơ hồ không rõ nói rằng, ba chính là tên khốn kiếp này ở cửa trường học quấy rối, đem ta đánh thành như vậy, còn đem đội cảnh sát đội trưởng xương cho bóp nát. Lý Vệ Đông nhìn thấy nhi tử đáng thương dạng, lại nhìn thấy cách đó không xa ngã trên mặt đất Lý Long, trong lòng lửa giận hung hăng hướng về trên thoán, hai con mắt che lấp nhìn chầm chầm Diệp Thần Phong. Hắn từ trước đến giờ là một cái lòng dạ nhỏ mọt người, trong lòng đã đang suy nghĩ muốn làm sao dần vặt Diệp Thần ngọn núi. Đứng ở Lý Vệ Đông bên cạnh Nam khu Cục Cảnh sát Cục trưởng Chu Dũng. Mệnh lệnh phía sau hắn sáu tên cảnh sát, chỉ vào Diệp Thần Phong, nói rằng bắt hắn cho ta mang về Cục Cảnh sát đi. Diệp Thần Phong không chút hoang mang vượt trước hai bước, nói rằng hiện tại cảnh sát lẽ nào đều là như thế không phân tốt xấu đã bắt người sao. Cảnh sát là nhân dân công bộc, mà không phải khoác cảnh phục thổ phỉ. Đang lúc này, hiệu trưởng Thạch Kiến Vĩ cũng từ trong trường học đi ra, sát có việc hỏi, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tôn Tự Đạt nhìn thấy thế cục bây giờ hoàn toàn hướng Lý Minh Lượng nghiêng về một phía, vội vã đi tới hiệu trưởng trước mặt, đem cả chuyện vặn vẹo nói một lần. Thạch Kiến Vĩ đang nghe xong sau, tức giận đến là sắc mặt đỏ chót chỉ vào Diệp Thần Phong phía sau Vũ Kiệt, quát lên, giống như người vậy học sinh, trường học của chúng ta là mãi mãi cũng sẽ không trúng tuyển. Thạch Kiến Vĩ đang nhìn đến Diệp Thần Phong thời điểm, luôn cảm giác có chút quen thuộc, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được, liền hắn sẽ không có hay đi nghĩ đến. Còn có ngươi, ở trường học của chúng ta cửa quấy rối lại đem chúng ta trường học đội cảnh sát đội trưởng đánh thành tàn phế, đồng thời động thủ đánh chúng ta trường học học sinh, ngươi có biết hay không hành vi của ngươi đã tạo thành phạm tội? Thạch kiến vĩ nghĩa chính ngôn từ hướng về phía diệp thần phong quát lên. Đại bộ ngực nữ sinh cắn cắn môi, đứng ra nói rằng, hiệu trưởng, sự tình cũng không phải như vậy, cả chuyện đều là lý minh lượng bốc lên đến vì lẽ đó. Ngươi cũng là trường học của chúng ta học sinh, lẽ nào ngươi không muốn để lại ở trường học, như vậy ta có thể tác thành ngươi, bằng không ngươi liền cho ta ngoan ngoãn ngậm miệng. Thạch Kiến Vĩ lấy ra một bộ hiệu trưởng phái đoàn. Người cái lão già đáng chết, người cho rằng ta rất nghĩ đến nơi này đến trường sao. Sau đó người coi như cầu ta, ta cũng sẽ không tới nơi này đến trường. Vũ Kiệt khó chịu phản bác. a à, Thạch Kiến Vĩ xem thường cười gần một tiếng, nói rằng, vô tri tiểu tử, ta có thể bảo đảm kinh thành bất kỳ một nhà đại học y khoa đều sẽ không trúng tuyển ngươi. Thạch Hiệu trưởng, ba người này chúng ta muốn dẫn về cục cảnh sát đi điều tra, chúng ta nhất định sẽ mau chóng cho trường học một câu trả lời chu dũng đi tới thạch kiến vĩ trước mặt đường hoàng nói rằng được thì có lao chu cục trưởng giống như vậy bại hoại liền hẳn là phải bị pháp luật trừng phạt thạch kiến vĩ cười nói kinh thành đại học y khoa bởi vì có như người vậy hiệu trưởng mà hổ thẹt giống như vậy trường học ta không lên cũng được từ hôm nay trở đi ta cũng không tiếp tục là kinh thành đại học y khoa học sinh đại bộ ngực nữ sinh nhìn thấy thạch yến vĩ ra vẻ đạo mạo dáng dấp trong lòng phi thường không phấn đầu óc nóng lên liền nói ra lần này đầy ngập nhiệt huyết đến rồi nàng thêm một năm nữa thời gian liền muốn tốt nghiệp diệp thần phong vừa liếc nhìn lại nhiều lần vì hắn nói chuyện đại bộ ngực nữ sinh này đại bộ ngực nữ sinh tinh thần trọng nghĩa vẫn đúng là không phải nắp diệp thần phong có nhiều ý vị nhìn thạch yến vĩ chu dũng cùng lý vệ đông nói rằng xem ra các ngươi chuẩn bị là cấu kết với nhau làm việc xấu chuẩn bị dùng trong tay quyền lợi đến bắt nạt chúng ta những này không quyền không thế người. Lý Vệ Đông mặt âm trầm, nói rằng coi như chúng ta dùng trong tay quyền lợi đến bắt nạt ngươi thì thế nào? Ngươi có năng lực chống cự sao? Chu Dũng lần thứ hai mệnh lệnh phía sau hắn một đám cảnh sát, nói rằng đem bọn họ ba cái toàn bộ mang về trong cục cảnh sát. Bị Diệp Thần Phong đánh cho như cái đầu heo ba tự đến Lý Minh Lược, cười gần hai tiếng nói rằng, hiện tại biết đắc tội ta Lý Minh lượng hậu quả chứ. Lúc này mới vừa bắt đầu đây, ta muốn người gấp trăm lần ngàn lần thống khổ. Ồ, người kia thật giống là Diệp Thần Phong a Cái gì gọi là thật giống là Diệp Thần Phong, hắn chính là Diệp Thần Phong. Cách đó không xa ba nam hai nữ chính hướng về cửa trường học đi tới, bọn họ không phải là đoạn thiên thủy, Phương Tuấn Đạt, Vương Kỳ Chính, Giang Vũ Mộng Ôn Hòa Tư Dĩnh mà bọn họ cũng là kinh thành đại học y khoa học sinh từ khi quốc tế y học giao lưu tái kết thúc sau đó bọn họ sẽ không có cùng diệp thần phong gặp lại quá mặt bất quá đoạn thiên thụy từ ra ra của hắn đoạn nam nơi đó hiểu rõ đến trước đây không lâu trị liệu dị biến lưu cảm nước thuốc chính là diệp thần phong nghiên cứu chế tạo đi ra hắn đối với diệp thần phong đúng là bội phục đồng thời đoạn nam dặn dò đoạn thiên thụy sau đó nhìn thấy diệp thần phong nhất định phải gọi thái sư tổ Diệp Thần Phong thật giống gặp phải phiền phức cơ chứ, chúng ta qua xem một chút đi." Giang Vũ mộng mở miệng nói rằng. Đoạn Thiên Thụy nói rằng, "Ta đối với các ngươi đã nói trước đây không lâu trị liệu dị biến lưu cảm nước thuốc là Diệp Thần Phong nghiên cứu chế tạo đi ra chứ. Hiện tại ta đối với Diệp Thần Phong không có bất kỳ phiến diện, có chỉ là bội phục, ông nội ta cũng dặn dò nếu như vô tình gặp hắn Diệp Thần Phong nhất định phải gọi hắn thái sư tổ, dù sao hắn là ông nội ta sư phụ." vì lẽ đó sau đó ta xưng hô Diệp Thần Phong vì là Thái Sư Tổ, các ngươi sẽ theo liền xưng hô đi. Diệp Thần Phong y thuật xác thực cao siêu, lại nói chúng ta ở quốc tế y học giao lưu tái thời điểm, gọi hắn Thái Sư Tổ còn thiếu sao. Ta cũng gọi hắn là Thái Sư Tổ đạt được, vừa vặn thừa dịp ngày hôm nay cơ hội này hướng về hắn thỉnh giáo thỉnh giáo y học trên vấn đề, ta này thanh Thái Sư Tổ cũng không thể nói không. Bạo lực nữ dịch tư dính cười nói. Thiên Thụy, chúng ta cũng theo ngươi xưng hô đạt được, ngược lại Diệp Thần Phong y thuật xác thực để chúng ta tâm phục khẩu phục. Những người khác cũng dồn dập nguyện ý theo đoạn thiên thụy xưng hô. Hiệu trưởng Thạch Yến Vĩ trong lúc vô tình nhìn thấy đoạn thiên thụy đám người ở đi về phía bên này, hắn có thể rõ ràng đoạn thiên thụy là quân khu bệnh viện viện trưởng đoạn Nam Tôn Tử, mà đoạn Nam cùng kinh thành rất cao bao nhiêu tầng đều có giao tình trên mặt vội vã lộ ra một vệt nụ cười, vừa muốn cùng đoạn thiên thụy chào hỏi. Ai biết đoạn thiên thụy đám người trực tiếp từ thạch kiến vĩ bên cạnh đi tới, đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, không để ý chút nào người chung quanh ánh mắt, âm thanh chỉnh tề vang dội hỏi Thái Sư Tổ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Thạch kiến vĩ thấy luôn luôn kêu căng tự mãn đoạn thiên thụy lại xưng hô trước mặt người trẻ tuổi này vì là Thái Sư Tổ. Hắn một trái tim nhất thời rung động lên, trong lòng mơ hồ có một loại phi thường dự cảm không tốt ở sinh sôi. chương 465, mạnh mẽ làm mất mặt. Đoạn thiên thụy đám người đột nhiên xuất hiện, làm cho vừa muốn động thủ chảo diệp thần phong chờ ba người bọn cảnh sát ngẩn người. Chu vi kinh thành đại học y khoa sinh viên năm ba hoặc năm bốn môn bắt đầu dồn dập thấp giọng bắt đầu bàn luật. Đoạn thiên thụy bọn họ cái này vòng nhỏ ở trong trường học phi thường có tiếng, có thể nói ở toàn bộ kinh thành đại học y khoa bên trong không người nào dám đi trêu chọc đoạn thiên thụy đám người. Bình thường đoạn thiên thụy bọn họ cái này trong vòng nhỏ người đều vô cùng ngạo khí, hơn nữa đoạn thiên thụy là quân khu bệnh viện viện trưởng đoạn Nam Tôn Tử, này ở trong trường học cũng không phải một cái chuyện bí ẩn, làm như quân khu bệnh viện viện trưởng đoạn Nam, bình thường tiếp xúc bệnh nhân hầu như đều là quốc gia cao tầng, cùng rất cao bao nhiêu tầng đều có không sai giao tình. Vì lẽ đó rất nhiều người đều lấy có thể tiến vào đoạn thiên thụy cái này vòng nhỏ vì là mục tiêu, bất quá, đáng tiếc chính là muốn đi vào đoạn thiên thụy bọn họ cái này vòng nhỏ không phải là dễ dàng như vậy. Từ đầu đến cuối đoạn Thiên Thụy bọn họ cái này trong vòng nhỏ tổng cộng cũng chỉ có 5 người. Trước mắt chu vi những này sinh viên năm 3 hoặc năm 4 nhìn thấy, đoạn Thiên Thụy cái này trong vòng nhỏ người, kể cả đoạn Thiên Thụy ở bên trong, lại toàn bộ xưng hô trước mặt cái này so với bọn họ không lớn hơn mấy tuổi thanh niên vì là thái sư tổ. Điều này làm cho trong lòng bọn họ khiếp sợ không thôi, dồn dập bắt đầu suy đoán nổi lên Diệp Thần Phong thân phận đến rồi rất nhiều người càng xem Diệp Thần Phong liền càng cảm thấy quen thuộc, dù sao lúc trước Diệp Thần Phong ở quốc tế y học giao lưu tái trên rực rỡ hào quang, qua báo chí nhưng là bước ra hắn bức ảnh hơn nữa là ở trang đầu, dòng dã chiếm một cái trang báo, những này các sinh viên đại học cảm giác Diệp Thần Phong quen thuộc cũng sẽ không kỳ quái, chỉ là bọn hắn nhất thời không nhớ ra được là ở nơi nào gặp Diệp Thần ngọn núi. Hóa ra là thiên thủy các ngươi a à. Ta ngã cũng đã quên các ngươi cũng là kinh thành đại học y khoa học sinh. Diệp Thần phong hướng về phía Đoạn Thiên Thụy đám người khẽ gật đầu, nghe được Đoạn Thiên Thụy bọn họ gọi hắn là thái sư tổ. Trong lòng của hắn kỳ thực ngược lại cũng rất sảng khoái, dù sao trên đời này có người nào không thích nghe đến lời hay đây? Chúng ta Diệp Thần phong đồng chí cũng không ngoại lệ. Kinh thành đại học y khoa hiệu trưởng Thạch Kiến Vĩ, thân thể chậm rãi di chuyển đến Chu Dũng cùng Lý Vệ Đông bên cạnh thấp giọng nói rằng, "Vệ Đông, Chu cục trưởng, xem ra hôm nay sự tình có chút phiền phức, các ngươi nhìn thấy cái kia đi đầu nam sinh sao?" Hắn là kinh thành quân khu bệnh viện viện trưởng Đoạn Nam Tôn Tử, Đoạn Nam cùng kinh thành rất cao bao nhiêu tầng đều có lui tới, người như vậy tuyệt đối không phải chúng ta có thể đắc tội lên, hơn nữa hắn lại xưng hô tiểu tử này vì là thái sư tổ. E sợ tiểu tử này lai lịch cũng không đơn giản chứ? Thạch Kiến vĩ ngón tay lặng lẽ chỉ một thoáng Đoạn Thiên Thủy, Thạch Kiến Vĩ để Chu Dũng cùng Lý Vệ Đông rơi vào trầm tư bên trong, bị đánh như cái đầu heo ba tự đến Lý Minh Lượng. Mắt thấy Diệp Thần Phong cũng bị trảo về cục cảnh sát, hắn liền có thể đem hết thảy tức giận phát tiết đi ra, thậm chí có thể hưởng thụ một phen vũ hiểu phỉ thân thể. Kết quả đoạn thiên thụy trong cái vòng này người lại đột nhiên nhô ra. Ở trong trường học hắn cũng không dám cùng đoạn thiên thụy bọn họ đối nghịch, nhưng là hôm nay cơn giận này hắn nhất định phải phát tiết đi ra. 3. Người nhất định phải giúp ta a, à. tên khốn này không riêng đánh ta, còn đem an ninh trường học đội đội trưởng xương cắt đứt. Như thế nào đi nữa nói đạo lý trước sau là đứng ở chúng ta bên này. Hơn nữa bọn họ tới nơi này lúc ghi tên, ta thấy liền chiếc xe đều không có mở, người như vậy bối cảnh to lớn hơn nữa có thể rất lớn chạy đi đâu. Cố gắng tên khốn này chỉ là cùng Đoạn Thiên Thụy bọn họ có chút quan hệ mà thôi, chỉ cần chúng ta chiếm một chữ lý ta nghĩ đoạn thiên thụy ra ra cũng không có mặt đi ra giúp hắn tôn tử, rồi hãy nói chuyện này căn bản không liên quan đoạn thiên thụy sự tình. Lý Minh Lượng đem trong đầu hắn phân tích kết quả nói cho Lý Vệ Đông. Làm lòng dạ nhỏ mọ Lý Vệ Đông, nhi tử bị đánh thành dáng vẻ ấy, hắn đương nhiên cũng không nuốt trôi cơn giận này. Khi nghe đến nhi tử Lý Minh Lượng phân tích sau, hắn cảm giác con trai của hắn phân tích đúng vô cùng. Chỉ cần nắm thích hợp, hắn cũng vẫn là có thể giáo huấn đến diệp thần phong quan trọng nhất trước tiên muốn xác định diệp thần phong thật không có bất kỳ bối cảnh người chính là đoạn viện trưởng tôn tử thiên thụy chứ ta và cha ngươi tháng trước còn đồng thời ăn qua một bữa cơm đây thiên thụy đúng là là một nhân tài a à? vị này chính là bằng hữu ngươi sao là kinh thành nhà ai thiếu gia lý vệ đông đi lên trước trước tiên cùng đoạn thiên thụy đánh một tiếng bắt chuyện lập tức lại sẽ ánh mắt di động đến diệp thần phong trên người. Vừa nãy ở đoạn thiên thụy đám người hỏi dò dưới, Diệp Thần Phong đã đem đại thể sự tình thuyết một lần, đoạn thiên thụy trong lòng chính đang giận. Hắn nhưng không thường rõ ràng Diệp Thần Phong ở ra ra hắn trong lòng địa vị, bằng không ra ra hắn cũng sẽ không để cho hắn, sau đó nhìn thấy Diệp Thần Phong nhất định phải tôn kính xương hô một tiếng Thái Sư Tổ. Mà trước mắt có người lại bắt nạt đến hắn đoạn thiên thụy Thái Sư Tổ trên đầu đến rồi. Này không phải con ruồi đến trong cầu tiêu đi tìm tử tìm thỉ mà. Cuống hồ Diệp Thần Phong là thân phận gì? Kinh thành Diệp ra Diệp lão gia tử cháu ruột, nhân ra Diệp lão gia tử một cái hát hơi đều có thể để kinh thành run ba run, những người này quả thực là chán sống rồi. Đoạn thiên Regan bổn không có cho lý vệ đông sắc mặt tốt xem, lạnh giọng nói rằng, đừng tìm ta đến bấu víu quan hệ, lẽ nào ngươi lỗ tai điếc sao? Không nghe ta mới vừa nói, đứng ở trước mặt ngươi vị này không phải là bằng hữu của ta, hắn là ta thái sư tổ, Ta nghe nói vừa nãy các ngươi muốn đem ta Thái sư tổ nắm lên đến. Các ngươi khỏe gan to, điên đảo thị phi năng lực cũng không nhỏ. Lý Vệ Đông không nghĩ tới Đoạn Thiên Thụy người trẻ tuổi này sẽ như vậy không nể mặt mũi, tốt xấu hắn cũng là kinh thành cục công thương cục trưởng, nghe Đoạn Thiên Thụy tả một câu hữu một câu xưng hô Diệp thần phong vì hắn thái sư tổ, sắc mặt của hắn trở nên phi thường khó coi, trong lúc nhất thời nhưng lại không phát tác được hiện tại hắn cũng cảm giác được Diệp Thần Phong thân phận hay là thật sự không đơn giản, bằng không đoạn thiên thụy làm sao sẽ như vậy giữ gìn đối phương. Lý vệ đông khóe miệng miến cưỡng lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng, ta nghĩ ngày hôm nay chuyện này khẳng định là hiểu lầm, Chu cục trưởng, thạch hiệu trưởng, hai người các ngươi nói đúng không đúng. Lý vệ đông nghiễm nhiên là muốn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Là, 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 ngày hôm nay chuyện này khẳng định là hiểu lầm. Thạch Kiến vĩ vội vã phụ họa nói. Chu Dũng Chu cục trưởng mắt thấy tình huống không đúng, ngược lại Lý Vệ Đông cũng không truy cứu, hắn cũng không cần thiết can thiệp vào, Lý cục trưởng nói rất đúng, ta cẩn thận ngẫm lại chuyện này bên trong có rất nhiều điểm đáng ngờ, còn nhất định phải điều tra rõ ràng làm tiếp định luận đây. Lý Minh Lượng nhìn cha của hắn rút lui có trật tự, hai con mắt che lấp nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, ngược đổ đến khó chịu, trên gương mặt đau rát thống, thời khắc đang nhắc nhở hắn tất cả những thứ này đều là Diệp Thần Phong kiệt tác. Làm sao, các ngươi nói là hiểu lầm chính là hiểu lầm. Ngày hôm nay chuyện này hoàn toàn là cháu trai này bốc lên đến ta xem trường học tất yếu khai trừ hắn học tịch, huống hồ ta cùng hắn trong lúc đó còn có một vụ cá cược, hắn nhất định phải cho ta thực hiện. Diệp thần phong phong nhạt vân khinh mở miệng nói. Người trẻ tuổi, phàm là không muốn được voi đòi tiên, coi như có đoàn gia ở sau lưng cho người chỗ dựa, Lẽ nào chúng ta sau lưng sẽ không có người sao? Ta xem ngày hôm nay chuyện này liền như thế quên đi." Lý Vệ Đông sắc mặt âm trầm nói. "Thiên Thụy giới thiệu với hắn giới thiệu người thái sư tổ thân phận thật sự, nhìn bọn họ còn có thể hay không thể có cái gì cảm giác ưu việt." Diệp Thần Phong hôm nay đã không dự định buông tha Lý Vệ Đông, Chu Dũng cùng Thạch Kiến Vĩ. "Thật thái sư tổ." Đoạn Thiên Thủy cung cung kính kính đáp một tiếng sau đó quay về lý vệ đông đám người khinh thường nói ta thái sư tổ tên là diệp thần phong là ông nội ta sư phụ là kinh thành diệp gia diệp lão gia tử cháu ruột trước đây không lâu thắng quốc tế y học giao lưu tái người chính là ta vị thái sư này tổ âm um, âm um, âm um. đang nghe xong đoạn thiên tụy giới thiệu sau lý vệ đông chu dũng cùng thạch yến vĩ ra đầu ben ben phật đều muốn nổ tung ra ba người trong thân thể thật giống lập tức bị rút khô sức mạnh một luồng nghiêm trọng bất an cùng sợ hãi đang chầm chậm bao vây trái tim của bọn họ. bọn họ quả thực là chọc tới tuyệt đối không thể trêu chọc người a. À. Diệp Thần phong đối với Lý Vệ Đông bọn họ kinh hoàng vẻ mặt phi thường hài lòng nói rằng vừa nãy các ngươi không phải đã nói coi như các ngươi dùng trong tay quyền lợi đến bắt nạt ta, ta cũng không có năng lực chống cự chứ. Hiện tại ta hay dùng thân phận của ta đến bắt nạt các ngươi. Ngày hôm nay chuyện này không cho ta một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn ta dám cam đoan từ nay về sau ở kinh thành không có dung thân của các ngươi chỗ." Diệp Thần phong chiêu này lấy gậy ông đập lưng ông, có thể nói là đem lý vệ đông đám người mặt đánh cho đùng 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 vang lên, nói thực sự hắn thật sự không muốn cùng loại này tiểu nhân vật chấp nhặt, nhưng là những tiểu nhân vật này thường thường yêu thích chính mình tập hợp tới để ngươi làm mất mặt, Diệp Thần phong không mạnh mẽ đánh tới mấy lần, này không phải rất có lỗi chính mình sao? chương 466, ta là cái rất giảng đạo lý người. Cái gì, hắn chính là trước đây không lâu qua báo chí xảo nhốn nháo Diệp Thần Phong. Có người nói y thuật của hắn đến kỹ thuật như thần trình độ, chẳng trách ta cảm giác hắn quen thuộc như vậy. Ai, lúc này thực sự là bỏ qua một lần kết giao cao nhân cơ hội, sớm biết ta vừa nãy cũng đứng ra đạp hai chân lý minh lượng đây. Người không nghe đoạn thiên thụy giới thiệu sao? Diệp Thần Phong là đoạn thiên thụy ra ra sư phụ, hơn nữa còn là kinh thành Diệp ra Diệp lão ra tử cháu ruột, người có biết hay không Diệp ra ở kinh thành năng lượng. E sợ Diệp ra động động thủ ngón tay liền có thể đem người bóp chết, lúc này ta xem Lý Minh Lượng muốn xong đời, cha hắn tối đa cũng chỉ là một cái nho nhỏ cục công thương cục trường, ở Diệp ra trước mặt như một con kiến nhỏ yếu như vậy, thật là một không có mắt ra hỏa. Chẳng trách liền ngay cả luôn luôn kiêu căng tự mãn đoạn thiên thụy đều muốn xưng hô hắn một tiếng thái sư tổ, Nguyên lai like hắn là Diệp Thần Phong a. Từ khi xem qua liên quan với hắn đưa tin sau, ta liền luôn luôn ham muốn gặp gỡ bản thân của hắn, nếu như có thể để hắn chỉ điểm ta hai lần y thuật của ta nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Diệp Thần Phong dài đến thật đẹp trai a, không nghĩ tới hắn còn trẻ như vậy y thuật liền có thể so với nước Hoa quyền uy bác sĩ đều lợi hại, nếu như có thể để ta làm hắn bạn gái, coi như để ta giảm thọ 10 năm ta cũng đồng ý. Người đừng nằm mơ, nhân ra Diệp Thần Phong là thiên tri kiêu tử, là chúng ta có thể xứng với sao? Bất quá, lại nói ngược lại, nếu như ta có thể trở thành là Diệp Thần Phong bạn gái, để ta giảm thọ 20 năm ta cũng đồng ý. Ta đồng ý vì là Diệp Thần Phong giảm thọ 30 năm. Ta đồng ý vì là Diệp Thần Phong giảm thọ 40 năm. Ta đồng ý vì là Diệp Thần Phong giảm thọ 50 năm. Nguyên bản Chu Vi là kinh thành đại học y khoa học sinh nhỏ giọng nghị luận, chậm rãi diễn biến thành vì đông đảo nữ sinh viên đại học phạm mê gái biểu diễn. Đến cuối cùng lại có một tên thể trọng tối thiểu có 180 cân nữ sinh, một mặt ước mơ nói rằng, nếu như Diệp Thần Phong hiện tại chịu hôn ta một cái, ta lập tức chết rồi cũng đồng ý. Tên kia tràn ngập tinh thần trọng nghĩa đại bộ ngực nữ sinh. Nghe Chu Vi bạn học ầm ý tiếng bàn luận, Nguyên bản nàng cho rằng ngày hôm nay Diệp Thần Phong bọn họ nhất định phải chịu thiệt, ai biết hiện trường thế cuộc biến đổi lại biến, trong mắt nàng dài đến có chút trắng mịn thanh niên, lại là vì là nước Hoa thắng quốc tế y học giao lưu tái Diệp Thần Phong. Chẳng trách trong lòng nàng đối với Diệp Thần Phong có loại không hiểu ra sao hảo cảm, lúc đó nàng cũng xem qua liên quan với Diệp Thần Phong đưa tin, chỉ là nhất thời không đem Diệp Thần Phong nhận ra mà thôi. Diệp Thần Phong y thuật thực tại làm cho nàng mê. Lý Vệ Đông, Chu Dũng cùng Thạch Kiến Vĩ, ba người này hoàn toàn rơi vào dại ra trạng thái, trong lỗ mũi khí tức trở nên càng ngày càng trầm trọng. Diệp ra, đây đối với bọn họ mà nói là một cái quái vật khổng lồ, bọn họ lại điếc không sợ súng đi đắc tội Diệp Lão ra tử tôn tử. Còn ở Diệp Lão ra tử tôn tử trước mặt khoe khoang quan uy, chuyện này quả thật so với ở nghịch đại đao trước mặt quan công còn muốn buồn cười. Nam khu cảnh sát phân cục cục trưởng Chu Dũng, tâm tình vào giờ khác này như con kiến trên chảo nóng. Hắn hận không thể mạnh mẽ đánh chính mình mấy cái vả miệng. Nguyên bản chuyện này căn bản cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, chỉ là chính mình chủ động đưa ra muốn tới giúp Lý Vệ Đông giải quyết phiền phức kết quả nhưng cho chính hắn chọc lớn như vậy một cái phiền phức. Hắn Chu Dũng chỉ có điều là một cái nho nhỏ phân cục cục trưởng, đắc tội rồi diệp ra diệp lão ra tử tôn tử hậu quả, người có sao sao muốn từ cục trưởng chỗ ngồi na hạ xuống, nói không chừng còn muốn vào mục giam, như bọn họ dáng dấp như vậy người, bình thường có cái nào không có thu điểm hối lộ. Nếu như cấp trên một khi tra lên, hắn những kia nội tình nhưng không thường không thấy được ánh sáng. Đồng dạng, Kinh Thành Đại học Y khoa Hiệu trưởng Thạch Kiến Vĩ. Tâm tình bây giờ cũng không khá hơn chút nào, hắn đây là chiêu ai nhà ai. Nếu như Diệp ra muốn theo đuổi lên, hắn người hiệu trưởng này cũng đừng mong muốn làm tiếp, Diệp Thần Phong rõ ràng là Diệp ra Diệp lão ra tử tôn tử, người nói ngươi làm gì thế không nói sớm đây. Một mực muốn đến thời khắc sống còn mới công khai thân phận, này không phải khang đa. Khanh ra, khanh muội ni mà, không mang theo như thế bẫy người. Cùng lúc đó, chu Dũng cùng Thạch Kiến Vĩ hai người này, trong lòng đã đang suy nghĩ cùng Lý Vệ Đông rũ sạch quan hệ, hiện tại không phải là nói cái gì hữu nghị, nghĩa khí thời điểm, đối với bọn hắn hai cái tới nói rõ chiết thoát thân mới là chuyện quan trọng nhất. Kiên định lập trường đứng ở Lý Minh Lượng bên này nam học sinh tôn tự đạt, khi biết Diệp Thần Phong siêu nhiên thân phận sau, hắn sợ đến niệu đều muốn phun ra ngoài, Lý Minh Lượng tốt xấu cũng là cục trưởng nhi tử, hắn tôn tự đạt liền cái rắm đều không phải, Diệp ra muốn đối phó hắn căn bản không dùng tới mở miệng, rất nhiều người đều tình nguyện giúp đỡ động thủ, một loại cực kỳ tuyệt vọng ở tôn tự đạt trong lòng cấp tốc lan tràn. Lý Minh Lượng thân thể không kìm lòng được run rẩy, hiện tại hắn mới biết chính mình chọc hạng người gì. Nếu như hắn sớm biết thân phận của đối phương, e sợ lại cho mượn hắn một trăm lá gan, hắn cũng không dám khiêu khích Diệp Thần Phong. Lại nếu như Diệp Thần Phong cùng Vũ Hiểu Phỉ bồi tiếp Vũ Kiệt đến lúc ghi tên, lái một xe ra dáng xe lại đây, e sợ Lý Minh Lượng cũng sẽ không dễ dàng đi đùa giỡn Vũ Hiểu Phỉ. Các loại nguyên nhân Lý Minh Lượng đều đổ cho Diệp Thần Phong quá biết điều, quá có thể xếp vào để hắn có loại muốn gào khóc kích động. Lý Minh lượng phụ thân Lý Vệ Đông, trong tròng mắt lửa giận biến mất rồi, khi người đối mặt một cái mãi mãi cũng không thể chiến thắng kẻ địch, thậm chí đối với phương tùy ý động động thủ ngón tay liền có thể diệt ngươi, ngươi trong lòng sự thù hận một cách tự nhiên sẽ từ từ biến mất rồi, đây là một loại đối mặt hiện thực cảm giác vô lực. Lý Vệ Đông có chút hoàn toàn tỉnh ngộ, quá khứ hắn quá cưng chiều con trai của hắn, dẫn đến con trai của hắn càng ngày càng không coi ai ra gì. Ngày hôm nay mới sẽ phạm dưới như vậy không thể bù đắp sai lầm. Hắn hận không thể lập tức cho Lý Minh lượng mấy cái bạt tai, điều chỉnh một thoáng hô hấp, nói rằng, Diệp Thiếu, ngài liền yên tâm được rồi, con trai của ta cùng ngài cá cược, hắn nhất định sẽ đổi tiền mặt, thực hiện. Lý Vệ Đông nhìn thờ ơ không động lòng Lý Minh Lượng, trực tiếp một cái tát vỗ vào Lý Minh Lượng trên ót, mắng, người cái tiểu hỗn đản, ngươi đến cùng cùng Diệp Thiếu đánh cái gì đánh cuộc. Lập tức cho ta thực hiện người đáp ứng Diệp Thiếu sự tình. Trước đó Lý Minh Lượng cùng Diệp Thần phong cá cực chuyện này, Lý Minh Lượng cũng chưa nói cho hắn biết phụ thân, giờ khác này thấy phụ thân nổi trận lôi đình giáng dấp, Lý Minh Lượng run run rẩy rẩy nói rằng, ta cùng Diệp Thiếu đánh cược, nếu như ai đánh đánh cược thua, ai liền đem tấm này chất gỗ bàn cho ăn. Lý Minh Lượng có chút không tình nguyện chỉ chỉ cách đó không xa một cái bàn, tp 2 gạch chéo gạch chéo com gạch chéo lý vệ đông hơi xứng sờ khá là bất đắc dĩ nói diệp hiếu người xem cái này tiền đặt cược có phải là không quá hiện thực bằng không chúng ta đổi một cái nói như vậy lý cục trưởng muốn giúp ngươi nhi tử chơi xấu con trai của ngươi vẫn không có đi ăn cái bàn này ngươi làm sao liền có thể xác định cái này tiền đặt cược không hiện thực đây bất quá ta cũng là một cái rất giảng đạo lý người, hắn là con trai của ngươi bạn tốt, ta có thể đồng ý để hắn bồi tiếp con trai của ngươi đồng thời ăn cái bàn này. Diệp thần phong cười chỉ chỉ ngây ngốc đứng tôn tự đạt nói rằng. Tôn tự đạt cả người một cái run rẩy, bàng quang bên trong nước tiểu rốt cục nhịn không được, một mạch phun đi ra, đúng quần bên trong rất nhanh liền ướt đấm, đưa tới một đám lớn tiếng cười. Lý cục trưởng, mặc dù nói ta là một cái rất giảng đạo lý người, nhưng con người của ta ta phi thường chú trọng hứa hẹn nếu là con trai của ngươi đáp ứng chuyện của ta như vậy con trai của ngươi liền cho ta ngoan ngoãn đi hoàn thành bằng không mấy người các ngươi hậu quả sẽ như thế nào ta nghĩ liền không cần ta nhiều lời chứ đối với lý minh lượng lý vệ đông chờ người như vậy diệp thần phong không dùng tới hạ thủ lưu tình như người như thế từ trước không biết gieo vạ bao nhiêu người tốt đây lý cục trưởng ngươi vẫn để cho con trai của ngươi mau mau đi Huống hồ Diệp Hiếu không phải để con trai của ngươi bằng hữu có thể hỗ trợ ni mà. Chu Dũng vội vã tiến lên nói rằng, hiện tại hắn biết đầu tiên muốn cho Diệp Thần Phong nuôi giận, như vậy bọn họ có thể tránh được tai nạn này tỷ lệ mới đại. Đúng, vệ đông, đây là sáng sổ chuyện đã đáp ứng, hắn hẳn là muốn tuân thủ. Hiệu trưởng Thạch Kiến Vĩ cũng phụ họa nói. Lý vệ đông trong lòng cay đắng lắc lắc đầu, hắn đối với Diệp Thần Phong nói tới ta là một cái rất giảng đạo lý người, căn bản cho rằng là thối lắm, hắn biết phía trên thế giới này, đạo lý là nắm giữ ở có quyền người trong tay, nếu như Diệp Thần Phong là một cái không có thân phận bối cảnh người, hôm nay sợ rằng liền muốn bị lý vệ đông bọn họ đùa chơi chết. Tiểu hỗn đản, người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mau cho ta tuân thủ chính ngươi hứa hẹn. Sau đó, Lý Vệ Đông lại hướng về tôn tự đạt quát lên, ngươi không phải con trai của ta bằng hữu sao. Ngươi hãy theo hắn đồng thời đi. Lý Vệ Đông ở trong lòng cầu khẩn, hy vọng con trai của hắn hủy khúc cầu toàn, ngày hôm nay chuyện này liền có thể như thế quên đi, sau đó hắn vẫn cứ có thể ngồi cục công thương cục trưởng vị trí. chương 467, ta có đáp ứng ngươi môn sao? Lý Minh Lượng biết ngày hôm nay hắn đâm cái sọt lớn vô cùng, nếu như không thể để Diệp Thần Phong nguôi giận. Phụ thân hắn Lý Vệ Đông cục trưởng vị trí khẳng định khó giữ được, trước đây hắn đều là dựa dẫm phụ thân hắn là cục công thương cục trưởng, mới có thể bày ra một bộ công tử ca tư thái, một khi phụ thân hắn không phải cục trưởng, như vậy hắn Lý Minh Lượng liền cái dám đều không phải. Cảm thụ chu vi rát ánh mắt, Lý Minh Lượng có loại tức giận công tâm cảm giác, trong thân thể tinh lực dâng lên, mặc không lên tiếng đi tới tấm kia chất gỗ trước bàn, trong tròng mắt thần sắc lấp lóe cũng không biết giờ khác này trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì tôn tử đạt cái này góc nhỏ sắc, hắn đương nhiên không dám vi phạm lý vệ đông mệnh lệnh, theo sát ở lý minh lượng bên cạnh, đúng quần bên trong một bãi vệt nước cực kỳ mắt sáng, hắn hận chính mình tấm này miệng làm sao liền như thế tiện đây. Nếu như từ bắt đầu đến chung chỉ là ở tại một bên, bây giờ vận rủi cũng sẽ không dám lâm đến trên đầu hắn đến rồi, có thể nói tôn tự đạt đây là tự làm tự chịu. Lý Minh Lượng cùng tôn tự đạt hai người ngồi xổm xuống, hai người bọn họ biết trước mắt là không đường thối lui, chỉ có nhắm mắt lên, hai người dồn dập hé miệng, phân biệt cắn vào chất gỗ bàn một góc, tiếc rằng, tấm này chất gỗ bàn chất lượng tốt vô cùng, căn bản không phải hàm răng của bọn họ có thể lay động. Hai vị làm sao còn không thêm đem kính, có muốn hay không ta đến giúp các ngươi một cái, ta kiên trì nhưng là phi thường có hạn. Nếu như hôm nay nếu không là Diệp Thần Phong thân phận đặt tại nơi đó, Hắn dám khẳng định Lý Minh Lượng cùng Tôn Tự Đạt như vậy tiểu nhân, tuyệt đối sẽ dùng càng thêm tàn nhẫn biện pháp đối phó hắn, vì lẽ đó không dùng tới đáng thương hai người kia, tục ngữ không phải nói thật mà. Đáng thương người tất có đáng trách chỗ, câu này ngạn ngữ là không phải không có lý. Lý Minh Lượng cùng Tôn Tự Đạt đã là dùng sức ở cắn. Cắn răng trên răng dưới sỉ đều mơ hồ làm đau, khi nghe đến Diệp Thần Phong sau, bọn họ không dám có chút vi phạm có diệp ra thứ khổng lồ này đè lên bọn họ, trong lòng bọn họ căn bản sản sinh không được bất kỳ phản kháng ý nghĩ, nhắm hai mắt lần thứ hai thêm đến sức mạnh. Chỉ nghe cọt kẹt, cọt kẹt, cọt kẹt, âm thanh, từ lý minh lượng cùng tôn tự đạt miệng bên trong truyền tới, hai người bọn họ trong miệng hàm răng một viên một viên đạn rơi xuống, máu tươi nhất thời từ hai người bọn họ miệng bên trong tràn ra ngoài, hai người viền mắt bên trong đều bốc ra nước mắt một bên lý vệ đông tuy rằng trong lòng hận nhi tử không hăng hái nhưng nhìn đến nhi tử bộ này thảm hề hề dáng dấp trong lòng của hắn là vạn phần không đành lòng có câu nói hổ dữ còn không thực đây huống chi bình thường lý vệ đông phi thường cưng chiều hắn đứa con trai này có thể trước mắt hắn một mực lại không thể đủ nói chuyện giúp nhi tử giải vây chỉ có thể trơ mắt nhìn lý minh lượng trong miệng hàm răng từng viên một bóc ra cái này tiền đặt cược quả thật có chút không quá hiện thực ta nói rồi ta là một cái rất giảng đạo lý người, hai người các ngươi có thể dừng lại. Diệp thần phong nhìn sự tình phát triển cũng gần như, liên liên mở miệng để cho hai người đình chỉ ăn bàn hành vi. Lý Minh Lượng cùng tôn tự đạt phảng phất nghe được đến từ thiên đường âm thanh. Trong miệng đau đớn đã dần dần để cho hai người bắt đầu cảm giác mất cảm giác, chỉ sợ bọn họ hai cái sau đó chỉ có thể dựa vào đái răng giả ăn đồ ăn. Lý Vệ Đông nghe được Diệp Thần Phong rốt cục kêu ngừng, trong lòng mới tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, vội vã cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, Diệp Thiếu, hiện tại đồ hỗn trướng này cũng thực hiện cùng ngài cá cược, người xem ngày hôm nay chuyện này. Một bên Chu Dũng cùng Thạch Yến Vĩ cũng kéo dài lỗ tai, chờ mong Diệp Thần Phong có thể nói ra tha bọn họ một lần ngôn ngữ đến. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, nói rằng, vừa nãy nguyên bản chính là con trai của ngươi hẳn là thực hiện hứa hẹn. Cho tới ngày hôm nay chuyện này nên làm gì liền làm sao bây giờ? Chỉ muốn các ngươi từ trước không có phạm quá sai lầm gì, coi như là cấp trên muốn làm khó dễ các ngươi e sợ cũng không có lý do gì chứ. Thế nhưng, nếu như các ngươi đã từng từng làm cái gì ác tha hoạt động, như vậy ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Lý Vệ Đông, Chu Dũng cùng Thạch Kiến Vĩ ba người, nghe được Diệp Thần Phong nói sau, sắc mặt kịch biến, ba người bọn hắn bình thường có cái nào không có tham ô nhận hối lộ? Liền ngay cả kinh thành Đại học Y khoa hiệu trưởng Thạch Kiến Vĩ cũng không ngoại lệ, đừng xem hắn chỉ là một trường học hiệu trưởng, thế nhưng ở trong trường học đều là hắn định đoạt, bình thường thu hối lộ cũng tuyệt đối không ít, nếu như cấp trên muốn tra rõ ba người bọn hắn, như vậy ba người bọn hắn tuyệt đối sẽ đi ngồi tù. Lý Vệ Đông cuống lên, liền vội vàng nói, Diệp Hiếu, ngài cũng không thể đủ không giữ chữ tín a. Vừa nãy ngươi không phải nói con trai của ta thực hiện cùng ngươi cá cược? Ngươi liền có thể buông tha chúng ta sao?" Diệp Thần Phong không tỏ rõ ý kiến lắc lắc đầu, nói rằng "Ta có đáp ứng ngươi môn sao? Ta chỉ nói quá nếu như con trai của ngươi không thực hiện cùng ta cá cược, các ngươi hẳn phải biết hậu quả ta cũng không có đáp ứng con trai của ngươi thực hiện cá cược, ta coi như ngày hôm nay chuyện này không phát sinh." Các ngươi làm nước hoa quan chức, nếu như hôm nay ta là một cái không có bối cảnh tiểu tử, như vậy các ngươi hội lấy cái gì biện pháp đến cả ta? chỉ sợ các ngươi trước đây không có thiếu làm như vậy hoạt động đi. Ta đối với các ngươi đã xem như là mở ra một con đường, nếu như ta muốn đối phó các ngươi còn dùng đến để cấp trên đến cha rõ sao. Ta chỉ sợ oan uổng chúng ta nước hoa đồng chí tốt, quan tốt viên, chỉ muốn các ngươi từ trước không có phạm qua sai lầm ngộ, lần này các ngươi nhất định có thể bình an vượt qua các ngươi cần gì phải lo lắng đây. Lý vệ đông môi hơi ngọ nguậy, trên mặt một mảnh đau khổ, Hắn biết lúc này hắn thật sự xong đời, nhìn co quắp ngồi dưới đất, miệng Chu Vi tràn đầy vết máu Lý Minh Lượng, hắn hận không thể quất chết Lý Minh Lượng, đứa con trai này sinh còn không bằng không sinh đây. Chu Dũng gian Na nuốt một ngụm nước bọt, tận lực làm cho nụ cười trên mặt tự nhiên một ít, nhìn Diệp Thần Phong nói rằng, "Diệp thiếu, ngày hôm nay chuyện này thật cùng ta không quan hệ a. À. Ta là đợi tin Lý Vệ Đông lời nói dối, ta phải biết con trai của hắn là như thế cái đồ vật." Nhất định sẽ trước tiên bắt hắn cho nắm lên đến cũng sẽ không mạo phạm đến Diệp thiếu ngài." Chu Dũng đều nói như vậy, hiệu trưởng Thạch Kiến vĩ làm sao có thể lạc hậu. Vội vàng mở miệng nói, "Diệp thiếu, ta cũng là bị Lý Vệ Đông cho lừa, ta cùng Lý Vệ Đông là bằng hữu nhiều năm, không nghĩ tới con trai của hắn là như thế một cái bại hoại, kính xin Diệp thiếu ngài cho ta một cơ hội." Phu thê vốn là cùng Lâm Điểu, tai vạ đến nơi từng người phi, phu thê còn như vậy, Huống Chi Chu Dũng, Thạch Yến Vĩ cùng Lý Vệ Đông trong lúc đó hữu nghị, vốn là xây dựng ở lợi ích trên trước mắt loại này sống còn bước ngoặt. Chu Dũng cùng Thạch Yến Vĩ không ngại lại mạnh mẽ đạp lên Lý Vệ Đông một cước. Nếu như này một cước có thể làm cho hai người bọn họ bình an vô sự, như vậy liền phi thường đáng giá. Lý Vệ Đông nhìn bỏ đá xuống giếng Chu Dũng cùng Thạch Yến Vĩ, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Hắn biết ngày hôm nay chuyện này không có đường sống vẹn toàn trong thân thể trong nháy mắt không có sức mạnh, đặt mông co quắp ngồi ở trên mặt đất, cả người trở nên ngơ ngác ngây ngốc. Lý Minh Lượng nhìn thấy phụ thân không thể cứu vãn, hắn biết từ nay về sau chính mình cũng không tiếp tục là công tử ca, không còn có người hội nhìn hắn sắc mặt, đã từng yêu Việt sinh hoạt đã cách hắn lặng yên đi xa. Lý Minh Lượng bên cạnh tôn tự đạt, trong lòng là hối hận không thôi, tuy rằng Diệp Thần Phong không nhắc lại nữa đến hắn, thế nhưng hắn biết hắn có thể ở kinh thành đại học y khoa kế tục trên dưới đi tỷ lệ nhỏ bé không đáng kể, đáng thương hắn sang năm liền muốn tốt nghiệp, hiện tại tất cả hết thảy đều xong, chỉ vì hắn muốn liên lụy Lý Minh lượng chiếc thuyền này, cuối cùng hắn xác thực liên lụy đi tới, đáng tiếc đây là một cái đi về tử lộ thuyền. Diệp thần phong liếc mắt nhìn Chu Dũng cùng Thạch Kiến Vĩ, âm thanh bình thản nói rằng, các ngươi là không phải đợi tin Lý về Đông lời nói dối mắc mớ gì đến ta. Vẫn là câu nói kia, nếu như các người từ trước chưa từng làm cái gì ác tha sự tình, các người tự nhiên sẽ bình an vô sự. Đoạn thiên thụy nhìn thấy diệp thần phong đem sự tình trên căn bản xử lý xong, vội vã mở miệng nói, thái sư tổ, các người định còn có ăn cơm đi chứ? Ngày hôm nay liền để ta đến mời ngài ăn bữa cơm đi. Bằng không để ông nội ta biết ta gặp phải ngài, liền bữa cơm đều không có mời ngài ăn, hắn cần phải muốn cho ta đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm không được. Diệp thần phong cảm giác đoạn thiên thủy tiểu tử này là càng ngày càng ra đi, một câu thái sư tổ gọi cho hắn là khoan khoái cực kỳ, quay đầu quay về vũ hiểu phỉ cùng vũ kiệt, nói rằng, hiểu phỉ tỷ, tiểu kiệt, chúng ta rồi cùng thiên thủy bọn họ cùng đi ăn bữa cơm đi. Ngược lại, Diệp thần phong lại nghĩ tới cái gì, ở xung quanh trong đám người nhìn quét một lần, ánh mắt cuối cùng hình ảnh ngắt quáng ở tên kia đại bộ ngực nữ sinh trên người, vị này đại bộ ngực nữ sinh tinh thần trọng nghĩa để Diệp Thần Phong trong lòng rất có hảo cảm, không bằng liền đem này đại bộ ngực nữ sinh kéo vào đoạn thiên thủy cái này trong vòng nhỏ đến, sau đó nhất định sẽ đối với nàng có chỗ tốt vô cùng lớn như vậy xem như là Diệp Thần Phong đối với nàng tinh thần trọng nghĩa một ít khen thưởng. Cho ăn, người tên là gì? Người cũng cùng chúng ta cùng đi ăn bữa cơm chứ? Thiên thủy, nữ sinh này phẩm tính không sai. Sau đó ở trong trường học ngươi có thể muốn quan tâm chăm sóc nàng. Diệp Thần Phong như một trưởng bối như thế ở dặn dò vãn bối. chương 468, Thiên Hải biến cố. Đại bộ ngực nữ sinh tên thật gọi là Tiêu Có Thể Hân, khi nghe đến Diệp Thần Phong sau, một đôi trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập một chút khó mà tin nổi, khi biết Diệp Thần Phong thân phận thực sự sau, nàng rõ ràng nàng cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó khoảng cách, như một cái trên trời, một chỗ dưới, nàng không nghĩ tới Diệp Thần Phong lại hội mời nàng cùng đi ăn cơm. Hơn nữa còn để kinh thành Đại học Y khoa nhân vật nổi tiếng Đoạn Thiên Thụy ở trong trường học muốn quan tâm chăm sóc nàng. Ở đại bộ ngực nữ sinh Tiêu có thể hân ngây người thời khắc, Đoạn Thiên Thụy đã đi tới trước mặt nàng, thoáng trầm tư chỉ chốc lát sau, mới mở miệng nói, "Ngươi là hội học sinh chứ? Có phải là gọi là Tiêu có thể hân? Nếu như ngươi không ngại, sau đó có thể nhiều cùng chúng ta tiếp xúc một chút, mỗi ngày đại gia cũng có thể cùng đi ăn cơm." Đoạn Thiên Thụy trí nhớ cực kỳ tốt, hắn không những là kinh thành đại học y khoa nhân vật nổi tiếng, vẫn là trường học hội học sinh hội trưởng đã từng từng thấy tiêu có thể hân xin gia nhập hội học sinh báo cáo, trong báo cáo diện có tiêu có thể hân bức ảnh, bởi vậy có thể thấy được đoạn thiên thụy trí nhớ cường hãn bao nhiêu đi. Hắn cũng nên chi không thẹn có thể trở thành kinh thành đại học y khoa nhân vật nổi tiếng. Tiêu có thể hân đang đối mặt đột nhiên mở miệng đoạn thiên thụy thì, rõ ràng có chút tay chân luống cuống, nàng phi thường rõ ràng đoạn thiên thụy trong lời nói ý tứ, điều này đại biểu đoạn thiên thụy ở mời nàng gia nhập bọn họ cái này trong vòng nhỏ, đoạn thiên thụy cái này trong vòng nhỏ người, ở kinh thành đều là có một ít bối cảnh. Nếu như có thể gia nhập vào đoạn thiên thụy cái này trong vòng nhỏ, đồng thời cùng bọn họ chân chính hòa mình, đối với tiêu có thể hân tới nói tương lai là hoàn toàn sáng rực, dù sao nàng không phải kinh thành người địa phương, hơn nữa trong nhà cũng không có cái gì đại bối cảnh bây giờ cái thời đại này ra ngoài ở bên ngoài không hề có một chút quan hệ sao được đây. Vì lẽ đó tiêu có thể hân có loại hạnh phúc tới quá nhanh cảm giác. Nàng biết tất cả những thứ này đều là Diệp Thần Phong nguyên nhân, nếu như không có Diệp Thần Phong mở miệng e sợ đoạn thiên thụy bọn họ căn bản sẽ không chú ý tới nàng. Ân, ta là gọi tiêu có thể hân, sau đó kính xin chăm sóc nhiều hơn. Tiêu có thể hân ngược lại cũng đúng là cái thẳng thắn nữ sinh, nếu Diệp Thần Phong cho nàng sáng tạo cơ hội này, như vậy nàng cũng không nữ nhăn nhó nắm. Chu vi kinh thành đại học y khoa bọn học sinh, nhìn thấy đoạn thiên thụy lại mời tiêu có thể hân gia nhập bọn họ trong vòng, từng cái từng cái trong lòng là ước ao ghen tị, bọn họ biết đây là vừa nãy tiêu có thể hân không sợ cường quyền đứng ra giúp Diệp Thần Phong nói chuyện. Sớm biết hội có tốt như vậy kết quả, bọn họ cũng phải đứng ra giúp Diệp Thần Phong, thế nhưng phía trên thế giới này không có biết trước sự tình chính là bởi vì tiêu có thể hân loại này thuần túy tinh thần trọng nghĩa mới bác đạt được diệp thần phong hảo cảm nam khu kinh sát phân của cục trưởng chu dũng cùng hiệu trưởng thạch kiến vĩ nhìn diệp thần phong đám người đi xa bóng lưng hai người bọn họ cũng như lý vệ đông như thế đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất nội tâm phức tạp lòng tuyệt vọng tình đã không thể dùng hối hận hai chữ này để hình dung Đoạn Thiên Thụy đem Diệp Thần Phong đám người mang tới trường học phụ cận một nhà khá là không sai trong tiệm cơm, mở ra một gian phòng khách sau, Đoạn Thiên Thụy điểm một bàn nhà này quán cơm khá là có tiếng thức ăn, đồng thời nhiệt tình bắt chuyện Diệp Thần Phong vị thái sư này tổ dùng bữa. Đương nhiên đang dùng cơm thời điểm, Đoạn Thiên Thụy, Phương Tuấn Đạt, Giang Vũ Mộng mấy người cũng không có thiếu hướng về Diệp Thần Phong lĩnh giáo y học trên vấn đề, chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí chút nào không có cái giá? vì bọn họ lần lượt giải đáp các loại nghi hoặc, đến cuối cùng đại bộ ngực nữ sinh tiêu có thể hân cũng gia nhập vào trong đó đến. Hướng về Diệp Thần Phong lĩnh giáo trong lòng nàng rất nhiều nghi vấn. Nếu kinh thành đại học y khoa hiệu trưởng đem rất nhanh thay đổi người, như vậy Vũ Kiệt cũng không cần thiết đổi cái khác trường học. Huống hồ vừa vận đoạn thiên thụy đám người ở kinh thành đại học y khoa, sau đó có thể bao nhiêu trăm non một thoáng Vũ Kiệt tiểu tử này. Phú Kiệt nhìn thấy hắn anh rể Diệp Thần Phong bị đoạn thiên thụy đám người sùng kính giáng dấp, càng nghe được đoạn thiên thụy đám người một cái một tiếng thái sư tổ kêu, trong lòng của hắn xin thề sau này cũng phải trở thành tỷ phu hắn như thế như bê người. Vũ Hiểu Phỉ đưa tay ra vuốt vuốt trên trán sợi tóc, nhìn Diệp Thần Phong giúp đoạn thiên thụy đám người giải đáp nghi vấn, miệng của nàng giác không tự chủ hiện lên một vệt nụ cười, đã từng rất nhiều hồi ức đều phảng phất phim đèn chiếu giống như, ở trong óc truyền phát tin, nhớ tới lúc trước Diệp Thần Phong bị mắc bệnh sợ hãi chừng cái kia đoạn di tử lý. Ở kinh thành tất cả mọi người đem Diệp Thần Phong cho rằng một chuyện cười đối xử thời điểm, nàng nhưng vẫn là lấy một cái tỷ tỷ tư thái, trước sau là đối với Diệp Thần Phong không rời không bỏ cho tới khi thì Diệp Thần Phong cha mẹ phát sinh tai nạn xe cộ tử vong, Diệp Thần Phong hôn mê bất tỉnh, Diệp Lão gia tử cũng bị đưa vào quân khu bệnh viện, toàn bộ Diệp ra người ở bên ngoài xem ra muốn xong đời có thể vũ hiểu phỉ đối với Diệp Thần Phong như trước là không có thay đổi, nàng lo lắng Diệp Thần Phong vĩnh viễn không hồi tỉnh lại đây, may là chính là Diệp Thần Phong cuối cùng vẫn là tỉnh lại, sau khi Diệp Thần Phong cái này trong mắt nàng đệ đệ, phảng phất là một đêm gian lớn rồi, biểu hiện ra các loại làm cho người không thể tưởng tượng nổi năng lực thần kỳ, có thể đứng ở trước mặt nàng đến bảo vệ nàng, càng làm cho nàng hơn đã xảy ra là không thể ngăn cản rơi vào võng tình. Tuy rằng Diệp Thần Phong cũng từng đối với nàng thẳng thắn ở bên ngoài còn có những nữ nhân khác, thế nhưng ngoại trừ vừa mới bắt đầu trong lòng có chút chua sót bên ngoài, nàng dần dần cũng là tiêu tan, như Diệp Thần Phong nam nhân ưu tú như vậy, có nữ nhân nào là không thích đây. Hơn nữa nàng biết nếu như nàng đem Diệp Thần Phong chảo càng chặt, quay đầu lại Diệp Thần Phong có thể sẽ cách nàng càng xa. Bất quá, Vũ Hiểu Phỉ biết nàng ở Diệp Thần Phong trong lòng giữ lấy nhất định vị trí, chỉ cần biết điểm này nàng liền hài lòng một bữa cơm đầy đủ ăn có hai ba tiếng trong đó đại đa số thời gian đều là diệp thần phong đang giúp đoạn thiên thụy đám người giải đáp y học trên nghi hoặc mọi người ở đây hài lòng chuẩn bị lúc rời đi diệp thần phong chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên lên là thiên hải triệu uyển đình đánh tới diệp thần phong không chút do so dự chuyển được chỉ nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến cấp thiết âm thanh thần phong người bây giờ có thể không thể lập tức về một chuyến thiên hải Nương Hân không gặp, chúng ta đánh nàng điện thoại di động cũng không gọi được, khả năng là nàng xảy ra chuyện. Diệp Thần Phong lập tức sắc mặt kịch biến, hỏi Uyển Đình, người trước tiên không nên gấp gáp, ta hiện tại lập tức hồi thiên hải, người cùng sinh tươi ở tại biệt thự trong không muốn khắp nơi đi loạn, chờ ta hồi thiên hải lại nói. Diệp Thần Phong sau khi cúp điện thoại, lập tức bấm ở thiên hải chủ trì đại cục phương Nam Tường điện thoại, lúc trước hắn rời đi thiên hải thời điểm, nhưng là để phương nam tường muốn cố lưu ý lưu ý triệu uyển đình đám người an toàn mà nhưng là bây giờ đường hân không hiểu ra sao mất tích theo lý tới nói phương nam tường không thể không biết a chào ngài ngài gọi điện thoại đã đóng ki xin gọi lại sau ở diệp thần phong nghe được trong điện thoại truyền đến như thế một cái thanh âm lạnh như băng sau hắn càng ngày càng cảm giác cả chuyện không đúng lên liên hắn lại bấm thiên hải thắng thiên hội tổng hội điện thoại lúc này điện thoại rất nhanh sẽ chuyển được nghe điện thoại chính là một tên thiên hải thắng thiên hội thành viên trọng yếu cho ăn nơi này thắng thiên hội tổng hội ngươi là vị nào ta là diệp thần phong ta đánh như thế nào không thông phương ca điện thoại hắn hiện tại có phải là ở tổng hội bên trong diệp thần phong gọn gàng dứt khoát hỏi lời kia đầu kia khi nghe đến diệp thần phong tự giới thiệu mình sau hô hấp trở nên trở nên rồn rập tên này nghe điện thoại thành viên trọng yếu Lúc trước là từng trải qua diệp thần phong cường hãn thân thủ âm thanh vội vã trở nên cung kính lên, hồi đáp hiệp hội trưởng, đúng là ngài A. À. Ta cũng có chừng mấy ngày không có nhìn thấy phương ca, phương ca trước đây không lâu thân thể không thoải mái, liền vẫn ở nhà nghỉ ngơi, có muốn ta giúp người một tay hay không đi gia đình hắn nhìn. Không cần, người bận biểu người đi, ta hiện tại muốn đích thân đến một chuyến thiên hải, cái kia trước tiên cứ như vậy đi. Diệp thần phong cúp điện thoại sau khi. Lông mày từ từ nhíu chặt lên, trong lòng một loại linh cảm không lành nói cho hắn Phương Nam Tường xảy ra vấn đề rồi. Bất quá, Diệp Thần Phong có chút không nghĩ ra, Thắng Thiên sẽ ở Thiên Hải là thế lực dưới đất bá chủ, có ai có thể động đạt được Phương Nam Tường đây? Hơn nữa Phương Nam An lành Đường Hân có thể là đồng thời mất tích nghĩ đi nghĩ lại trong đầu của hắn đột nhiên bính ra bốn chữ, Nuốt Trừng Đế Quốc, chuyện này rất có thể là Nuốt Trừng Đế Quốc người gây nên. Đây là Diệp Thần Phong hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến đáp án. Nếu như Đường Hân cùng Phương Ca có chuyện gì xảy ra? Nếu như chuyện này đúng là nuốt chửng đế quốc gây nên, ta Diệp Thần Phong mặc kệ ngươi nuốt chửng đế quốc cường hãn đến mức nào thực lực, cũng thế tất yếu đưa nó nhổ tận gốc. Diệp Thần Phong ở trong lòng âm thầm xin thề đạo, lúc này đi thiên hải là lửa xém lông mày. Chương 469, chơi cái trò chơi. Trong phòng khách người nhìn thấy Diệp Thần Phong tiếp xong một cú điện thoại sau, liền sắc mặt kịch biến, kẻ ngu xuẩn đến đâu cũng đoán được khẳng định là chuyện gì xảy ra. Vũ Hiểu phỉ cửa ải thứ nhất tâm mở miệng hỏi, Thần Phong, có phải là gặp phải phiền toái gì? Hiểu phỉ tỷ ta hiện tại lập tức phải về một chuyến thiên hải, ta không ở kinh thành trong khoảng thời gian này, người tốt nhất ở nhà không muốn khắp nơi đi lại, ta hội mau chóng trở về. Hiện nay Diệp Thần Phong đối với nuốt chừng đế quốc hiểu rõ phi thường thể hiện ra ngoài, mà lần này thiên hải sự tình, hắn dám khẳng định 89 phần 10 là nuốt chừng đế quốc gây nên, ai biết nuốt chừng đế quốc có thể hay không làm ra càng thêm điên cuồng sự tình đến. Vì lẽ đó cẩn thận một chút một ít là tốt đẹp. Thần Phong, người phải về thiên hải, có muốn hay không ta đồng thời cùng ngươi đi một chuyến. Vũ Hiểu phỉ bật thốt lên. Diệp Thần Phong kiên định lắc lắc đầu từ chối, nói rằng hiểu phi tỷ lần này hồi thiên hải ta có chuyện rất trọng yếu phải xử lý nhớ kỹ khoảng thời gian này tận lực không muốn khắp nơi đi lại ta đi trước diệp thần phong trong lòng lo lắng đường hân cùng phương nam tưởng an nguy đây đường hân ngày này thật sự nha đầu vẫn đối với hắn là khăng khăng một mực mà hắn bởi vì đường hân tuổi nguyên nhân vẫn chưa hề đem nha đầu này cho ăn mà phương nam tưởng giúp đỡ diệp thần phong ở thiên hải tận tâm tận lực quản lý thắng thiên biết Lúc trước Diệp Thần Phong ở Thiên Hải mặc dù có thể an ổn làm một người hất tay trưởng quỹ, này đều là phương nam tường công lao, vì lẽ đó Diệp Thần Phong xuất phát từ nội tâm gọi đối phương một tiếng phương ca, hai người này ở Diệp Thần Phong trong lòng đều là có địa vị không giống bình thường. Nhìn thấy Diệp Thần Phong kiên định dáng dấp, Vũ Hiểu Phỉ biết lần này Diệp Thần Phong hồi Thiên Hải, 8, 9, 10% sẽ gặp phải nguy hiểm. Vì lẽ đó Diệp Thần Phong mới không cho nàng theo thế nhưng nàng cũng rõ ràng Diệp Thần Phong tính khí, hãy nói lấy thân thủ của nàng. Ở gặp phải nguy hiểm thời điểm, ngược lại sẽ trở thành Diệp Thần Phong trói buộc, liền, nhìn Diệp Thần Phong vội vã rời đi bóng lưng, nàng chỉ có thể ôn nhu nói một câu, Thần Phong, nhất định phải chú ý an toàn. Sau mấy tiếng, một chiếc từ kinh thành bay đi thiên hải máy bay, vững vững vàng vàng hạ xuống ở thiên hải quốc tế sân bay. Diệp Thần Phong từ Thiên Hải Quốc tế sân bay đi ra sau, lập tức gọi một chiếc xe taxi đi hướng về hắn ở Thiên Hải biệt thự, ở hắn đi vào biệt thự phòng khách sau. Nhìn thấy Triệu Uyển Đình cùng Vương Sinh Tươi Tâm Thần không yên ngồi ở phòng khách trên ghế salon, lúc trước Vương Sinh Tươi nhà đầu này từ vận thành đến Thiên Hải sau đó, rất nhanh dung nhập vào Triệu Uyển Đình cùng Đường Hân hai nàng này người trong, huống chi Vương Sinh Tươi tuổi tác là trong ba người một cái nhỏ nhất. Triệu Uyển Đình cùng Đường Hân đối với Vương Sinh Tươi đều là chăm sóc rất nhiều. Triệu Uyển Đình cùng Vương Sinh Tươi nhìn thấy Diệp Thần Phong bóng người xuất hiện ở trong phòng khách. Hai nữ trên mặt tránh qua một vệt thần sắc mừng rỡ, ngược lại lại khôi phục lại nguyên dạng, tuy rằng hai nữ đối với Diệp Thần Phong thật là tưởng niệm, thế nhưng trước mắt Đường Hân không hiểu ra sao mất tích, hiện tại không phải là kể ra tưởng niệm tình thời điểm. Triệu Uyển Đình ăn mặc một cái màu lam nhạt váy tóc có chút tùm la tùm lum, viền mắt chu vi vành mắt đen vô cùng dày đặc, xem ra là bởi vì đường hân sự tình giác đều ngủ không được ngon giấc. Đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, nói rằng Thần Phong. Hân Nhi là tối ngày hôm qua mất tích ta cùng sinh tươi tìm hết thảy địa phương đều không có tìm được nàng, hơn nữa điện thoại di động của nàng trước sau nằm ở không người tiếp nghe trạng thái, vì lẽ đó ta mới gọi điện thoại cho ngươi hiện tại chúng ta nên làm gì. Thần Phong ca ca, người nhất định phải mau mau tìm đến Hân Nhi tỷ tỷ, ta sợ bằng không nàng có thể sẽ có chuyện. Vương Sinh tươi lo lắng hai tay chăm chú nắm Long, mấy ngày nay ở chung hạ xuống, nàng cùng Triệu Uyển Đình, Đường Hân quan hệ là cấp tốc ấm lên, có thể nói đã biến thành trăm phần trăm không hơn không kém tam tỷ muội. Diệp Thần Phong đưa tay ra xoa xoa Vương Sinh tươi đầu, nói rằng, Uyển Đình, Sinh tươi, hai người các ngươi ở lại biệt thự trong, Hân Nhi sự tình liền giao cho ta xử lý tốt, ta bảo đảm sẽ không để cho hân nhi thiếu một sợi tóc. Diệp thần phong hai con mắt từ từ trở nên ác liệt lên, đang an ủi một phen hai nữ sau, hắn liền lại vội vã rời đi biệt thự, hắn chuẩn bị đi một chuyến phương Nam Tường nơi ở, bình thường phương Nam Tường bình thường đều ở tại thắng thiên hội tổng hội bên trong, thế nhưng phương Nam Tường ở thiên hải cũng là có một tòa biệt thự ở phương Nam Tường muốn buông lỏng một chút thời điểm, hắn sẽ đến biệt thự trong đi ở mấy ngày phương nam tường vị trí cái kia nơi khu biệt thự, cách nội thành vô cùng xa xôi, hoàn cảnh chung quanh hết sức tốt, là một cái rời xa thành thị náo động, thả lỏng cả người địa phương tốt. Nếu phương nam tường đã có tốt hơn một chút tháng ngày không có ở tổng hội, nếu như phương nam tường thật sự mất tích, như vậy biệt thự của hắn bên trong có thể hay không lưu lại một ít manh mối đây. Đi tới phương nam tường biệt thự cửa sau, Diệp Thần Phong dễ như ăn cháo phá hoại chống trộm hệ thống, đi vào bên trong biệt thự, biệt thự trong phi thường yên tĩnh, lúc này đã là mặt trời chiều ngã về tây thời khắc, màu cam duy mỹ ánh mặt trời tiết lộ cửa sổ thủy tinh hộ, chiếu vào phòng khách cái bàn trên, toàn bộ biệt thự trong chỉ có diệp thần phong dẫm mặt đất, phát sinh thanh âm rất nhỏ. Ở biệt thự tầng dưới chót không có phát hiện bất kỳ đầu mối hữu dụng sau, Diệp Thần Phong không chút do dự hướng về lầu 2 đi đến, lầu 2 tổng cộng có 3 gian gian phòng, ngay chính giữa một gian là phương nam tường phòng ngủ. Giờ khác này cửa phòng ngủ chăm chú đóng, Diệp Thần Phong lựa chọn tiên tiến nhập phương nam tường phòng ngủ. Đăng nhập gạch chéo gạch chéo ngantiuyen.com để đọc truy. Yên cửa phòng ngủ không có tỏa, khi làm Diệp Thần Phong mở ra cửa phòng ngủ trước mắt, trên thân thể nhất thời bùng nổ ra một luồng khí thế ác liệt. Hai con mắt nhìn tròng chọc vào ngồi ở trên giường một người đàn ông, nam nhân một thân màu đen mặc, trên mặt mang một cái mặt nạ màu xám, phảng phất không nhìn thấy Diệp Thần Phong đi tới, giống như vậy. Đen kịt hai con mắt xuyên thấu qua phòng ngủ cửa sổ sát đất hộ, nhìn phía xa tà dương, trong cổ họng phát sinh cực kỳ có từ tính âm thanh, thở dài nói. Tà dương vô hạt được, chỉ là gần hoàng hôn A. Tên này mang mặt nạ màu xám nam nhân, không phải là nuốt chửng đế quốc ở nước hoa người phụ trách hắc tâm mà. Hắc tâm chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Thần Phong, nói rằng ta đã chờ ngươi vài giờ, tốc độ của ngươi có thể quá chậm. Đường hân cùng phương nam tường là bị ngươi nắm lên đến. Ngươi làm sao khẳng định ta sẽ đến nơi này? Diệp thần phong cảnh giác nhìn hắc tâm, dù sao lần trước hắn ở cùng hắc tâm vội vã giao thủ gian, cảm giác được thực lực đối phương cường hãn. Hắc tâm lộ ở mặt nạ ở ngoài khóe miệng phát hỏa ra một vệt nụ cười, nói rằng đường hân mất tích sau khi, ngươi nhất định sẽ liên hệ phương nam tường bởi vì Phương Nam Tường là thiên hải thắng thiên hội người phụ trách, ở người không liên lạc được Phương Nam Tường sau khi, nhất định sẽ suy đoán Phương Nam Tường cũng xảy ra vấn đề rồi, như vậy ngươi nhất định sẽ đến Phương Nam Tường biệt thự trong nhìn có thể hay không phát hiện manh mối. Nếu như ngươi không tới đây bên trong ta hội cảm thấy rất thất vọng chuyện này chỉ có thể chứng minh ngươi trí lực căn bản không đạt tiêu chuẩn, bất quá, hiện tại biểu hiện của ngươi rất để ta vui mừng, Diệp thần phong không phải là tới nghe hát tâm khích lệ ngữ khí lạnh lẽo hỏi, đường hân cùng phương nam tường ở nơi nào. Nếu như hai người bọn họ có bất cứ chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, buông tha nuốt trừng đế quốc. Tinh khí không muốn như thế táo bạo, nếu như ta muốn đối với bọn họ động thủ, còn cần cùng ngươi ở đây lãng phí thời gian sao. Ta phi thường thưởng thức ngươi, rất hy vọng ngươi có thể gia nhập nuốt trừng đế quốc, đến bên cạnh ta đến giúp đỡ ta. Đương nhiên ta cũng biết ngươi là một cái kiêu căng khó thuần người, không bằng chúng ta liền đến chơi một cái trò chơi thế nào?" Hắc Tâm cười hỏi. Hiện tại Đường Hân cùng Phương Nam Tường ở tay của đối phương trên, Diệp Thần Phong chỉ có thể tạm thời thuận theo Hắc Tâm, hỏi "Trò chơi gì?" "Trò chơi nội dung vô cùng đơn giản, chỉ cần ngươi có thể ở trong thời gian quy định, hoàn thành ta chuyện phân phó, ta liền thả hai người bọn họ, nhưng nếu như ngươi ở trong thời gian quy định không cách nào hoàn thành ta chuyện phân phó, ngươi nhất định phải gia nhập nuốt chửng đế quốc tương tự ta cũng sẽ thả hai người bọn họ. Đây đối với ngươi tới nói không có bất kỳ tổn thất nào, ta hắc tâm cũng là một cái nói được là làm được người, bất quá, ngươi có thể thân thiết thật ngẫm lại rõ ràng, hay là ngươi đáp ứng ta chơi cái trò chơi này sau khi sẽ nhờ đó chết, chỉ cần ngươi hiện tại đáp ứng ta gia nhập nuốt chửng đế quốc, ta đồng dạng sẽ thả hai người bọn họ hắc tâm từ trên giường đứng lên, vặn vẹo hai lần cái cổ, đen kịt hai con mắt nhìn Diệp Thần Phong, chờ đợi đối phương trả lời. Ta đáp ứng chơi với người cái trò chơi này. Diệp Thần Phong đối với gia nhập nuốt chừng đế quốc không có bất kỳ hứng thú gì. Rất tốt, tối hôm nay ta hội liên hệ ngươi, đến thời điểm ngươi chỉ cần đến chỉ định địa phương là được. Hắc tâm nói xong, trong phòng cửa sổ bị mở ra, vài tia gió nhẹ thổi vào trong phòng, hắn trực tiếp từ lầu hai phòng ngủ gian phòng trước cửa sổ thả người nhảy xuống. chương 470, chật vật nửa tiếng đồng hồ. Bóng đêm như mực, nhất luân viên lắc lư mặt trăng cao cao tà treo ở giữa không trung làm sạch ánh trăng nhượng đen kịt dạ nhiều có chút sáng. Thiên hải vùng ngoại ô một chỗ yên lặng địa phương, cỏ dại mọc thành bụi, bình thường thông thường không ai hội tới nơi này, càng hay là đại buổi tối, thỉnh thoảng thổi qua một trận gió đều cảm giác lưng đằng sau lạnh siêu siêu. Tại cái này phiến cỏ dại mọc thành bụi địa phương, nguyên bản có một nhà nhà máy hóa chất, trước đây bởi nhà máy hóa chất một gã công nhân thao tác không thỏa đáng, có thể dùng nhà xưởng phát sinh đại bạo tạc, có người nói trước đây tử thương vô số, cuối cùng nhà này nhà máy hóa chất cũng tự đóng cửa. Trải qua năm đó lần kia bạo tạc sau, ban đầu nhà máy hóa chất biến được sứt mẻ không chịu nổi, có vài đống vật kiến trúc đã là ầm ầm sụp đổ, hắc tâm ước Diệp Thần Phong gặp mặt địa phương chính là chỗ này. Diệp Thần Phong bước vào trước kia ra nhà máy hóa chất phạm vi, bây giờ bình yên vô sự chỉ còn lại có một gian cực đại sắt lá nhà xưởng, mang hôi sắc mặt nạ hắc tâm, từ sắt lá nhà xưởng nhất chắc đi ra, từ trong túi móc ra một khối kim sắc hoài biểu, nhìn đồng hồ, nói rằng, không nghĩ tới người thật đúng là đúng giờ. Như vậy kế tiếp ta tự nói với người bảo hôm nay quy tắc của trò chơi này đi hắc tâm chỉ chỉ bên cạnh sắt lá nhà xưởng nói rằng nhìn đến căn này nhà xưởng sao bên trong tổng cộng bị ta cách ra bốn cái không gian lớn vô cùng gian phòng người muốn tìm hai người ngay cuối cùng một chỗ trong phòng bất quá người muốn gặp được bọn họ phải muốn xông qua trước ba cái gian phòng mà trước ba cái trong phòng tràn đầy ngươi không tưởng được nguy hiểm coi như là ta chỉ sợ cũng không có nắm chắc xông qua ba gian phòng này mà hôm nay nếu là chơi trò chơi như vậy chúng ta tổng nên có chút quy tắc, quy tắc chỉ có nhất điều, trong vòng nửa canh giờ xông qua trước ba cái gian phòng, đêm nay trận này trò chơi cho dù ngươi thắng, sau đó ta không hội lấy thêm người bên cạnh ngươi khai đao, mà phản chi tắc coi như ngươi thua, sau đó phải muốn tận tâm tận lực theo ta, là thôn vệ đế quốc làm việc. Hiện tại ngươi còn có đổi ý cơ hội, một ngày trò chơi bắt đầu rồi. Tuy rằng ta rất không muốn để cho ngươi chết, cũng ngồi đem hết toàn lực tránh cho chuyện như vậy phát sinh, thế nhưng cái trò chơi này độ nguy hiểm đều không phải ta có thể nắm giữ, Người thật suy nghĩ kỹ. Diệp thần phong nhìn phong bế sắt lá nhà xưởng rất nặng thiết môn, mơ hồ nghe được bên trong truyền đến một loại nước nở thanh âm. Hắn không biết hắc tâm đến cùng đang dở trò quỷ gì. Thế nhưng đường hân cùng phương nam tường ở trên tay hắn. Hiện nay hắn chỉ có thể đi tin tưởng hắc tâm nói, cho dù sắt lá nhà xưởng bên trong là chín tầng địa ngục, hắn cũng phải muốn sấm thượng nhất sông. Phí nhiều lời như vậy làm gì? Trò chơi hiện tại có thể bắt đầu rồi. Diệp thần phong nhìn Hắc tâm nói rằng. Hắc tâm đi tới sắt lá nhà xưởng rất nặng trước cửa sắt, trên cửa sắt đổi nhất điều ồ ồ xiềng xích. Hắc tâm tướng xiềng xích khóa mở ra, nói rằng nếu người cố ý muốn chơi cái này nhất cái trò chơi, như vậy hiện tại người có thể tiến nhập, tại người bước vào bên trong sau, ta tự sẽ bắt đầu tính giờ. Diệp thần phong bước đi đến trước cửa sắt, dùng sức đẩy ra rất nặng thiết môn, không chút do so dự nào đi vào bên trong, sắt lá nhà xưởng trong đen như mực đưa tay không thấy được năm ngón, vô số u màu xanh biếc quang điểm trong bóng đêm có vẻ phá lệ quỷ dị. Tại diệp thần phong bước vào sắt lá nhà xưởng trước mắt, rất nặng thiết môn lại bị lần nữa đóng lại, sắt lá nhà xưởng đỉnh chóp đèn chiếu sáng cũng đồng thời sáng lên, cảnh tượng trước mắt tức khắc bị Diệp Thần Phong nhìn một cái không sót gì. Tại Diệp Thần Phong trước mặt cách đó không xa tối thiểu có 50 điều sói đói, những này lang hình thể muốn so thông thường lang lớn hơn nhiều, nên là thuộc về biến dị qua lang. Tại cái này một đám bầy sói phía sau, có một cánh cửa đang đóng, nên là thông hướng hạ một cái phòng cửa vào, cho nên nói muốn đến hạ một cái phòng phải phải giải quyết cái này chừng 50 điều sói đói một đôi u màu xanh biếc con ngươi, gắt gao như ngừng lại diệp thần phong trên người, chừng 50 điều lang miệng hơi mở. Lộ ra một chút cũng không có so sắc bén hàm răng, nồng đặc nước bọt không ngừng từ bọn họ trong miệng chảy xuống hướng mặt đất, chúng nó nghiễm nhiên là coi diệp thần phong là làm mỹ vị. Sắt lá nhà xưởng bên ngoài cách đó không xa, cập bến một chiếc Mercedes Benz thương vụ xe. Hắc tâm cùng hắn trợ thủ đắc lực chi nhất hắc hùng, ngồi ở thương vụ xe thượng. Tại thương vụ xe trước mặt của có một khối tiểu màn hình, trong màn ảnh rõ ràng là sắt lá nhà xưởng bên trong hình ảnh. Hắc tâm nhìn màn ảnh trong từng cái đói hung ác lang, mở miệng hỏi, Hắc hùng, người nói Diệp thần phong có thể xông qua ba gian phòng này sao? Hắc hùng lắc đầu hồi đáp, ông chủ, ba gian phòng này sợ rằng liền ngươi xông qua được tỷ lệ cũng chỉ có bách phân chi nhất đi. Gian phòng độ khó hội theo thâm nhập mà tăng, cái này một nhóm biến dị bầy sói là đêm nay dễ dàng nhất đối phó bất quá diệp thần phong muốn bình yên xông qua thứ một cái phòng cũng là vấn đề ta chính là muốn nhìn một chút diệp thần phong cực hạn ở nơi nào nếu như hắn gặp phải nguy hiểm tánh mạng hai chúng ta lập tức xuất thủ bất kể cuối cùng có thể không thể đủ cứu hắn tại hắc tâm cho rằng đêm nay cái trò chơi này diệp thần phong là nhất định phải thua hắn và diệp thần phong chơi cái trò chơi này một là muốn nhượng Diệp Thần Phong gia nhập thôn vệ đế quốc, hai là hắn muốn hiểu được Diệp Thần Phong thực lực chân chính. Sắt lá nhà xưởng trong, Diệp Thần Phong đối mặt cái này chừng 50 điều sói đói, tướng trong cơ thể cửu cấp linh hồn lực tăng lên tới cực hạn, có lẽ là những này lang cảm giác rất nhạy cảm, chúng nó cũng từ Diệp Thần Phong trên người cảm thấy khí tức nguy hiểm, kết quả là một người cùng chừng 50 điều lang rằng co lẫn nhau lên. Diệp Thần Phong không có thời gian tại ở đây làm trễ nãi thời gian, dù sao cũng luôn cùng cái này một nhóm bầy sói chính diện giao chiến, hắn hướng tới nhảy tới ra bước đầu tiên, tại hắn bước ra bước đầu tiên thời gian, chừng 50 điều sói đói cũng động, hết thảy hướng hắn xung qua đây. Diệp Thần Phong cửu cấp linh hồn lực phóng ra ngoài, kiềm chế bầy sói công kích, bất quá, còn là có nhất điều sông lên phía trước nhất lang, không có bị cửu cấp linh hồn lực khiên chế trụ, trong chớp mắt công phu, cái kia lang đã đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, mở miệng to như chậu máu, hướng tới Diệp Thần Phong thắt lưng gian hung hăng táp tới. Diệp Thần Phong như thế nào nhượng này xúc sinh thực hiện được? May mà còn thừa lại bầy sói bị Diệp Thần Phong linh hồn lực kiềm chế, nếu không đối mặt bốn phương tám hướng công kích, hắn thật đúng là nói không chừng hội tại lật thuyền trong mương. Huy ra hữu quyền nặng nề đập vào đầu lang trên đầu, Diệp Thần Phong một quyền này trung thế nhưng bao hàm cửu cấp linh hồn lực oai, phanh. Một tiếng, đầu lang đầu tức khác hóa thành một bãi huyết vụ, tràn ngập tại trong không khí, cả điều thi thể không đầu nặng nề té lăn quay trên mặt đất. Cái khác bị linh hồn lực khiên chế trụ bầy sói, khi nhìn đến đồng bạn tử tại bọn họ trước mặt sau, cổ họng trong phát sinh thấm người tiếng kêu, dùng tận lực lượng muốn thoát khỏi khiên chế trụ chúng nó thân thể linh hồn lực. Diệp thần phong phán đoán, hắn linh hồn lực chỉ có thể khiên chế trụ cái này nhóm bầy sói chừng 5 phút thời gian, vì vậy hắn chỉ có thể nắm chặt thời gian tới từng cái kích phá, hắn tướng khiên chế trụ một con sói trên người linh hồn lực thu hồi lại, cái kia lang trên người linh hồn lực kiềm chế sau khi biến mất, trước tiên hướng Diệp Thần Phong đánh móc sau gáy, dương nanh múa vuốt dáng dấp, thậm chí đáng sợ. Nhưng mà, này lang kết quả cũng chỉ là bị Diệp Thần Phong dụng quyền đầu hung hăng bể đầu mà thôi, theo Diệp Thần Phong tốc độ nhanh hơn, từng cái biến dị lang đầu sôi nổi hóa thành huyết vụ, thế cho nên đến cuối cùng Diệp Thần Phong là hai điều ba điều lang cùng nơi giải quyết rồi, ngắn ngủi 3-4 phút, chừng 50 điều lang toàn bộ biến thành thi thể không đầu. Diệp Thần Phong trên người dính đầy lang máu tươi, thể nội linh hồn lực tiêu hao hết sức nghiêm trọng, trong lỗ mũi khí tức hơi có chút rồn rập, cái này còn là người thứ nhất gian phòng ni. Nếu như cứ theo đà này, chỉ sợ hắn xông qua thẳng dư hai cái gian phòng tỷ lệ rất thấp, bất quá, cho dù như vậy, Diệp Thần Phong cũng muốn cắn răng thẳng đã qua. Trò chơi cái này nửa giờ, đối với Diệp Thần Phong mà nói hết sức gian nan. Tại Mercedes-Benz thương vụ xe thượng Hắc Tâm cùng Hắc Hùng, hai người trong con ngươi không hẹn mà cùng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ không có nghĩ đến Diệp Thần Phong lại có thể có thể thoải mái như vậy giải quyết chừng 50 điều biến dị lang. Chính là những hắc tâm xuất thủ, hắn cũng không có nắm chắc tại trong thời gian ngắn như vậy giải quyết chừng 50 điều biến dị lang, hoặc nói hắn là căn bản làm không đến. Hắc Hùng ngay từ đầu liền cho rằng Diệp Thần Phong có thể bình yên vô sự xông qua thứ một cái phòng cũng cái là vấn đề, kết quả lại thật to ngoài dự liệu của hắn. Thời gian qua khuôn mặt không có quá nhiều biểu tình biến hóa Hắc Hùng, khẩu trung thật dài thở ra một chút sức lực, nói rằng ông chủ, Diệp Thần Phong năng lực cùng thân thủ thật sự là quá không đơn giản, ta hiện tại đều có điểm tin tưởng hắn có thể xông qua còn thừa lại hai cái phòng chương 471, nhập hang hổ. Đối với hắc Tâm cùng hắc Hùng đối với hắn bình luận, Diệp Thần Phong bây giờ là hoàn toàn không biết gì cả, trong không khí tràn đầy dày đặc gai mũi mùi máu tươi, thể nội linh hồn lực nghiêm trọng tiêu hao, tại ngắn ngủi ba bốn phần trung tả hữu thời gian, hắn một mặt muốn lợi dụng phóng ra ngoài linh hồn lực khiên chế trụ biến dị bầy sói, còn vừa muốn rút xuất lực lượng tới đúng biến dị bầy sói từng cái đánh bại, cái này đối với hắn mà nói là một cái không nhỏ gánh vác đừng xem chỉ là ngắn ngủi đã qua 3-4 phút, lúc này Diệp Thần Phong thể nội linh hồn lực đã tốn đi hơn một nửa, huống hồ cái này tài là người thứ nhất gian phòng, hắn dám khẳng định sau đó hai cái gian phòng độ nguy hiểm, có thể so với thứ một cái phòng độ nguy hiểm thật to để thăng, ổn ổn thể nội cuồn cuộn linh hồn lực, khẩu trung hơi hộc ra một chút sức lực, hắn hướng đi thông hạ một cái phòng môn đi. Đi thông hạ một cái phòng môn là bị khóa thượng, bất quá, chìa khóa tự động ở chốt cửa thượng, Diệp Thần Phong lợi dụng chìa khóa dễ dàng mở cửa, thận trọng đi vào. Cái thứ hai gian phòng đồng dạng là ô nước sơn bôi đen, tại Diệp Thần Phong hai chân bước vào gian phòng sau, đỉnh đầu đèn chiếu sáng liền sáng lên, tướng cả phòng chiếu cái sáng, ngao tương đương, tức khắc nhất cổ thanh âm điếc tai nhức óc, truyền vào Diệp Thần Phong tai trong, có loại muốn đưa hắn màng tai đều bị phá vỡ cảm giác. Diệp thần phong khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt sau, trong lòng một cái lộp bộp, ở trước mặt hắn thình lình có chừng 50 đầu nhìn chằm chằm hung mãnh cọp, những này cọp thân thể cực kỳ khổng lồ, một đôi trong con ngươi tràn đầy dã thú bản tính, những này cọp cùng thứ trong một cái phòng bầy sói giống nhau, đồng dạng là trải qua biến dị, nếu không hình thể không thể có thể có khổng lồ như vậy, thân thể đủ có một thước năm sáu cao độ. Cái này thôn vệ đế quốc thực sự quá không đơn giản đi. Chỉ cần nói muốn làm được nhiều như vậy hoang dại động vật, đồng thời thần không biết quỷ không hay vận đến chỗ này bỏ hoang sắt lá nhà xưởng trong tựu không dễ dàng huống chi những này bầy sói cùng bầy hổ đều là trải qua biến dị diệp thần phong có thể đại khái đoán được những này giã thú nguyên do hội biến dị nhất định là cùng thôn vệ đế quốc có quan hệ liên căn cứ diệp thần phong đại khái phán đoán những này hung mãnh cọp có thể điều không phải vừa rồi sói đói có thể so sánh được sơ bộ phỏng trừng nơi này nhất con cọp có thể để thượng vừa rồi năm đầu lang nói cách khác vừa rồi diệp thần phong tại đối phó bảy sói thời gian tự tiêu hao hơn một nửa linh hồn lực như vậy chiếu như vậy suy tính diệp thần phong là tuyệt đối sấm bất quá cái này cái thứ hai gian phòng cho dù không chết tại những này cọp móng vuốt hạ trong cơ thể hắn linh hồn lực cuối cùng cũng hội tiêu hao hầu như không còn đi nhưng mà diệp thần phong phía sau đã không có đường lui tiền phương cho dù là tường đồng vách sắt hắn cũng phải muốn liều lĩnh đánh bại nó, trong cơ thể cửu cấp linh hồn lực lần thứ hai vận chuyển, hắn không có lại lựa chọn linh hồn lực phóng ra ngoài, linh hồn lực phóng ra ngoài tiêu hao thật sự là quá lớn. Hiện tại chỉ có lớn nhất hạn độ bảo lưu linh hồn lực, hắn cuối cùng tài năng đủ tại trận này trong trò chơi đạt được thắng lợi, tất lại còn có đệ tam cái gian phòng đang chờ hắn, ai biết đạo đệ tam cái trong phòng hội là cấp bậc gì biến dị dã thú. Cái này chừng 50 con cọp thế nhưng không nói nhân tính, tại phát sinh đinh tai nhức óc hổ gầm sau. Sôi nổi hướng Diệp Thần Phong đánh móc sau gáy, Diệp Thần Phong hình thể tại những. Này cọp xem ra, còn chưa đủ bọn họ nhét kẻ răng, tiếc rằng, những. Này cọp đói bụng có hai ngày thời gian, chính cái gọi là nhỏ nữa thịt cũng là thịt A. Chúng nó hận không thể lập tức dùng sắc bén hàm răng gặm cắn Diệp Thần Phong trên người xương cùng thịt tốt ở trong phòng không gian lớn vô cùng, cái này chừng 50 con cọp cơ hồ là hết thảy toàn bộ đánh về phía Diệp Thần Phong, điều này cũng làm cho ý nghĩa gian phòng cái khác phương vị chống không, Diệp Thần Phong đối với tốc độ của hắn vẫn là tương đối có tự tin. Dưới chân bước chân vội vã đạp đi ra ngoài, chừng 50 đầu hung mãnh không gì sánh được cọp tức khắc bổ nhào một cái không, cổ họng trong phát sinh khó chịu tiếng hổ gầm, ngao tương đương. Bây giờ hình thức đối với Diệp Thần Phong mà nói, chính diện cùng đám này biến dị cọp sao phong là một cái đặc biệt không sáng suốt sự tình. Cho nên hắn tại tránh thoát bầy hổ công kích sau, thân ảnh nhanh chóng hướng đi thông đệ tam cái cửa phòng bôn chạy tới, chìa khóa tự động ở chốt cửa thượng, Diệp Thần Phong vừa định muốn bắt khởi chìa khóa thời gian. Phía sau tiếng hổ gầm không ngừng, Diệp Thần Phong thân ảnh vội vàng nhất chắc. Phanh một tiếng vang thật lớn, một đầu hung mãnh cọp thân thể nặng nề đụng vào cánh cửa kia thượng, thế nhưng cánh cửa kia lại không chút nào tổn hại dấu hiệu, nên chỉ dùng để đặc thù tài liệu chế tạo mà thành. Diệp thần phong một trận tim đập nhanh, xem ra những này biến dị cọp không chỉ lực lượng so bình thường cọp mạnh hơn nhiều, với lại tốc độ cũng tăng lên không ít, tuy nói gian phòng đặc biệt rộng rãi, Diệp thần phong có thể trước đem bầy hổ dẫn tới cách môn nhất địa phương xa, sau đó hắn lại dùng tốc độ nhanh nhất mở đi thông đệ tam cái cửa phòng thế nhưng dùng vừa rồi cái này nhóm bầy hổ biểu hiện ra tốc độ, hắn tuyệt đối không kịp mở cửa, khiến cho không khéo, vạn nhất nhượng cái này nhóm bầy hổ cùng đệ tam cái trong phòng giã thú hội hợp, như vậy hắn làm như vậy thật là tự tìm đường chết. Đương nhiên hắn nếu như muốn trốn đi, nhất định là có thể đặc biệt dễ dàng làm được. Xem ra chỉ có thể cùng đám này xúc sinh cứng đối cứng, cái trò chơi này ta không phải thắng không thể, ta diệp thần phong còn chưa từng có chịu thua qua. Diệp thần phong tại trong lòng âm thầm nói lầm bầm, song quyền bỗng nhiên nắm chặt, trên người bộc phát ra nhất cổ khí thế ngập trời. Đám này hung tàn cọp mới không để ý tới hội diệp thần phong trong lòng biến hóa, chúng nó chỉ là coi diệp thần phong là làm là dừng lại mỹ vị mà thôi, bầy hổ lần thứ hai hướng diệp thần phong tụ lại, bởi những này cọp hình thể khổng lồ, một lần chỉ có thể có 5 đến 6 chỉ cọp, tại diệp thần phong chu vi làm thành một vòng, Tướng Diệp Thần Phong bao vây tại bọn họ ở giữa. Diệp Thần Phong tướng một chút linh hồn lực phóng ra ngoài, khiên chế trụ phía sau cọp công kích, mà trước mặt cọp công kích chỉ có thể dựa vào hắn tự mình giải quyết, nếu như muốn tượng giải quyết biến dị bầy sói giống nhau, tới một cái từng cái đánh bại, sợ rằng Diệp Thần Phong thể nội linh hồn lực là thiếu chống đỡ. Trước mặt ba con cọp, mở miệng to như chậu máu, sắc bén móng vuốt chụp vào Diệp Thần Phong thân thể. Diệp Thần Phong không chút do dự huy ra quyền đầu, bang bang phanh ba quyền, ba con cọp đầu tức khắc vỡ ra được. Nhưng mà, Diệp Thần Phong động tác còn là chậm một bước, tại tướng đệ tam con cọp bể đầu thời gian, con cọp móng vuốt đã chụp tới Diệp Thần Phong ngực, tướng bộ ngực hắn y phục cấp chảo phá, nơi ngực lưu lai cùng nhau thật sâu móng vuốt ấn, máu tươi từ chung không ngừng tràn đầy đi ra. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, theo trước mặt ba con cọp rồi ngã xuống, đằng sau lập tức bổ lên đây ba con cọp, Diệp Thần Phong mỗi một lần tốc độ đều là chậm một bước, để tam con cọp tại bể đầu trước, đều có thể đủ tại Diệp Thần Phong trên người lưu hạ vết thương, theo linh hồn lực tiêu hao, Diệp Thần Phong tốc độ cũng chậm lại, kế tiếp chậm chậm biến thành một lần có thể có hai con cọp tại trên người của hắn lưu hạ vết thương. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần Phong bị cái này nhóm bảy hổ đã công kích 6-7 phút, y phục trên người hắn cùng quần biến được sứt mẻ không chịu nổi, trên thân thể, trên cánh tay, trên đùi tràn ra máu tươi tướng áo của hắn cấp nhiễm đỏ, trong cơ thể linh hồn lực cơ hồ là muốn tiêu hao hầu như không còn. Mà trên mặt đất cũng nằm đầy tất cả cọp thi thể, tại cái này 6-7 phân trung ác chiến hạ, Diệp Thần Phong dùng tổn thương đổi tử liều mạng tư thái, chừng 50 đầu hung mãnh cọp chỉ còn lại có cuối cùng cái này tam đầu. Cái này ba con cọp xung quanh Diệp Thần Phong chu vi đi từ từ động, Diệp Thần Phong bộc phát ra thực lực kinh người, cũng chấn nhiếp chúng nó. Những xúc sinh này mặc dù là không nhà thông thái tính, thế nhưng đối với nguy hiểm phán đoán còn là dị thường nhạy cảm. Diệp thần phong dùng MU u bàn tay lau lau trên trán chảy xuống mồ hôi, thân thể trong lệ khí hoàn toàn bị kích phát ra rồi. Giờ khắc này, hắn hồn nhiên chưa phát giác ra đau đớn trên người, khóe miệng trái lại lộ ra vẻ điên cuồng dáng tươi cười. Các người đám này xúc sinh, hiện tại biết sợ sao. Đáng tiếc đã chậm, Lúc này Diệp Thần Phong chủ động phát khởi công kích, tuy rằng trong cơ thể hắn linh hồn lực tiêu hao hầu như không còn, thế nhưng đối phó cuối cùng này tam đầu hung mãnh cọp, đối với hắn mà nói nghiễm nhiên không có khó khăn quá lớn. Cuối cùng này ba con cọp gặp Diệp Thần Phong chủ động công kích, chúng nó cảm giác được nguy hiểm tới gần sau, thân thể trong thú tính cũng bị kích phát ra rồi, hướng Diệp Thần Phong đánh móc sau gáy. Diệp Thần Phong bén nhạy tránh né ba con cọp mãnh liệt bổ nhào đồng thời, nắm tay liên tục huy ra, mặc dù có vài lần là huy vô ích, thế nhưng cuối cùng cái này ba con cọp đầu còn là bang bang phanh bạo liệt ra. chương 472, càng tới càng nhượng ta hài lòng. Sắt lá nhà xưởng bên ngoài mercedes ben thương vụ xe thượng, hắc tâm cùng hắc hùng hai con người gắt gao nhìn chầm chầm trước mặt tiểu màn hình, hắc tâm bởi mang hôi sắc mặt nạ, cho nên thấy không rõ lắm trên mặt hắn biểu tình. Mà hắc hùng miệng hơi mở, trên mặt vẻ khiếp sợ, Hình như là thấy được quái vật thông thường. Tại Diệp Thần Phong xông qua một cái phòng sau, Hắc Hùng tuy rằng bắt đầu tin tưởng Diệp Thần Phong hay là có thể xông qua còn thừa lại hai cái gian phòng, thế nhưng tin tưởng về tin tưởng, tận mắt đến đây hết thảy khiếp sợ, vẫn là không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, hắn biết những. Này biến dị cọp hung mãnh, nếu để cho hắn tiến nhập cái này nhóm bảy hổ chung, kết quả khẳng định hội bị hung mãnh cọp xé thành mảnh nhỏ kỳ thực hắc tâm khiếp sợ một điểm đều không bằng hắc hùng thiếu, coi như là hắn tiến nhập cái này một nhóm bảy hổ chung, cử tử nhất sinh có khả năng khá lớn, nhìn màn ảnh chung cả người là huyết diệp thần phong, cùng với trên mặt đất từng cổ một cọp thi thể, hắc tâm mở miệng nói rằng, hắc hùng, xem ra chúng ta là một lần lại một lần đánh giá thấp diệp thần phong thực lực, nếu như diệp thần phong có thể phụ trợ chúng ta, thế lực của chúng ta trở nên càng cường đại hơn. Hắc hùng lặng lẽ điểm gật đầu, xem như là nhận đồng hắc tâm thuyết pháp ông chủ lần trước ngươi nói diệp thần phong thực lực có thể tại ngươi chi thượng ta còn không thể nào tin được hiện tại ta đã từng thấy được diệp thần phong thực lực dùng thực lực của hắn bây giờ sợ rằng cái này trên thế giới có thể làm đối thủ của hắn người không nhiều lắm ngươi nói hắn có thể xông qua cuối cùng một cái phòng sao hắc tâm lắc đầu nói rằng diệp thần phong cái này người tràn đầy quá nhiều không xác định tính ta xem hắn hiện tại lực lượng trong cơ thể không sai biệt lắm tiêu hao hết, dù sao để tam cái gian phòng nắm quyền trong tay chúng ta, vừa nhìn thấy không thích hợp có thể lập tức chặt đứt nguồn điện, bất quá, ai biết đạo diệp thần phong có thể hay không lại một lần nữa nhượng chúng ta mở rộng tầm mắt ni. Hiện tại ta trái lại đặc biệt mong đợi. Sát lá nhà xưởng cái thứ hai trong phòng, diệp thần phong tịnh không có xử lý trên người chảy máu tươi vết thương, nghỉ ngơi khoảng chừng 2 phút sau, thể nội linh hồn lực tiếp cận khô trình độ, nhưng mà, dưới chân bước chân lại cố định hướng đệ tam cái trong phòng đi đến, trong lòng thầm nghĩ, bất kể đệ tam cái trong phòng có cường đại dường nào biến dị dã thú quần. Ta đều muốn sấm thượng hắn nhất sấm, thực sự không được, ta nên có toàn thân trở ra năng lực, bất quá, cho đến lúc này chỉ sợ ta không muốn gia nhập thôn vệ đế quốc cũng không được. Diệp thần phong hàm giang dùng sức cắn môi, nhẹ nhẹ máu tươi từ trên môi tràn đầy đi ra miệng của hắn bên trong tức khắc tràn đầy mùi máu tươi, đi tới đi thông đệ tam cái cửa phòng sau, không chút do dự cầm lấy động ở chốt cửa thượng chìa khóa, tướng môn mở ra. Ngoài hắn dự liệu là, đệ tam cái đèn trong phòng quang đặc biệt sáng, với lại không có bất luận cái gì biến dị dã thú. Cái này nhượng diệp thần phong cảm giác kỳ quái, theo lý mà nói đệ tam cái gian phòng là khó khăn nhất thông qua, làm sao sẽ như vậy bình tĩnh nghi. Diệp Thần Phong hai chân bước vào đệ tam cái trong phòng. Phòng này nội nhiệt độ đặc biệt cao, từng đạo không biết từ nơi nào bốc lên đi ra tia sáng, bắn về phía Diệp Thần Phong mắt, có thể dùng Diệp Thần Phong một trận hoa cả mắt. Tia sáng bắn về phía Diệp Thần Phong mắt tốc độ tăng nhanh, đủ mọi màu sắc các loại tia sáng đều có, một trận cảm giác hôn mê tràn đầy đầu của hắn, hỗn loạn nhất cổ cảm giác mệt mỏi mang tất cả toàn thân hắn, nhượng hắn có loại muốn ngã đầu ngủ xung động mắt chậm chậm đóng lại, thế nhưng Diệp Thần Phong không có tiến nhập trạng thái ngủ. Có thể nói lúc này hắn hình như là tiến nhập thế giới kia thông thường, đặc biệt kỳ diệu. Đời trước cùng đời này các loại xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mắt lần lượt hiện lên, giữa lúc Diệp Thần Phong đắm chìm trong trong ký ức thời gian, hoàn cảnh chung quanh nhất biến, hắn lại có thể xuất hiện ở một cái vách đá vạn trượng biên. Phía sau có cổ lực lượng đưa hắn cấp chợt đẩy đi xuống, cấp tốc xa xuống cảm giác, nhượng diệp thần phong có loại phải đối mặt cảm giác tử vong ý thức bắt đầu từ từ mơ hồ ngược lại diệp thần phong tựa hồ lại nghĩ tới một ít gì lẩm bẩm ta điều không phải đang cùng hắc tâm chơi nhất cái trò chơi sao làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở vách núi biên còn có thể bị người cấp đẩy vào vách núi không đúng cái này nhất định là ảo giác cái này nhất định là ảo giác ta biết để tam cái trong phòng tia sáng là đưa đến tác dụng gì chính là muốn nhượng ta rơi vào loại ảo giác này chi chung, nếu như ý thức của ta tại trong ảo giác tiêu thất, đến lúc đó chỉ sợ ta thanh tỉnh cũng sẽ biến thành một cái kẻ ngu si, dùng hiện tại khoa học kỹ thuật căn bản không thể có thể chế tạo ra cái này loại tiên tiến gì đó đi ra, thôn vệ đế quốc người là làm sao làm được. Đang xác định hiện tại trải qua hết thảy đều là ảo giác sau đó, diệp thần phong tâm biến được kiên định lên, quả nhiên quanh mình hoàn cảnh lại một lần nữa cải biến, Diệp thần phong đột nhiên xuất hiện ở nhất đống hừng ngực thiêu đốt trong hỏa hoạn, bốn phía không có bất kỳ một cái nào thoát đi xuất khẩu, chỉ có thể nhượng hỏa hoạn vô tình đốt cháy thân thể hắn. Tuy rằng Diệp thần phong biết đây hết thảy đều là ảo giác, thế nhưng cái này loại bị hỏa hoạn bùng cháy sau cảm giác đau đớn, lại là như vậy giống như thật, nếu như ý chí không kiên định người khẳng định sẽ buông tha cầu sinh niệm đầu. Hỏa hoạn sau đó, hoàn cảnh chung quanh lại phát sinh biến hóa, Diệp Thần Phong lại đột nhiên xuất hiện ở nhất phiến băng thiên tuyết địa trung, vừa tài đã trải qua hỏa hoạn khảo nghiệp, hiện tại lại đi tới nơi này sao cái địa phương quỷ quái, cái này thật là là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Chính như Diệp Thần Phong sở liệu, hắn tiến nhập loại ảo giác này trạng thái, hoàn toàn là bởi vì này ngay từ đầu bắn về phía ánh mắt hắn tia sáng, kỳ thực đệ tam cái gian phòng bản thân cũng không đáng sợ, nếu như Diệp Thần Phong linh hồn lực không có tiêu hao sạch sẽ như vậy, Hắn chắc chắn sẽ không bị này tia sáng ảnh hưởng đến, cuối cùng tiến nhập loại ảo giác này trạng thái. Nói cách khác, Diệp Thần Phong không chỉ trên người bị trọng thương, với lại thể lực cũng hầu như tiêu hao hết, cho nên hắn cuối cùng mới có thể bị tia sáng ảnh hưởng đến. Cái này là thôn vệ đế quốc khảo nghiệm thành viên ý chí lực một loại công nghệ cao, đương nhiên tiếp thu cái này loại khảo nghiệm thành viên phải nếu là bản thân bị trọng thương, thậm chí là hấp hối, như vậy thì càng hoàn mỹ bởi vì đó cũng không phải khảo nghiệm thể năng, không cần dùng đến lực lượng, này tia sáng đi qua kích thích người mắt, sau đó cải biến người não bộ tần suất, có thể dùng người tiến nhập một loại trạng thái khác chung. Thôn vệ đế quốc rất nhiều thành viên bởi vì không có đi qua cái này khảo nghiệm, cuối cùng sau khi tỉnh lại biến thành một cái kẻ ngu si không phải số ít. Sắt lá nhà xưởng bên ngoài mercedes ben thương vụ xe thượng, Hắc Hùng trong lòng đang cầm nhất notebook, trong máy vi tính có màu xanh biếc cuộn sóng tuyến tại nhấp nhô, cái này màu xanh biếc cuộn sóng tuyến là Diệp Thần Phong trong đầu tần suất, một ngày Diệp Thần Phong trong đầu tần suất bắt đầu hỗn loạn, Hắc Hùng có thể lợi dụng máy vi tính tùy thời chặt đứt sắt lá nhà xưởng bên trong nguồn điện, bởi vậy cũng có thể cho Diệp Thần Phong từ trong ảo giác tỉnh táo lại. Ông chủ, Diệp Thần Phong tiến nhập loại ảo giác này trạng thái có hơn một phút đồng hồ thời gian đi. Chúng ta thôn vệ đế quốc thành viên bình quân tại loại ảo giác này chung cũng chỉ có thể đủ kiên trì một phút, mà ta trước đây tiến nhập loại ảo giác này trạng thái cũng vẻn vẹn kiên trì một phần 40 giây. Hắc Hùng nhìn trên màn ảnh máy vi tính ổn định đều đều tần suất, có thể xác định hiện tại Diệp Thần Phong não bộ tần suất căn bản còn không có chịu ảnh hưởng, ngoại trừ ngay từ đầu Diệp Thần Phong não bộ tần suất có một đoạn ba động bên ngoài, sau đó liền vẫn như thế bình ổn lại. Hắc tâm sớm từ trong túi móc ra một khối kim sắc hoài biểu, nhìn hoài biểu thượng kim dây không ngừng chuyển động, hắn không trả lời Hắc hùng lời nói. 5 phút thoáng qua tức thệ, trên màn ảnh máy vi tính lục sắc cuộn sóng tuyến vẫn như cũ là như vậy bình ổn, lúc này Hắc tâm không nhịn được, điều này sao có thể. 5 phút, đã 5 phút trôi qua, Diệp thần phong ý chí lực làm sao sẽ như thế kiên cường. Tại toàn bộ thôn vệ đế quốc chung, ta vẫn chưa nghe nói qua ai có thể đủ tại loại ảo giác này trung kiên cầm 5 phút. Di, ông chủ, lục sắc cuộn sóng tuyến bắt đầu ba động, ta xem Diệp Thần Phong cũng không sai biệt lắm muốn đến cực hạn. Hắc Hùng nhìn trên màn ảnh máy vi tính lục sắc cuộn sóng tuyến nói rằng. Xem ra lần này Diệp Thần Phong cho dù không muốn gia nhập chúng ta cũng phải muốn gia nhập, xem trọng hắn não bộ tần suất biến hóa, tùy thời chuẩn bị chặt đứt nguồn điện hắc tâm trong thanh âm nhiều mấy phần vui sướng. Thầm thì thầm thì thầm thì, máy vi tính sách tay máy biến điện năng thành âm thanh trong đột nhiên phát sinh một trận thanh âm, màu xanh biếc cuộn sóng tuyến lại có thể biến thành nhất cái đường thẳng. Hắc hùng cùng hắc tâm vội vàng nhìn về phía bên cạnh một khối tiểu màn hình, chỉ thấy tiểu trong màn ảnh, diệp thần phong lại có thể bản thân từ trong ảo giác tỉnh táo lại. Cái này, cái này, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi nhìn tiểu trong màn ảnh bình yên vô sự diệp thần phong hắc tâm đang trầm mặc một lát sau đột nhiên cười lên diệp thần phong ngươi càng tới càng nhượng ta hài lòng lần này xem ra nhượng ngươi gia nhập thôn vệ đế quốc là không thể nào bất quá ta hắc tâm là sẽ không bỏ qua càng xâm nhập hiểu rõ ngươi thực lực của ngươi tự càng nhượng ta khiếp sợ a à. tốt hắc hùng đêm nay tiểu đến nơi đây chuyện còn lại diệp thần phong mình có thể xử lý chúng ta đi thôi hắc tâm cực kỳ quả quyết nói rằng. Tốt, ông chủ, hắc hùng lên tiếng, trên mặt vẻ khiếp sợ còn chưa rút đi. chương 473, tưởng niệm thành họa. Sắt lá nhà xưởng đệ tam cái trong phòng, diệp thần phong bằng vào thường người không cách nào so sánh ý chí lực, dám từ trong ảo giác tự hành xông phá đi ra, hai điều lông nghi chăm chú nhíu tại cùng nơi, vừa rồi tại trong ảo giác trải qua tất cả, cảm giác là như vậy giống như thật. Cái này loại công nghệ cao sản phẩm, theo lý mà nói còn không thể có thể ở thời đại này xuất hiện. Diệp Thần Phong càng cảm thấy thôn vệ đế quốc tồn tại, không chỉ với hắn mà nói là một cái uy hiếp, với lại đúng toàn thế giới mà nói đồng dạng là một cái uy hiếp, ai biết đạo thôn vệ đế quốc đến cùng nắm giữ nhiều ít công nghệ cao. Diệp Thần Phong mặc dù là đến từ 500 năm sau thế giới, trong đầu cũng có rất nhiều công nghệ cao sản phẩm, thế nhưng chế tạo 500 năm sau công nghệ cao rất nhiều tài liệu, bây giờ thời đại này đều là không có, mượn cái này loại có thể nhường người tiến nhập ảo giác công nghệ cao mà nói đi. Diệp thần phong trong đầu cũng có tương tự sản phẩm, cần phải nhượng hắn tại bây giờ thời đại này chế tạo ra loại vật này, cơ hồ là không quá khả năng, cho nên thôn vệ đế quốc chung lần lượt xuất hiện, vượt lên đầu thời đại này rất nhiều rất nhiều công nghệ cao, cái này thì không cần không cho Diệp thần phong cảnh giác. Vết thương trên người còn không có khép lại, diệp thần phong cả người tượng là trải qua máu tươi ngâm bởi mất máu quá nhiều sắc mặt có vẻ có chút tái nhợt thân thể lung lay lắc lư hướng người thứ tư gian phòng đi đi thông người thứ tư cửa phòng không có khóa nhẹ nhàng đẩy về phía trước môn đã bị hắn cấp đẩy ra đập vào mi mắt là đường hân cùng phương nam tường khuôn mặt diệp thần phong khuôn mặt cuối cùng là lộ ra một vòng yên tâm nụ cười đường hân cùng phương nam tường trên người bị cột lớn bằng cánh tay dây thừng trên người hai người trái lại không có bất luận cái gì vết thương, chỉ là thân thể không có cách gì nhúc nhích mà thôi, xem ra Hắc Tâm thật không có nghĩ tới muốn đả thương hại cái này hai người. Đường Hân Nha đầu kia nhìn nàng Thần Phong Ca Ca, tràn đầy là huyết xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng một đôi mắt to rõ ràng ngẩn ra một chút, sau đó viền mắt lập tức đỏ lên, khẩu trung cấp thiết hô đạo, "Thần Phong Ca Ca, Thần Phong Ca Ca, là ai đem thương thế của ngươi thành như vậy?" ngươi vì sao nên vì hân nhi tới mạo hiểm ni phương nam tường thế nhưng rõ ràng diệp thần phong thực lực hắn thật tò mò có thể đem diệp thần phong bị thương thành như vậy người đến cùng sẽ là thần thánh phương nào nói thật ra hắn và đường hân hai người cho tới bây giờ cũng không biết chảo bọn họ người là ai đến cùng là vì cái gì mục đích diệp thiếu là ta vô năng trước đây ngươi ly khai thiên hải thời gian đem nơi này tất cả giao cho ta mà ta lại phụ kỳ vọng của ngươi. Phương Nam Tường cực kỳ cung kính mở miệng nói rằng, Diệp Thần Phong bây giờ là hoàn toàn lĩnh giáo thôn vệ đế quốc đáng sợ, hắn biết cho dù là 10 cái Phương Nam Tường, tại thôn vệ đế quốc trước mặt chỉ sợ cũng thiếu nhét kẻ răng, đặt đặt dính đầy máu tươi tay. Thân thể lay động thoáng qua đi tới Phương Nam Tường trước mặt, bang Phương Nam Tường buông lỏng ra tráng kiện dây thừng, nói rằng, Phương ca, đó cũng không phải lỗi của ngươi, là thực lực của đối phương thật lợi hại, bang phương nam tường buông lỏng ra sợi dây sau. Diệp thần phong lại bang đường hân buông lỏng ra sợi dây, đường hân thân thể tại có thể tự do hoạt động sau, lập tức nhào vào cả người là huyết diệp thần phong trong ngực, viền mắt chung nước mắt không ngừng chảy xuống khuôn mặt. Diệp thần phong đôi môi tái nhợt xả khai một vòng dáng tươi cười, nói rằng hân nhi, trên người ta đều là máu tươi, bẩn lắm. Người nhà đầu kia thế nào khóc nhè, lẽ nào nhìn thấy ta không cao hứng sao? Đường Hân là một cái kình hướng tới Diệp Thần Phong trong ngực toản, nhìn đến Diệp Thần Phong như thế bộ dáng chật vật. Trái tim của nàng tựu đau vô cùng đau nhức, dùng sức lắc đầu, nói rằng Thần Phong ca ca tài không bẩn nhi. Đây đều là Hân nhi sai, nếu không Thần Phong ca ca cũng không hội. Đường Hân lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy Diệp Thần Phong thân thể tê liệt mềm nhũn ra. ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện nàng Thần Phong ca ca đã bất tỉnh. Diệp Thần Phong bây giờ thấy Đường Hân cùng Phương Nam Tường không sao, hắn cũng sẽ không lại ngoan cường kiên trì. Thần kinh vừa buông lỏng, nhất cổ không có cách gì ngăn cản cảm giác mệt mỏi liền bao vây lấy toàn thân của hắn. "Đường Hân tiểu thư, chúng ta bây giờ phải lập tức tống Diệp thiếu đi bệnh viện, ta xem để cho ta tới cõng Diệp thiếu đi." Phương Nam Tường ở một bên nhắc nhở. Đường Hân lại là quật cường lắc đầu, "Để cho ta tới đỡ Thần Phong ca ca đi ra ngoài đi." ta nên vì thần phong ca ca làm chút chuyện. Phương Nam Tường nhìn đến đường hân khuôn mặt như thế vẻ mặt kiên trì, hắn biết bản thân nhiều lời vô ích, cũng sẽ tùy đường hân quật cường, bởi đệ tam cái trong phòng có thể nhượng người rơi vào trong ảo giác công nghệ cao chỉ có duy nhất công hiệu, cho nên Phương Nam Tường, đường hân chúng nhân bình an thông qua đệ tam cái gian phòng. Khi bọn hắn đi tới cái thứ hai gian phòng, xông tới mặt mùi máu tanh nồng đậm, Cùng với nhìn đến trên mặt đất nằm từng cổ một khổng lồ cọp thi thể thời gian, đường hân dạ dày bên trong một trận bốc lên, có loại muốn nôn mửa xung động, bất quá, nàng rất rõ ràng là của nàng thần phong ca ca giết chết những. Này cọp, cuối cùng tài năng đủ cứu bọn họ, vì vậy nàng cố nén thân khó chịu trong người cảm giác. Phương nam tường nhìn đến những này khổng lồ cọp thi thể thời gian, trong lòng là phiên giang đảo hải khiếp sợ nguyên lai đem diệp thần phong tổn thương thành như vậy không phải nhân loại phương nam tường phỏng chừng nếu để cho hắn và cái này nhóm mãnh liệt hổ đọ sức sợ rằng không dùng được nửa phút hắn cũng sẽ bị vô tình cắn xé thành mảnh nhỏ đi nhưng mà khi bọn hắn đi tới thứ một cái phòng thời gian nhìn đến trên mặt đất từng cổ một lang thi thể không đầu sau đường hân cùng phương nam tường cũng không thể đủ bình tĩnh bọn họ không có nghĩ đến diệp thần phong là thông qua cùng nhiều như vậy Giá thú đọ sức tài cứu bọn họ hai cái. Nếu để cho bọn họ biết Diệp Thần Phong còn đã trải qua một lần biến thái ý chí lực khảo nghiệm, thật không biết bọn họ hai cái hội có gì loại nghĩ cách. Ly khai sắt lá nhà xưởng, xông tới mặt một trận từ từ gió mát, nếu như muốn từ nơi này đi đến thiên hải thị khu lời nói, không tiêu tốn cái năm sáu cái tiếng đồng hồ đừng nghĩ muốn làm đến, may mà sắt lá nhà xưởng hai bên trái phải ngừng một chiếc hắc sắc taxi minibus, taxi minibus thượng liền chìa khóa đều cắm ni. Cái này là hắc tâm bọn họ cố ý lưu lại, hắc tâm biết Diệp Thần Phong bị thương thế nghiêm trọng, nhất định là cần dùng đến phương tiện giao thông. Phương Nam Tường cẩn thận tướng hắc sắc taxi minibus, trong ngoài từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một lần, tại xác nhận không có bất kỳ nguy hiểm nào sau đó, hắn nhượng đường hân đỡ Diệp Thần Phong ngồi ở chỗ ngồi phía sau, hắn còn lại là khởi động động cơ xe nhanh chóng hướng Thiên Hải khu vực thành thị chạy mà đi đường hân cùng Phương Nam tường trên người điện thoại di động đều không có bị hắc tâm bọn họ thu đi chỉ là bị tắt điện thoại mà thôi tại đi hướng tới Thiên Hải y viện trên đường đi đường hân cấp triệu Huyền Đình gọi một cú điện thoại tướng cả kiện sự tình nói đơn giản một lần vì vậy triệu Huyền Đình cùng Vương phỉ phỉ chuẩn bị tại cửa bệnh viện đợi đường hân bọn họ đến hơn một giờ sau một chiếc hắc sắc taxi minibus vững vàng đình tại một nhà tư nhân cửa bệnh viện. Nhà này tư nhân y viện là thắng thiên hội danh hạ sản nghiệp. Đồng dạng bên trong bác sĩ cũng đều là tương đương chuyên nghiệp. Nếu như cả người là huyết diệp thần phong bị đưa đến cái khác trong bệnh viện đi, không thể thiếu một phen hạch hỏi, chẳng tới nơi này trị liệu ni. Dù sao nơi này chữa bệnh thiết bị, không bằng thiên hải bất luận cái gì một nhà y viện kém. Đương Triệu Uyển Đình cùng Vương Phỉ Phỉ nhìn đến cả người là huyết, ở vào trạng thái hôn mê diệp thần phong sau, hai nàng viền mắt chung nước mắt đồng dạng là quyết đê, ba hai bước đi tới diệp thần phong trước mặt, cùng đường hân cùng nơi đỡ diệp thần phong thân thể, triệu huyền đình vội vàng nói, mau để cho thần phong đi trị liệu đi. Có chuyện gì chờ một hồi hãy nói. Triệu huyền đình là tam nữ người tuổi tác lớn nhất, tính cách thành thục nhất một cái, phương nam tường cũng theo tam nữ đi vào bên trong bệnh viện, hắn phải muốn xác định Diệp Thần Phong không có mạng sống nguy hiểm tài năng đủ ly khai. Bởi bệnh viện này là thắng thiên hội danh hạ sản nghiệp, trong bệnh viện lãnh đạo là nhận thức phương Nam Tường, đối với cả người là huyết Diệp Thần Phong, bọn họ liền một câu lời thừa thải cũng không có nói, lập tức cấp Diệp Thần Phong an bài tốt nhất trị liệu. Phòng cấp cứu bên ngoài, Triệu Huyền Đinh, Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ, khuôn mặt một cái so một cái lo lắng, mấy ngày nay bọn họ đúng Diệp Thần Phong tưởng niệm, thì không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, không có nghĩ đến đương diệp thần phong lần thứ hai trở lại thiên hải, hội là như thế này một loại tràng diện, cái này cùng các nàng trong lòng nghĩ tốt hình ảnh chênh lệch quá xa. Kỳ thực triệu uyển đình đằng tam nữ lo lắng là dư thừa, theo diệp thần phong thể nội linh hồn lực khôi phục, vết thương trên người hắn khẩu tự nhiên sẽ tự hành khép lại, có thể nói cho dù không đến y viện trị liệu, cuối cùng diệp thần phong cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng phòng giải phẫu đèn tắt, bác sĩ từ bên trong đi ra, tướng mang lên mặt lề sách cháo hái xuống, nói rằng bệnh nhân không có cái gì nguy hiểm tánh mạng, chỉ là mất máu quá nhiều, tạm thời hôn mê mà thôi, không dùng được vài cái tiếng đồng hồ là có thể đã tỉnh lại. Ta an bài bệnh nhân tiến nhập vip phòng bệnh nghỉ ngơi, các người cũng có thể đi xem bệnh người. Tam nữ trong lòng không hẹn mà cùng thở dài một hơi, khuôn mặt chậm chậm hiện lên nụ cười mừng rỡ, các nàng ba cái hận không thể lập tức cùng Diệp Thần Phong ôn tồn một phen, nhất giải lâu như vậy tới nay tưởng niệm tình. Chương 474, bạn học tụ hội. Trong nháy mắt, ba ngày trôi qua. Trong ba ngày này, Diệp Thần Phong thật qua thiên đường thông thường sinh hoạt, tại y viện VIP phòng bệnh trong, Triệu Uyển Đình, Đường Hân cùng Vương Phỉ phỉ cái này tam nữ, đúng Diệp Thần Phong chiếu cố là vô vi bất trí, thậm chí là đi ăn uống nước, tam nữ cũng không phải muốn đút Diệp Thần Phong thực tại nhượng hắn cảm nhận được một bả đương cổ đại hoàng đế cảm giác. Ba ngày trước, Diệp Thần Phong từ hôn mê tỉnh lại chuyện làm thứ nhất, chính là hỏi đường hân trước đây từ sắt lá nhà xưởng lúc đi ra, có thấy hay không một cái mang hôi sắc mặt nạ nam nhân. Đường hân trực tiếp lắc đầu, biểu thị tịnh không nhìn thấy. Điều này làm cho Diệp Thần Phong đúng hắc tâm nhận định rất là đổi mới, cái này hắc tâm đảo vẫn là vô cùng tuân thủ cam kết, hắn đang suy nghĩ là điều không phải muốn đi vào thôn vệ đế quốc làm nằm vùng ni. Thật sự là thôn vệ đế quốc bày ra khoa học kỹ thuật, những diệp thần phong đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi, coi như là cái này trên thế giới khoa học kỹ thuật đại quốc, sợ rằng cũng sẽ không có thôn vệ đế quốc cái này loại khoa học kỹ thuật. Trong ba ngày này, Diệp Thần Phong vết thương trên người khép lại đặc biệt cấp tốc, nhất là tại trong cơ thể hắn linh hồn lực khôi phục được nhất đỉnh cao sau đó, trải qua lúc này đây sinh tử sấm quan, hắn chút nào không có cảm giác được thể nội cửu cấp linh hồn lực có buông lỏng dấu hiệu, xem ra muốn đột phá đến thập cấp linh hồn lực chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lúc này tại gặp phải thôn vệ đế quốc sau đó, Diệp Thần Phong cảm giác dùng trước mắt hắn cửu cấp linh hồn lực trình độ, vẫn như cũ là đặc biệt khó giữ được hiểm, huống chi còn có cổ võ giới đặt ở nơi nào ni. Bởi Diệp Thần Phong cha mẹ trường tai nạn xe cộ dính đến cổ võ giới, hắn sớm muộn sẽ tới cổ võ giới chung đi một chuyến, tình thế bây giờ đối với hắn mà nói, có thể nói là trước có lang sau có hổ. Thần Phong, người đang suy nghĩ gì đấy? Ăn trước cái cây táo đi. Triệu Uyển Đình ngồi ở giường bệnh bên cạnh, tướng một cái trái táo gọt xong đưa cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong từ trầm tư trung hồi qua thần, nhìn Triệu Uyển Đình động lòng người dáng dấp, khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa, nói rằng, Uyển Đình, ta hiện tại không muốn ăn cây táo, ta muốn ăn điểm khác triệu uyển đình hoàn toàn là coi diệp thần phong là làm một bệnh nhân để đối đãi liền vội vàng hỏi thần phong người muốn ăn chút gì ta lập tức giúp ngươi đi mua diệp thần phong đột nhiên vươn tay kéo lại triệu uyển đình ngọc thủ một tay lấy triệu uyển đình cấp kéo vào trong ngực của hắn miệng tiến tới triệu uyển đình trắng mịn vành tai bên cạnh đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm thoáng cái nói rằng uyển đình ta muốn ăn ngươi triệu uyển đình đôi má trong nháy mắt biến đến đỏ bừng không gì sánh được thân thể tại Diệp Thần Phong trong lòng hữu khí vô lực xoay động, nói rằng, Thần Phong, nơi này là y viện, chờ chúng ta về nhà ta đều thỏa mãn người có được hay không. Hơn nữa Hân Nhi cùng phỉ phỉ nên lập tức sắp tới. Nếu để cho hai người bọn họ nha đầu nhìn đến ta và ngươi, còn không biết hai người bọn họ thế nào cười nhạo ta ni. Cái này có và vân vân, ta tuy rằng còn không có ăn hân nhi cùng phỉ phỉ, thế nhưng hai nha đầu này xem ra là đời này khăng khăng một mực theo ta, coi như là ta diệp thần phong nữ nhân, sau đó mọi người đều là người một nhà. Cho dù chúng ta đều ngủ ở trên một cái giường cũng là một cái chuyện lại không quá bình thường. Diệp thần phong nghĩ sau này một con rồng hí N phượng tràng cảnh, hắn thân thể trong huyết tựu sôi trào lên, có thể là bởi mấy ngày hôm trước vừa đã trải qua một lần cùng dã bầy thú sinh tử đọ sức, hắn trong lòng đối với nữ nhân nào đó khát vọng cũng biến thành có chút cường liệt. Triệu Uyển Đình cảm giác được có nhất hai bàn tay đưa vào trong quần áo của nàng mặt, một đường không chút kiêng kỵ leo lên nàng hai ngọn núi, trong thân thể của nàng là hoàn toàn đã không có lực lượng, khẩu trung thấp giọng nói rằng thần phong, từ bỏ, không nên ở chỗ này. Triệu Uyển Đình hữu khí vô lực cầu xin thanh, truyền vào diệp thần phong tay trong sau, càng kích phát rồi hắn nào đó khát vọng, cúi đầu, hôn lên Triệu Uyển Đình đôi môi mềm mại, đầu lưỡi cạy ra Triệu Uyển Đình hàm răng cùng nàng nhất điều tiểu cái lưỡi thơm tho, thỏa thích quấn quyết tại cùng nơi. Theo cái này thâm tình vừa hôn bắt đầu, Triệu Uyển Đình cũng từ từ động tình, chậm chậm đáp lại khởi diệp thần phong. Trong lỗ mũi khí tức cũng biến thành rồn rập. Phỉ phỉ, bác sĩ nói thần phong ca ca hai ngày này có thể xuất viện. Đằng hắn xuất viện. Chúng ta cần phải nhượng hắn tại thiên hải nhiều bồi chúng ta vài ngày, nếu không chúng ta lại muốn không biết lúc nào tài năng đủ nhìn thấy thần phong ca ca ni. Hân Nhi tỷ tỷ, thần phong ca ca là người làm đại sự, chúng ta làm nữ nhân của hắn nên là ủng hộ vô điều kiện hắn mới đúng. Phỉ phỉ, thần phong ca ca hiện tại còn không có ăn hai chúng ta ni. Chúng ta cũng còn không tính là thần phong ca ca nữ nhân chân chính, nếu không lúc này đây chúng ta nghĩ biện pháp nhượng thần phong ca ca ăn chúng ta. Hân Nhi tỷ, đầu óc ngươi trong thế nào cả ngày đều ở nghĩ việc này. Chúng ta tới trước phòng bệnh trong nhìn thần phong ca ca đi. Phỉ phỉ, lẽ nào ngươi trong lòng không muốn trở thành Thần Phong ca ca nữ nhân chân chính? Phỉ phỉ, người đừng vội tiến phòng bệnh a. À? Tốt xấu cũng hãy nghe ta nói hết a. À. Viết bệnh trong phòng Diệp Thần Phong cùng Triệu Huyền Đình đã sớm nghe được Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ thanh âm, tại cấp bách cho không biết làm sao chi hạ. Diệp Thần Phong chỉ có thể tạm thời chấm dứt đúng Triệu Huyền Đình tiến công chiếm đóng, tuy nói hắn không để ý nhượng cái này hai nha đầu. Nhìn đến hắn và triệu huyền đình trong lúc đó thế nhưng ở đây dù sao cũng là y viện mà Có thể khắc chế thoáng cái tựu khắc chế một chút đi Hơn nữa trong lòng triệu huyền đình đang nghe đường hân cùng vương phỉ phỉ thanh âm sau Lập tức khôi phục thanh tỉnh cho dù diệp thần phong nghĩ phải tiếp tục chỉ sợ cũng không được Vương phỉ phỉ cùng đường hân đẩy ra cửa phòng bệnh đi đến Đường hân nha đầu kia một cách tinh quái đi tới triệu huyền đình trước mặt Dùng sức dùng cái mũi người người triệu huyền đình trên mặt đỏ ửng còn không có rút đi vỗ một cái đường hân đầu nói rằng hân nhi ngươi ở đây nghe cái gì ni đường hân nghiêm trang nói huyền đình tỷ ta tại trên người ngươi nghe thấy được thần phong ca ca vị lẽ nào hai người các ngươi tại phòng bệnh trong đường hân lời còn chưa nói hết triệu huyền đình lập tức cắt đứt hân nhi ngươi nói nhăng gì đấy ta và thần phong tại sao sẽ ở y viện phòng bệnh trong lại qua một ngày Diệp Thần Phong thật sự là tại bệnh viện không ở nổi nữa, những triệu huyền đình, đường hân cùng vương phỉ phỉ bang hắn làm thủ tục xuất viện, nếu lần này về tới Thiên Hải, như vậy Diệp Thần Phong quyết định lưu tại Thiên Hải cùng tam nữ thật tốt chơi thêm mấy ngày thời gian. Tại hai ngày sau trong thời gian, Diệp Thần Phong nguyên vẹn biểu hiện, nam nhân tốt, cái này từ định nghĩa, đồng thời đường hân rượt dây vương phỉ phỉ thời khắc dụ dỗ chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí, có mấy lần chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí thiếu chút nữa đều cầm giữ không ở, may mà mỗi lần đều tại khẩn yếu quan đầu kịp thời thu lại, nói thật ra hắn còn không muốn hiện tại tựu ăn đường hân cùng vương phỉ phỉ ni. Biệt thự trong đại sảnh, Diệp Thần Phong ngồi ở phòng khách trên ghế salon, vương phỉ phỉ cùng đường hân một tả một hiếu, kéo Diệp Thần Phong cánh tay, trước mặt bàn trà thượng phóng rửa cây nho, cái này hai nhà đầu bác cây nho ra, tướng cây nho thịt quả hạnh phúc đút Diệp Thần Phong ăn. Triệu Uyển Đình một người tại tại chủ phòng vội vàng cơm tối, nguyên bản Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ nghĩ phải giúp một tay, thế nhưng bị Triệu Uyển Đình cự tuyệt, đêm nay nàng muốn một mình làm dừng lại cơm tối cấp Diệp Thần Phong ăn. Thần Phong ca ca, người có biết hay không ngày mai Uyển Đình tỷ muốn đi tham gia một cái bạn học tụ hội. Thông thường tham gia tụ hội cũng phải có nam bạn, Uyển Đình tỷ sẽ không có nói cho người biết đi. Người khó có được trở về một chuyến thiên hải, nàng nhất định là sợ ngươi theo nàng đi, tự không có thời gian bồi chúng ta, cho nên ta và phỉ phỉ quyết định, ngày mai những ngươi bồi uyển đình tỷ đi tham gia bạn học của nàng tụ hội. Đường hân cười hì hì nói, ân, thần phong ca ca, ngươi ngày mai sẽ bồi uyển đình tỷ đi tham gia bạn học tụ hội đi. Vương phỉ phỉ cũng lập tức phụ họa nói, các ngươi đang nói chuyện gì ni, có thể chuẩn bị ăn cơm tối. Triệu Uyển Đình từ trong phòng bếp đi ra. Uyển Đình, Người ngày mai là không phải muốn đi tham gia bạn học tụ hội. Diệp Thần Phong nghi vấn hỏi Thần Phong làm sao người biết ta ngày mai có một bạn học tụ hội? Triệu Huyền Đình tò mò nhìn Diệp Thần Phong, Đường Hân Nha đầu kia khả ái thẻ lưỡi nói rằng là ta tại Huyền Đình tỷ phòng của ngươi nhìn đến nhất trương vé mười phiến, muốn đi tham gia bạn học tụ hội thế nào có thể không có có một nam bạn ni? Huyền Đình tỷ chẳng lẽ không coi chúng ta là người một nhà sao? Ngày mai Nhượng Thần Phong ca ca cùng đi với người đi. Hân Nhi, Thần Phong khó có được hồi một chuyến thiên hải. Ngày mai Nhượng Thần Phong bồi hai người các người đi. Triệu Uyển Đình trong lòng một trận ấm áp. Uyển Đình, ngày mai bạn học của ngươi tụ hội, Hân Nhi cùng Phỉ Phỉ có thể không thể đi. Nhượng hai người bọn họ cùng chúng ta cùng đi không được sao? Đến lúc đó đã nói hai người bọn họ là muội muội của ngươi, ngươi thấy thế nào? Diệp Thần Phong nhìn đến tam nữ có thể cái đó nhạc hòa thuận vui vẻ, trong lòng cũng cao hứng phi thường. Hân Nhi cùng phỉ phỉ đi là có thể đi, bất quá, ngày mai đều là ta trước kia bạn học thời đại học, phỉ phỉ cùng Hân Nhi đi khẳng định hội cảm giác không có ý nghĩa. Triệu Huyền Đình nói rằng, mới sẽ không đi, ta và phỉ phỉ chỉ cần cùng Thần Phong ca ca cùng một chỗ tựu sẽ không cảm thấy không có ý nghĩa. Đường Hân lập tức nói rằng, Vương phỉ phỉ phụ họa điểm gật đầu, Diệp Thần Phong cuối cùng đánh nhịp, nói rằng, tốt, Uyển Đình, như vậy chúng ta tự quyết định như vậy, người không nên nói thêm gì nữa. chương 475, bị lầm nhận thức thành tiểu bạch kiểm. Cảnh Minh Đại Tử Điếm tại Thiên Hải thuộc về một nhà trung xa hoa thứ tử điếm, triệu Uyển Đình hôm nay bạn học tụ hội chính là tại ở đây cử hành. Một chiếc màu đỏ BMW S vững vàng đồ cầm đình tại cảnh Minh Đại cửa tiệm rượu bãi đỗ xe, Triệu Uyển Đình mở cửa xe từ chỗ tài xế ngồi thượng đi xuống. Ngày hôm nay Triệu Uyển Đình trải qua một phen chu đáo trang phục, một cái hắc sắc lễ phục, tóc thật dài cao cao bàn khởi, nhất là đêm qua trải qua Diệp Thần Phong một phen thoải mái, sắc mặt của nàng hết sức hồng nhuận mê người, trên người vô ý gian tự tản mát ra một loại hấp dẫn nam nhân thành thục mị lực. Diệp Thần Phong cũng đồng dạng từ chỗ ngồi kế tài xế thượng đi xuống, bạch sắc tu thân áo sơ mi cùng tu thân quần tây, đưa hắn hoàn mỹ vóc người phụ trợ đi ra nhìn qua phảng phất là một cái rõ ràng từ đồng thoại trong đi ra bạch mã vương tử dù sao hôm nay là cùng triệu huyền đình tới tham gia bạn học tụ hội hắn ăn mặc cũng không thể đủ quá tùy ý mà sau đó đường hân cùng vương phỉ phỉ cái này hai nha đầu cũng từ chỗ ngồi phía sau đi xuống xe cái này hai nha đầu hôm nay trang phục hoàn toàn là đi khả ái lộ tuyến hơn nữa cái này hai nha đầu tướng mạo vốn là không kém hai người tay cặp tay, tượng hai cái hoạt bát tiểu tinh linh thông thường. Triệu Uyển Đình, cách đó không xa một gã hai mươi nhiều tuổi thanh niên, hướng Triệu Uyển Đình bên này đã đi tới, thanh niên trên người ăn mặc cũng hết sức khéo, trên mặt mang cao ngạo biểu tình, khi hắn nhìn đến Triệu Uyển Đình mê người vóc người thời gian, trong ánh mắt bốc lên ra nhất cổ khát vọng quang mang, bất quá, rất nhanh đã bị hắn cấp thu liếm. Triệu Uyển Đình, thật chính là người A. Chúng ta có hai năm không gặp đi. Ngươi vẫn là cùng trước đây giống nhau đẹp a." À? Thanh niên nhìn thoáng qua bên cạnh màu đỏ BMW S. Năm đó ở trường học, Triệu Huyền Đình không có cố ý tướng gia đình của nàng bối cảnh cầm đi ra khoe khoang, cho nên đại bộ phận bạn học chỉ là biết Triệu Huyền Đình trong nhà có một ít tiền, mà tại thanh niên xem ra chiếc này màu đỏ BMW S, ít nói đã ở 200 vạn trở lên, như vậy Triệu Huyền Đình trong nhà mới có thể nói xong thượng rất có tiền. Ân chúng ta là có hai năm không gặp. Triệu Huyền Đình căng thẳng điểm gật đầu, thái độ không tính là lãnh đạm, cũng không tính là nhiệt tình. Cấp người một loại cự ly cảm giác. Thanh niên gặp Triệu Huyền Đình thái độ, ánh mắt rời đi hướng một bên Diệp Thần Phong, từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát một lần Diệp Thần Phong, hắn vừa mới nhìn đến Triệu Huyền Đình là từ chỗ tài xế ngồi thượng đi xuống, cho nên khẳng định chiếc xe này nên là Triệu Huyền Đình. Bất quá, thông thường đi ra tham gia tụ hội và vân vân, cũng đều là nam nhân lái xe đi. Hơn nữa hắn nhìn Diệp Thần Phong dáng dấp quá tiểu bạch kiểm, vì vậy trong lòng có suy đoán tiểu tử này chẳng lẽ là Triệu Huyền Đình bao nuôi tiểu bạch kiểm. Không nghĩ tới Triệu Huyền Đình còn thích cái này loại giọng. Nói như vậy bất định ta cố gắng một chút, không cần tiền là có thể đem nàng cấp thượng. Trong lòng chủ quan tư tưởng, đã đem Diệp Thần Phong phân loại đến tiểu bạch kiểm trong hàng ngũ đi, thanh niên hướng Diệp Thần Phong vươn tay, mang trên mặt không ai bị nổi cao ngạo, trong ánh mắt hơi xem thường, nói rằng, ngươi là triệu huyền đình nam bằng hiếu. Chúng ta quen biết một chút đi, ta là Mã Học Văn. Tại vừa rồi Mã Học Văn trong ánh mắt bốc lên ra nhất cổ khát vọng quang mang thời gian. Diệp thần phong chỉ biết cái này trang bê hàng điều không phải cái hảo điều, phàm là có dũng khí đem ý niệm trong đầu động đến hắn trên người nữ nhân đi nam nhân, hắn thông thường cũng sẽ không cấp đối phương cái gì sắc mặt tốt nhìn, vươn tay cánh tay, khoác ở triệu huyền đình mảnh mai, hướng về phía mã học văn nói rằng, không có ý tứ, ta không có cùng nam nhân nắm tay tập quán, bất quá, ta còn là rất lễ phép. Ta là Diệp Thần Phong. Mã học văn lúng túng thu tay về, trong lòng thầm mắng một tiếng tiểu bạch kiểm, ngoài miệng lại nói, không có việc gì, không có việc gì, huynh đệ hiện nay ở nơi nào thăng chức. Diệp Thần Phong không có ý định cùng cái này mã học văn lại nhảy đi xuống trong lòng đúng mã học văn đặc biệt phản cảm, nếu không nhìn tại triệu huyền đình mặt mũi, hắn đã sớm động thủ tấu hắn nha, cũng vô tâm tình giải thích thêm cái gì. Thuận miệng nói rằng, nghề tự do giả. Nghề tự do giả, theo mã học văn, nghề tự do giả không chẳng khác nào là không có công tác sao. Hắn trong lòng càng đích xác định Diệp Thần Phong là nhất một tiểu bạch kiểm. Cũng không là cái gì phú gia công tử ca, trong ánh mắt xem thường lại nồng nặc một phần. Học văn, người thế nào còn không tiến tử điếm, mọi người trên cơ bản đều đến. Một gã ăn mặc trang điểm xinh đẹp nữ nhân đã đi tới, khi thấy triệu uyển đình thời gian, khẩu trung khinh di một tiếng, nói rằng uyển đình, người cũng đến a. À. Sau đó nữ nhân lại tướng ánh mắt nhìn về phía một bên Diệp Thần Phong, nói thật ra, Diệp Thần Phong tướng mạo quả thật làm cho đồng bào phái nữ không phản đối, trang điểm xinh đẹp nữ nhân ở nhìn đến Diệp Thần Phong sau, trong ánh mắt tràn đầy một loại không rõ vị, "Ngươi là huyền đình nam bằng hữu sao?" "Ta là Uyển Đình tại trong đại học phi thường tốt tỉ muội, đồng thời ta hiện tại cũng là mã học văn nữ bằng hữu, ta là Hạ Mộng Kỳ." Nói, Hạ Mộng Kỳ liền nhu tình như nước khoác thượng mã học văn cánh tay, mã học văn tại gặp được Triệu Uyển Đình sau, nhìn lại mình một chút người bạn gái này, ăn mặc thực sự cùng tẩy phát điếm trong tiểu thư không khác nhau nhiều, trong lòng tức khắc khẩu vị hoàn toàn không có. Mã học văn, triệu huyền đình, hai người các người cũng đều đến A. À. Như vậy tại ở đây đứng ngốc ở đó làm gì? Chúng ta vội vàng tiến tử điếm đi. Từ cách đó không xa lại đi tới hai nam nhân cùng hai nữ nhân. Nói chuyện là một cái cao cao gầy teo nam nhân. Hắn gọi là Vĩnh Vượng, là đại học thời đại trưởng lớp. Huyền đình, người có thể quá không có suy nghĩ. Người bây giờ lại có thể đều có bạn trai A. À. Không nghĩ tới đại học chúng ta thời đại hệ hoa. Nhanh như vậy bị người cấp đuổi tới. Cái này còn không biết có bao nhiêu nam sinh muốn tại ban đêm lén lút khóc ni. Hai cái tướng mạo thông thường nữ nhân, sôi nổi đánh giá đứng tại Triệu Uyển Đình bên cạnh Diệp Thần Phong, trong lòng cảm thán, Triệu Uyển Đình thế nào là có thể tìm được lớn lên đẹp trai như vậy nam bằng hữu ni. Thật là làm cho các nàng ước ao đố kỵ hận. Mã Học Văn gặp ánh mắt mọi người đều tập trung vào Diệp Thần Phong cùng Triệu Uyển Đình trên người, trong lòng đặc biệt khó chịu nhanh nói rằng ta tới cấp mọi người giới thiệu một chút triệu huyền đình nam bằng hữu gọi diệp thần phong hiện nay là cái nghề tự do giả ta nghĩ diệp huynh đệ nên là ở trong nhà chờ sắp xếp việc làm đi mọi người có cái gì công việc tốt có thể giúp diệp huynh đệ giới thiệu một chút đúng ta thế nào đem cái này nhất mảnh vụn quên diệp huynh đệ công tác nhất định là không cần chúng ta giới thiệu các người nhìn ngày hôm nay triệu huyền đình thế nhưng lái bmw tới chiếc xe này ít nhất đã ở 200 vạn trở lên. Nguyên lai like từ trước ở trong trường học triệu uyển đình vẫn là thâm tàng bất lộ a. À. Người ở chỗ này nghe được mã học văn sau khi giới thiệu, sôi nổi hướng diệp thần phong lộ ra hồ nghi ánh mắt. Trong đó mã học văn bạn gái hạ mộng kỳ tiến lên khoác ở triệu uyển đình cánh tay, hỏi uyển đình xem ra gia đình của ngươi bối cảnh không đơn giản a. À? Thằng thắn sẽ khoan hồng, chống cự sẽ nghiêm trị. Nhà ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Lần này bạn học tụ hội chọn tại Thiên Hải cũng là một lần ngẫu nhiên, Triệu Huyền Đình cũng không có ý định che giấu gia đình của nàng bối cảnh, nàng chỉ là có chút không hài lòng lắm mã học văn giới thiệu Diệp Thần Phong thời gian thái độ cùng giọng nói, mộng kỳ, ta cũng không có tận lực che giấu gia đình của ta bối cảnh, chỉ là các ngươi chưa từng có hỏi qua ta. Triệu Huyền Đình tướng gia đình của nàng bối cảnh đại khái nói một lần, hạ mộng kỳ kinh ngạc nói cái gì? Huyền Đình, ba ngươi là Triệu Khải Hoa như vậy người chính là thiên hải số một số hai thương nghiệp gia tộc, triệu gia con gái một. Quyền Đinh, nguyên lai người ngươi là siêu cấp phú nhị đại A. Triệu gia tại thiên hải thương nghiệp giới vẫn rất có tên, người ở chỗ này đều nghe qua tên Triệu Khải Hoa, lúc này bọn họ nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt hoàn toàn biến vị. Ngay cả mấy người phụ nhân đúng Diệp Thần Phong vốn là một ít hảo cảm cũng đã biến mất, khi biết Triệu Uyển Đình gia đình bối cảnh sau, bọn họ đều nhận định Diệp Thần Phong nhất định là người ăn bám tiểu bạch kiểm. Đầu năm nay tướng mạo có thể là không thể đủ đương cơm ăn, nữ nhân có thể tìm được một cái có thể dựa vào nam nhân mới là thật, mà ở đây mấy nam nhân, bao quát má học phân ở bên trong, đều thị phi thường ước ao Diệp Thần Phong, có thể ăn triệu huyền đình nguyễn cơm, bọn họ đều là nguyện ý, chỉ là không tới phiên bọn họ ăn mà thôi, khuôn mặt lại không hẹn mà cùng đặt làm ra một bộ chính nhân quân tử dáng dấp đúng Diệp Thần Phong ném ánh mắt khinh thường. Huyền Đinh, bây giờ rất nhiều nam nhân đều chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi cũng phải cẩn thận mới là, bất quá, lời nói còn nói trở về, lần này nói như thế nào cũng là tại ngươi vùng này dơ lên làm bạn học tụ hội, hôm nay phí dụng phải muốn ngươi toàn bao. Hạ Mộng Kỳ vừa cười vừa nói, tại đại học thời đại nàng quả thực cùng triệu Uyển Đinh là tốt vô cùng bằng hiếu, đáng tiếc người cũng sẽ biến, theo thời gian trôi qua, rất nhiều người khoảng cách sẽ càng chạy càng xa, càng chạy càng xa, thẳng đến cùng tánh mạng của ngươi lại không có bất kỳ cùng xuất hiện. chương 476, Trang B Hậu Quả Triệu Uyển Đình sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống, nàng đương nhiên biết nàng những bạn học này, nhất định là hiểu lầm Diệp Thần Phong, đây hết thảy còn đều muốn đổ cho Mã Học Văn, đã từng tại Đại học thời đại, Mã Học Văn đúng Triệu Uyển Đình điên cuồng theo đuổi qua một đoạn thời gian, đáng tiếc Triệu Uyển Đình đúng Mã Học Văn cái này loại người hoàn toàn không có hảo cảm, thậm chí nàng có thể thấy rõ Mã Học Văn bản chất, cái này loại người hoàn toàn là hoa hoa công tử, đùa bỡn nữ nhân tình cảm mặt hàng. Triệu Uyển Đình vừa định muốn mở miệng là Diệp Thần Phong làm sáng tỏ vài câu, sau lưng Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ lại đứng dậy, hai nhà đầu này thế nhưng Diệp Thần Phong trung thực người ủng hộ, các nàng đương nhiên có thể nghe ra Mã Học Văn trong lời nói đúng Diệp Thần Phong xem thường cùng với người chung quanh đối đãi Diệp Thần Phong loại khinh thường ánh mắt. Người có tư cách gì tại Thần Phong ca ca trước mặt cua tay múa chân? Ta xem người chính là nhất chỉ con cóc, là điều không phải ước ao Thần Phong ca ca lớn lên so người xoái. Đường hân hai tay sách thắt lưng, không chút khách khí hướng về phía mã học văn nói rằng. Hân nhi tỷ hắn có làm con cóc tư cách sao? Tối đa coi là thượng là nhất chỉ con dẹp đi. Vương phỉ phỉ thanh âm lạnh giá nói rằng. Diệp Thần Phong tại hai nhà đầu này trong lòng chiếm cứ tuyệt đối địa vị trọng yếu. Nếu như các nàng sinh mệnh không có gặp phải Diệp Thần Phong, sợ rằng hiện tại đã sớm trở thành nam nhân phát tiết công cụ. Tiểu nữ sinh tâm tư sau đó đều đặc biệt đơn thuần. Hai người bọn họ nhận định đời này chỉ làm Diệp Thần Phong nữ nhân. Lúc này đã gặp các nàng Thần Phong ca ca bị người cấp khách sáo, hai người bọn họ làm sao có thể chịu được ni? Bị hai cái tiểu mỹ nữ chỉ vào mũi nhục mạ. Mã học văn sắc mặt trướng đến đỏ bừng, thế nhưng trong lúc nhất thời lại không phát tác được. Mã học văn nữ bằng hiếu hạ mộng kỳ, tuy rằng cũng đặc biệt phản cảm đường hân cùng vương phỉ phỉ nhục mạ bạn trai của nàng. Thế nhưng bây giờ nàng đã biết triệu huyền đình bối cảnh, tương lai khẳng định có rất nhiều địa phương yêu cầu triệu huyền đình giúp một tay. Vội vã cùng khởi hy nê, hỏi, uyển đình, hai vị này tiểu mỹ nữ là. Triệu huyền đình tâm tình hoàn toàn bị phá hủy, nếu không nể tình 4 năm đại học tình hình thực tế nghị thược, nàng chỉ sợ sớm đã lôi kéo Diệp Thần Phong cùng nơi xoay người đi. Lãnh đạm nói rằng, hai người bọn họ là muội muội của ta. Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn vóc người lại vóc người, chủ yếu nhất là cái này hai nha đầu trên người tản ra nhất cổ thanh xuân mị lực, nhượng triệu huyền đình vài cái bạn học không nén nổi ý nghĩ kỳ quái, đương nhiên vừa bị xú mắng một trận mã học văn đã ở này liệt chung bây giờ hắn là khẳng định Diệp Thần Phong thuần túy chính là một cái tiểu bạch kiểm. Lại gặp được Triệu Uyển Đình lại có thể có hai cái xinh đẹp như vậy muội muội, trong lúc nhất thời tâm tư bay đến cực xa, trong lòng thầm nghĩ, nếu như có thể cầm hạ Triệu Uyển Đình, lấy thêm hạ nàng hai cái muội muội. Ta xem ta mã học văn tựu không uổng cuộc đời này. Hai vị tiểu mỹ nữ, mới vừa rồi là ta mã học văn nhà hai vị sinh khí, ta tại ở đây hướng các ngươi xin lỗi mã học văn trái lại cái co được giãn được tính cách đường hân cùng vương phỉ phỉ muốn bang diệp thần phong tìm về thể diện hai cái nha đầu phân biệt khoác ở diệp thần phong cánh tay nói rằng ngươi không cần phải hướng chúng ta xin lỗi ngươi là không phải là muốn truy chúng ta đáng tiếc hai chúng ta đã là thần phong ca ca nữ nhân đang khi nói chuyện cái này hai nhà đầu tướng diệp thần phong cánh tay khoác càng gia tăng diệp thần phong trong lòng là một trận cười ngược nhìn thoáng qua bên cạnh Triệu Huyền Đình, Triệu Huyền Đình đối với hắn mỉm cười cười, tịnh không có đúng đường hân cùng vương phỉ phỉ trước mặt mọi người hành động có cái gì không vừa lòng. Hắn cũng biết cái này hai nhà đầu là vì bang hắn tìm về thể diện, thuận miệng nói rằng các ngươi là điều không phải cho là ta là ăn bám. Bất quá, có chút nguyễn cơm cũng không là A Miu A Cẩu đều có thể đủ ăn, ngày hôm nay ta là bồi huyền đình tới tham gia bạn học tụ hội. Nếu như các ngươi không chào đón ta, ta có thể lập tức ly khai. Đối với những này người, Diệp Thần Phong cũng không nghĩ giải thích thêm cái gì. Hạ mộng kỳ đẳng mấy người phụ nhân, ngơ ngác nhìn Diệp Thần Phong, các nàng không có nghĩ đến Diệp Thần Phong lại có thể sẽ chủ động thừa nhận mình là ăn bám. Nhưng lại nói cái này tên lẽ thẳng khí hùng, bất quá, lời nói còn nói trở về, Diệp Thần Phong tướng mạo đúng nữ nhân mà nói quả thực rất có sức dụ dỗ nếu như có thể hưởng thụ một chút Diệp Thần Phong ở trên giường cho các nàng phục vụ, hay là cũng là nhất chuyện tốt tình mấy người phụ nhân tại trong lòng suy nghĩ miên man má học văn đẳng mấy nam nhân thiếu chút nữa một búng máu không có từ cổ họng trong phun ra ngoài chính như diệp thần phong theo như lời nếu như bọn họ có thể ăn bám ăn được diệp thần phong cảnh giới này sợ rằng để cho bọn họ đương cả đời tiểu bạch kiểm đều nguyện ý a à. nhưng mà bọn họ đặc biệt rõ ràng bản thân trình độ vì vậy chỉ có thể làm bộ một bộ chính nhân quân tử giáng dấp trong ánh mắt đúng Diệp Thần Phong tiết lộ ra xem thường càng nồng đậm. Ngươi là Uyển Đình Nam bằng hiếu, chúng ta đương nhiên không hội không chào đón của ngươi, mọi người mau vào tử điếm trong đi thôi. Hạ Mộng Kỳ cười mở miệng nói rằng, bây giờ khi biết Triệu Uyển Đình bối cảnh sau, bọn họ những bạn học này nói như thế nào cũng phải cấp Triệu Uyển Đình một ít thể diện, nói không chính xác tương lai có chuyện gì muốn tìm Triệu Uyển Đình giúp đỡ đi bị tức được không khinh mã văn học cổ họng trong cũng chỉ có thể đủ hừ lạnh một tiếng. Mọi người hướng cảnh minh đại tử điếm bên trong đi, Diệp Thần Phong cùng tam nữ đi tại cuối cùng, Triệu Huyền Đình thấp giọng tại Diệp Thần Phong bên cạnh nói một câu, Thần Phong, xin lỗi, sớm biết rằng ngươi cũng không cần bồi ta tới nhi. Diệp Thần Phong không thèm để ý chút nào nhún vai, nói rằng, uyển Đình, đừng suy nghĩ nhiều, ta không sao, ta không hội cùng những. Này người không chấp nhận thần phong ca ca, ta mới vừa rồi cùng phỉ phỉ muốn cho ngươi giữ thể diện tới ni. Ngươi thế nào thừa nhận mình là một tiểu bạch kiểm ni? Đường hân chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Diệp thần phong nhẹ nhàng niết thoáng cái đường hân mũi, nói rằng, hân nhi, ngươi ngẫm lại xem a, à. Có thể một lần có ba người các người mỹ nữ tiểu bạch kiểm chẳng lẽ còn không như bê sao? Nếu như trên đời này tiểu bạch kiểm đều là cái dạng này lời nói, sợ rằng nam nhân mộng tưởng chính là làm tiểu bạch kiểm, Uống chi ta không có nhiều như vậy nước bọt cùng bọn họ giải thích rõ ràng như vậy. Mẹ nó, người không có trường mắt a à, đụng phải bạn gái của ta cũng sẽ không nói tiếng xin lỗi, cái này chính là các ngươi tử điếm trong phục vụ thái độ. Má học văn bạn gái Hạ Mộng Kỳ, vừa vừa đi vào đại sảnh, không cẩn thận đạp phải một gã cùng loại đại sảnh quản lý nhân viên chân, đồng thời thân thể hướng tới trước nhất khoảnh, đánh vào tên tử điếm nhân viên trên người. Mã học văn vừa vặn nhín một bụng khí, cho nên thoáng cái đi toàn bộ phát tiết đến nơi này tên tử điếm nhân viên quản lý trên người. Đối phương lớn lên gầy teo lùn lùn, cho nên mã học văn căn bản không có đem đối phương nhìn ở trong mắt, trên người vương bát chi khí lộ. Tên gầy teo lùn lùn tử điếm nhân viên quản lý, đúng là cảnh minh đại tử điếm đại sảnh quản lý, rõ ràng là đối phương đạp hắn, không nói xin lỗi cho dù, bọn họ cái nghề này tất cả dùng khách hàng là chủ, ai biết đạo mã học văn lại còn muốn nhượng hắn nói xin lỗi cái này thuần túy là tìm phiền toái phải biết rằng cảnh minh đại tử điếm là thắng thiên hội danh hạ sản nghiệp cái này tên đại sảnh quản lý từ trước cũng là thắng thiên hội thành viên cảnh minh đại tử điếm hiện tại phía sau màn người quản lý là từ trước thắng thiên hội một gã thành viên trung tâm cảnh minh đại tử điếm công nhân tôn chỉ là không gây sự nhưng cũng không sợ sự thật gặp phải phiền toái còn có thắng thiên hội ở sau lưng cho bọn hắn đỉnh lắm cho nên cái này tên đại sảnh quản lý khi nhìn đến mã học văn bộ dáng này sau, khuôn mặt lập tức lộ ra nhất tia cười lạnh, tôn tử, người biết ở đây là địa phương nào sao? Ta gặp các người không là tới nơi này ăn cơm đi. Chỉ do là tới tìm phiền toái. Quản lý, là không là có người tại ở đây quấy rối. Năm tên mặc đồng phục an ninh to lớn mạnh hán đã đi tới hỏi. Gây teo lùn lùn đại sảnh quản lý, chỉ vào mã học văn nói rằng, Cháu trai này tới nơi này quấy rối, các ngươi cấp ta thật tốt giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết cảnh Minh đại tử điếm không phải ai có thể tới tìm phiền toái. Khi nhìn đến năm tên thân thể to tráng đại hán sau, Mã Học Văn mới biết được bản thân chọc phiền toái, vừa định muốn mở miệng nói hai câu hiểu lầm các loại lời nói, nhất chỉ sao hoa như khổ nắm tay, đã tại con ngươi của hắn trong chậm chậm phóng đại, phanh. Một tiếng, một gã đại hán không chút do so dự một quyền đánh vào Mã Học Văn khuôn mặt. Mã học văn dưới chân một cái không có đứng vững, tức khắc té ngã tại trên mặt đất. Bên cạnh mặt khác hai nam nhân không có dám lên trước bang mã học văn, thật sự là năm tên bảo an thân thể quá to tăng lên, bọn họ đi tới cũng chỉ là lừng lẫy hy sinh phần, về phần mấy nữ sinh đã sớm là sợ đến hoang mang lo sợ. Mã học văn cái này trang bê hàng, thật sự là đáng đời bị đánh, người nói không có một chút bản lĩnh, người ở nơi này trang cái gì mãnh liệt người trên người vương bát chi khí trái lại phóng thích ra ngoài, sợ rằng cuối cùng cũng chỉ hội lưu lạc làm một chỉ biệt khuất vương bát. chương 477, người phải xong đời. Cái này xả điều cũng dám tại cảnh minh đại tử điếm nháo sự. Ta xem hắn khẳng định sáng sớm hôm nay lúc ra cửa, đầu bị lừa đá. Rõ ràng là bạn gái của hắn đạp đại sảnh quản lý, người ta không để cho hắn nói xin lỗi, hắn đảo trái lại lên mũi lên mặt. Cái này ngu bê hàng, khẳng định không biết cảnh minh đại tử điếm là thắng thiên hội danh hạ sản nghiệp, thắng thiên hội là bây giờ thiên hải thế lực dưới đất bá chủ, các người nói hắn tới cảnh minh đại tử điếm nháo sự, ngoại trừ là tìm cho mình không thoải mái, vẫn có thể là cái gì chứ? Cảnh minh đại tử điếm trong đại sảnh năm sáu người khách, đúng mã học văn chúng nhân chỉ trỏ, bọn họ là đã từng mắt thấy mã học văn vô lý hành động, lại không biết xen vào việc của người khác, bang mã học văn bọn họ báo cảnh sát, hơn nữa cho dù báo nguy cũng không có bao lớn tác dụng, dùng thắng thiên hội tại thiên hải nhân mạch, cảnh sát cũng căn bản không quản được cái này kiện sự tình, lại mà cả kiện sự tình hoàn toàn là mã học văn gieo gió gặt bão mà thôi. Hân nhi, phỉ phỉ, các ngươi nhìn, lão thiên là trường có mắt, cái này không ai bị nổi ngu xuẩn, không cần ta xuất thủ tự nhiên có người dạy dỗ. Diệp thần phong cùng triệu huyền đình đằng tam nữ cũng đi vào quán rượu trong đại sảnh, đập vào mi mắt rõ ràng là Mã Học Văn đang bị năm tên thân thể to tráng bảo an quyền đấm cước đá. Về phần Mã Học Văn hai gã bạn học trai chỉ là thần sắc hốt hoảng đứng ở một bên. Mã Học Văn thân thể co rúc ở trên mặt đất, hiện tại hắn hận không thể hung hăng rút bản thân vài cái miệng tử, bất quá, hắn trong lòng càng thống hận Diệp Thần Phong. Nếu như điều không phải Diệp Thần Phong nhượng hắn khó chịu, hắn về phần đem đầy mình hỏa khí phát thiết đến tên gầy teo lùn lùn đại sảnh quản lý trên người sao mã học văn nữ bằng hữu hạ mộng kỳ cấp nước mắt đều muốn lưu ra hốc mắt khi nhìn đến triệu uyển đình cùng diệp thần phong chúng nhân đi vào đại sảnh sau nàng vội vã hướng đại sảnh quản lý mở miệng nói mới vừa rồi là bạn trai ta không đúng ta tại ở đây xin lỗi ngươi bằng hữu ta là thiên hải triệu gia triệu khải hoa nữ nhi có thể không thể nhìn tại triệu ra mặt mũi ngày hôm nay cái này kiện sự tình cứ tính như vậy tại hạ mộng kỳ cho rằng cảnh minh đại tử điếm nếu là khai tại thiên hải triệu khải hoa tại thiên hải thương nghiệp giới chung lại có nhất định lực ảnh hưởng nói như vậy bất định sự tình hôm nay cũng sẽ không lại chuyển biến xấu đi xuống ai biết đạo đại sảnh quản lý không sao cả cười lạnh một tiếng triệu khải hoa nữ nhi là diệp thần phong nữ nhân cái này kiện sự tình tại thắng thiên hội chung chỉ có mấy người biết mà thôi thắng thiên hội tại thiên hải sợ qua người nào lại bảo hôm nay hoàn toàn là mã học văn cháu trai này tới trước gây phiền toái cho nên đại sảnh quản lý không dự định cứ như vậy phóng qua lập tức học văn, muội tử, bạn trai ngươi không có bản lãnh gì trang cái gì đầu to. Ngươi theo nam nhân như vậy sớm muộn hội thua thiệt, về phần ngươi nói cái gì thiên hải triệu ra. Tại nơi này là một điểm tác dụng cũng không có, muội tử ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, tại thiên hải có ai dám tới cảnh minh đại tử điếm gây chuyện. Hạ mộng kỳ sắc mặt hiện lên bạch, nàng nghe được cảnh minh đại tử điếm bối cảnh không đơn giản, một cái kình hướng đại sảnh quản lý cúc cung. Nói rằng, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, thỉnh ngài thả bạn trai của ta đi. Xem ra hạ mộng kỳ đảo là thật đúng mã học văn là thật tâm chân ý, bằng không cũng không sẽ vì đối phương đau khổ cầu khẩn đại sảnh quản lý. Gây teo lùn lùn đại sảnh quản lý khoát tay áo, nói rằng, muội tử, ta cũng đều không phải một cái không giảng đạo lý người. Ta xem muội tử ngươi cũng là cái người tốt, ngày hôm nay ta để ngươi tới thăm ngươi một chút nam bằng hữu chân diện mục. Đại sảnh quản lý hướng năm tên thân thể to tráng bảo an, nói rằng đem xả điều mang tới. Năm tên bảo an mang theo mã học văn y phục, đi tới đại sảnh quản lý trước mặt, lúc này, mã học văn cả khuôn mặt thượng hiện đầy ứ tổn thương, thân thể cũng có chút sụi lơ, hoàn toàn một bộ bị đánh ngu hình dạng. 3. Một tiếng, đại sảnh quản lý không chút do dự một bà tai phiến tại mã học văn khuôn mặt, hỏi, còn chưa có chết đi, không chết tự cấp ta chi cái thanh, nếu không ta trực tiếp đem người ném tiến hoàng phổ giang trong nuôi cá. Mã học văn toàn thân một cái run, vội vã tỉnh lại, nhìn trong đại sảnh chu vi người xem náo nhiệt, một đám hoàn toàn không có muốn khuyên can ý tứ. Hắn cũng đoán được cảnh minh đại tử điếm bối cảnh không đơn giản, tục ngữ nói hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, làm sao huống là mã học văn như vậy tiểu nhân ni. Vội vàng bi thương nói rằng, đại ca, là ta sai. Là ta sai, cầu ngài tha ta một mạng đi. Người chung quanh nghe được mã học văn cầu xin tha thứ là gương mặt khinh bỉ. Bao quát mã học văn nữ bằng hiếu hạ mộng kỳ, một đôi trong con người cũng hiện lên nhàn nhạt không vui. Nàng bang mã học văn cầu xin tha thứ là một chuyện tình, dù sao nàng là nữ nhân, nàng ái bạn trai của nàng tài sẽ làm như vậy, mà mã học văn cái này loại hành động có phần cũng quá không nam nhân một ít đi nhìn tiểu tử ngươi cũng đầy lên đường cái này là bạn gái của ngươi đi nhượng bạn gái của ngươi bồi ta một buổi tối ngày hôm nay cái này kiện sự tình ta liền không cùng ngươi so đo nếu không tại thiên hải cái này nhất mẫu ba phần trên mặt đất coi như là thiên hoàng lão tử tới cũng không có người có thể cứu được ngươi đại sảnh quản lý vừa cười vừa nói má học văn chỉ là do dự ba giây đồng hồ đại ca tốt ta bất kỳ yêu cầu gì đều đáp ứng ngươi cho dù để cho nàng sau đó vẫn cùng ngươi, ta cũng đặc biệt cam tâm tình nguyện. Theo Mã Học Văn Hạ Mộng Kỳ đã sớm là bị hắn chơi chán ghét, hắn đang chuẩn bị qua một đoạn thời gian nữa tìm cái lý do đem Hạ Mộng Kỳ cấp phung. đã như vậy hắn ngày hôm nay sao không biết thời biết thế? Dù sao hắn cũng không có đường lui có thể đi. Đang nghe Mã Học Văn hầu như không chút do dự sau khi trả lời Hạ Mộng Kỳ viên mắt trong sát na hồng, tức miệng mắng to Mã Học Văn người tên khốn kiếp, người cái đại hỗn đản, người cái mặt người giả thú xuất sinh. Mã học văn còn lại vài tên bạn học cũng đặc biệt khinh bỉ hắn loại hành vi này, vừa rồi đại sảnh quản lý nói muốn nhượng hạ mộng kỳ nhìn đến bạn trai hắn chân diện mục các loại đối thoại, những người còn lại đều không có nghe thấy, lúc này tất cả mọi người cho rằng đại sảnh quản lý là thật coi trọng hạ mộng kỳ, tuy rằng trong lòng đúng mã học văn khinh bỉ. Nhưng Mã Học Văn vài cái bạn học cũng không dám đứng ra bang Hạ Mộng Kỳ nói, bọn họ biết ngày hôm nay cái này kiện sự tình không phải là mình có thể chọc nổi. Diệp Thần Phong cùng Triệu Uyển Đình đảng tam nữ, lại đi đến mã học văn bọn họ bên này thời gian, vừa vặn nghe được mã học văn cực kỳ xúc sinh chính là lời nói. Tại đại học thời đại Triệu Uyển Đình cùng Hạ Mộng Kỳ quan hệ thật rất tốt rất tốt, coi như là nể tình cái này đoàn tình nghĩa thượng, nàng cũng muốn xuất thủ giúp Hạ Mộng Kỳ một tay, nàng cũng đem đại sảnh quản lý tưởng thật. Thần Phong nếu không ngươi ra tay giúp một bảo mộng kỳ đi. Mã học văn hỗn đản này quả thực tự điều không phải một người nam nhân. Có thể tướng nữ nhân của mình đưa cho nam nhân khác người, cái này loại người đang mỗi nữ nhân trong lòng đều là tội ác tài trời, cho nên triệu uyển đình từ trong đáy lòng chán ghét mã học văn. Thần Phong, kỳ thực cảnh minh đại tử điếm là thắng thiên hội danh hạ sản nghiệp, chỉ cần ngươi lời nói lời nói, bọn họ khẳng định tựu sẽ không làm khó mộng kỳ, về phần mã học văn để hắn tự sinh tự diệt tốt. Triệu Uyển Đình biết Diệp Thần Phong là thắng thiên hội người khai sáng, Diệp Thần Phong tại thắng thiên hội trung địa vị là độc nhất vô nhị. Gặp Triệu Uyển Đình đều đem nói được phân thượng này, Diệp Thần Phong không ra tay có thể được không? Bàn tay len lén nhiết một bả Triệu Uyển Đình mông, nói rằng, Uyển Đình, nhớ kỹ tối hôm nay biểu hiện tốt một chút biểu hiện, ngày hôm qua ta có thể còn chưa hưởng thụ đủ nhi. Triệu Uyển Đình đương nhiên biết Diệp Thần Phong trong lời nói ý tứ, đôi má đỏ bừng nhất phiến, một đôi đôi mắt đẹp u oán chừng mắt một cái Diệp Thần Phong, ngày hôm qua trải qua Diệp Thần Phong lăn qua lăn lại, đến hiện tại nàng nửa người dưới còn có chút đau đớn đi. Bằng hiếu, sự tình hôm nay ta xem cứ tính như vậy, đều là hỗn đản này mạo phạm ngươi, ngươi cần gì phải đi cùng một nữ nhân tính toán ni. Diệp Thần Phong đi tới đại sảnh quản lý trước mặt, không sao cả, nhìn thoáng qua cả người là tổn thương Mã Học Văn nói rằng. Mã Học Văn nhìn đến Diệp Thần Phong tên mặt trắng nhỏ này lại dám đứng ra nói. Trong lòng là một trận vui vẻ, hắn nguyên do hội rơi vào kết cục này, hình tượng hủy hết, hắn thấy cái này hoàn toàn là Diệp Thần Phong sai, cho nên hắn hay nhất Diệp Thần Phong cùng đại sảnh quản lý phát sinh mâu thuẫn, sau đó bị hung hăng đánh thượng dừng lại, như vậy tài hết giận mà. Tiểu tử ngươi không trường mắt sao? lại dám cùng vị đại ca này nói như thế, ta xem ngươi là chán sống. Dù sao hình tượng hủy, mã học văn cũng không có gì cố kỵ, hắn thuần toái là muốn trả đũa. Đại sảnh quản lý nhìn đến Diệp Thần Phong sau, chân mày tự nhíu chặt lên, hắn đã từng có hạnh gần gũi thăm một lần Diệp hội trưởng, đồng thời còn dùng điện thoại di động lén lút phách Diệp hội trưởng ảnh chụp. Diệp hội trưởng là thắng thiên hội từng thành viên thần tượng trong lòng, trầm mặc một phút, đại sảnh quản lý thân thể chợt run lên, vội vàng lấy điện thoại di động ra, hắn đem Diệp Thần Phong ảnh chụp thiết thành vách giấy, dùng liền có thể tùy thời tùy chỗ chiêm ngưỡng một phen, khi nhìn đến người trong hình cùng trước mặt cái này vóc người giống nhau như đúc sau. Tâm tình của hắn không bao giờ, nữa có thể bình tĩnh. Mà Mã Học Văn nhìn đến đại sảnh quản lý một loạt không giải thích được hành động, hắn suy đoán có thể là đại sảnh quản lý lại sinh khí, khóe miệng hơi thượng xả, đúng Diệp Thần Phong nói rằng, người phải xong đời chương 478, nguyên lai là phẫn heo ăn cọp. Đây cũng là từ nơi nào bốc lên đi ra tiểu tử. Hắn lẽ nào không có từ chuyện mới vừa rồi trông thấy rõ ràng tình thế sao? Đầu năm nay không có tự biết rõ thanh niên nhân thật sự là nhiều lắm, thắng thiên hội tại thiên hải thế nhưng chân thực hoàng đế miệt vườn, có người nói thắng thiên hội người sáng lập diệp thần phong diệp hội trưởng, tuổi tác cũng mới 20 nhiều tuổi ni. Bây giờ thắng thiên hội thế lực trải rộng nhiều thành thị, cái này giữa người và người thật đúng là không cách nào sánh được, trước mắt cái này hai người trẻ tuổi phải cùng Diệp hội trưởng không sai biệt lắm đại đi. Dựa vào, người cái này là nói cái gì thí thoại? Diệp hội trưởng là thiên hải thế lực dưới đất chung một cái truyền kỳ nhân vật, người cầm Diệp hội trưởng cùng người như vậy so sánh, cái này đều không phải vũ nhục Diệp hội trưởng, vũ nhục ta thần tượng trong lòng sao? Tại cảnh minh đại tử điếm trong đại sảnh xem náo nhiệt khách hàng, Tại nhìn thấy Diệp Thần Phong lại dám tại cái này thời gian đứng ra, cho rằng Diệp Thần Phong loại hành vi này hoàn toàn là đang tự tìm đường chết. Hạ Mộng Kỳ nhìn đến Diệp Thần Phong cái này bị Triệu Uyển Đình bao nuôi tiểu bạch kiểm, tại cái này thời gian vậy mà có dũng khí đứng ra vì nàng nói, trong lòng là một trận không hiểu cảm động, nàng cảm giác Diệp Thần Phong tên mặt trắng nhỏ này so bạn trai của nàng Mã Học Văn mạnh hơn nhiều, vội vã mở miệng nói rằng, Diệp Thần Phong, cái này là hiểu lầm, kỳ thực vừa rồi Hạ Mộng Kỳ lời còn chưa nói hết, đã bị đại sảnh quản lý cắt đứt, đi lên hai bước, thân thể trong lúc bất chợt thẳng được thẳng tắp thẳng tắp, thông qua cùng trên điện thoại di động ảnh chụp đối lập sau, hắn đã hoàn toàn khẳng định người trước mặt này chính là Diệp Thần Phong, dù sao Diệp Thần Phong trở lại Thiên Hải sự tình, tại trong mấy ngày này tại Thắng Thiên hội nội bộ truyền ra, thanh âm kích động có chút run rẩy, Diệp hội trưởng, thật là ngài. Hạ Mộng Kỳ nhìn đến đại sảnh quản lý đi lên hai bước, trực tiếp cắt đứt lời của nàng, trong lòng là Diệp Thần Phong một trận lo lắng, sau khi nàng nghe đến đại sảnh quản lý đúng Diệp Thần Phong cung kính xưng hô sau, nàng có chút trợn tròn mắt, đại sảnh quản lý thế nhưng liền triệu ra thể diện cũng không cho, thế nào đúng triệu huyền đình bao nuôi một cái tiểu bạch kiểm như vậy tôn kính. Mã học văn nguyên bản còn tưởng rằng đại sảnh quản lý là muốn đúng Diệp Thần Phong động thủ, khóe miệng dáng tươi cười là chậm chậm chán phóng khai tới, thế nhưng không đợi hắn chân chính bật cười đại sảnh quản lý thái độ đối với Diệp Thần Phong, nhượng khóe miệng hắn dáng tươi cười trực tiếp cứng ngắc. Diệp Thần Phong không có nghĩ đến trước mặt cái đại sảnh này quản lý có thể nhận ra hắn, hắn cũng không có dự định phủ nhận thân phận của mình, hơi điểm gật đầu, nói rằng ân. Ta chính là trong miệng ngươi Diệp hội trưởng, không nghĩ tới ngươi vẫn có thể nhận ra ta tới. Từ trước ta tại thiên hải thời gian, ngươi gặp qua ta sao? Đại sảnh quản lý đang nghe Diệp Thần Phong chính mồm thừa nhận sau đó, tâm tình là biến được càng kích động, cả người cũng hơi có chút run rẩy. Một mực cung kính hồi đáp, tựa như, "Diệp hội trưởng, ta từ trước may mắn gặp qua ngài một mặt, còn đem ngài dùng điện thoại di động chụp được tới, ngài là trong lòng ta sùng bái thần tượng. Ngày hôm nay ta không biết ngài tới nơi này dùng cơm, ta lập tức nhượng người chuẩn bị cho ngài trí tôn VIP ghế lô." Tuy rằng cảnh minh đại tử điếm là một nhà bậc trung đẳng cấp tử điếm, thế nhưng trí tôn vip ghế lô là cảnh minh đại tử điếm hạng nhất đặc sắc. Tại toàn bộ tử điếm trong chỉ có một gian trí tôn vip ghế lô, ghế lô các phương diện phương tiện cùng với trang hoàng, coi như là tử điếm cấp 5 sao ghế lô cũng không cách nào so sánh. Có thể tiến nhập cảnh minh đại tử điếm trí tôn ghế lô người là lác đác không có mấy, thậm chí hàng năm có thể nhìn đến cảnh minh đại tử điếm mở ra trí tôn vip ghế lô số lần cũng tuyệt đối không vượt qua 5 lần đại sảnh quản lý không đợi diệp thần phong trả lời lập tức gọi một cú điện thoại cho cảnh minh đại tử điếm người phụ trách cảnh minh đại tử điếm người phụ trách là từ trước thắng thiên hội một gã thành viên trung tâm thủ hạ người cũng gọi hắn một tiếng long ca cảnh minh đại tử điếm ôm chủ trong phòng làm việc long ca hai chân chéo người hai con người thoải mái đóng chặt một gã vóc người tương đối nóng này cùng loại thư ký nữ nhân ở bang long ca xoa bóp Điện thoại trên bàn làm việc tiếng chuông đột nhiên vang lên, Long Ca có chút không nhịn được mở mắt, tượng bọn họ từ trước những này Thắng Thiên hội thành viên trung tâm, hiện tại hầu như tại Thiên Hải đều là lão đại cấp nhân vật khác, đương nhiên còn có khá nhiều một nhóm thành viên trung tâm bị phái đến cái khác thành thị đi phát triển Thắng Thiên hội thế lực. Long Ca ý bảo phía sau nữ thư ký đừng có ngừng dừng xoa bóp, hắn còn lại là cầm lên điện thoại trên bàn làm việc, vừa tiếp thông trong điện thoại tự truyền đến đại sảnh quản lý thanh âm lão đại ngươi bây giờ lập tức đến đại sảnh trong tới một chuyến long ca trực tiếp cắt đứt đại sảnh quản lý nói rằng nguyên lai là tiểu tử ngươi ngươi có biết hay không cắt đứt lão đại ngươi ta nghỉ ngơi là không là có người tới nơi này nháo sự ngươi tự mình xử lý không thì phải sao lúc ta không có mặt quyết định của ngươi chẳng khác nào là quyết định của ta lão đại không là có người tới nháo sự Diệp hội trưởng tới chúng ta ở đây ăn cơm, ngươi nhìn ngươi là điều không phải muốn xuống một chuyến. Đại sảnh quản lý kiên nhẫn giải thích. Ta thảo, tiểu tử ngươi thế nào không nói sớm, ngươi cái này điều không phải tại khanh ta ni mà. Long ca trực tiếp cúp điện thoại, bất chấp đúng phía sau nữ thư ký nói bất luận cái gì một câu nói, liền vội vàng chạy ra khỏi trong phòng làm việc. Diệp hội trưởng, cảnh minh đại tử điếm hiện nay là Long ca đang phụ trách quản lý, hắn nên lập tức hội đuổi đến đại sảnh. Cúp điện thoại sau đó, đại sảnh quản lý dường như một cái công nhân tại hướng lãnh đạo báo cáo công tác. Lúc này Mã Học Văn hoàn toàn ngốc trệ, cái này Diệp Thần Phong đều không phải một cái tiểu bạch kiểm sao. Như vậy nơi này đại sảnh quản lý làm sao sẽ đúng Diệp Thần Phong khách khí như vậy. Nhưng lại luôn mồm xưng hô đối phương là Diệp Hội trưởng. Tại Mã Học Văn trầm tư chi tế, Long Ca hấp tấp từ trong thang máy đi ra, tại hắn nhận đến đại sảnh quản lý điện thoại vẫn chưa tới nửa phút nghi. Hắn tự từ phòng làm việc đi tới lầu một trong đại sảnh, thân là thắng thiên hội thành viên trung tâm, từ trước nhìn thấy Diệp Thần Phong cơ hội cũng tương đối nhiều, liếc mắt tự từ trong đám người thấy được Diệp Thần Phong, ổn ổn trong lỗ mũi thở hào hền, thân thể cũng giống vừa rồi đại sảnh quản lý giống nhau, thẳng được đặc biệt trực, dạo bước đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, nói rằng, Diệp hội trưởng ngài muốn tới nơi này nên trước đó phân phó tiểu long ta một tiếng, nếu để cho bang hội trong huynh đệ biết diệp hội trưởng tới chỗ của ta đi ăn. Ta ngay cả chào hỏi đều không có thăm hỏi, còn không biết bọn họ muốn đem ta đánh thành bộ dáng gì nữa. Diệp thần phong nhìn trước mặt long ca, vỗ vỗ bả vai của đối phương, nói rằng, tiểu long, ngày hôm nay ta là bồi nữ nhân ta tới tham gia một cái bạn học tụ hội. Huống hồ chuyện ta trước cũng không biết cảnh minh đại tử điếm là chúng ta thắng thiên hội sản nghiệp, người cũng sẽ không muốn tự trách chu vi xem náo nhiệt khách hàng cũng không thể đủ bình tĩnh bọn họ bình thường nơi đó có nhìn đến long ca tự xưng là tiểu long hơn nữa còn là tại một cái trẻ tuổi như vậy người trước mặt tại tập hợp đại sảnh quản lý cùng long ca đúng diệp thần phong xưng hô rất nhiều người trong lòng đều trở nên sáng suốt chỉ sợ hắn chính là diệp thần phong diệp hội trưởng đi nếu không long ca làm sao sẽ xưng hô đối phương là diệp hội trưởng ni không nghĩ tới diệp hội trưởng lại có thể sẽ là một cái tế bị nột nhục nam nhân. Sợ rằng dùng diệp hội trưởng địa vị và tướng mạo là sở hữu nữ nhân đều bon chen đi. Không nghĩ tới ta có thể khoảng cách gần như vậy nhìn đến thiên hải cái này vị truyền kỳ nhân vật. Khó trách hắn có dũng khí đứng ra bang nữ nhân kia nói chuyện, tại thắng thiên hội trung diệp hội trưởng lời nói không chẳng khác nào là thánh chỉ mà. Trung quanh xem náo nhiệt khách hàng khi biết diệp thần phong thân phận chân thật sau, tại trước tiên sôi nổi cải biến thái độ, là một cái kình khen ngợi Diệp Thần Phong. Mã học văn, hạ mộng kỳ đẳng một đám triệu huyền đình bạn học, cũng không là người mù, cũng đều không phải người điếc, lúc này cũng đại khái rõ ràng thân phận của Diệp Thần Phong, bọn họ cũng là nghe nói qua thắng thiên hội, có người nói thắng thiên hội người sáng lập là một người trẻ tuổi. Mà hiện tại rất rõ ràng thắng thiên hội sáng lập chính là bọn họ vừa rồi bất tiết nhất cố diệp thần phong. Cái này đều không phải khanh cha ni mà nếu như thắng thiên hội người sáng lập đều là tiểu bạch kiểm lời nói như vậy cái này trên thế giới còn có thật nam nhân sao thắng thiên hội là thiên hải thế lực dưới đất bá chủ tại rất nhiều thành thị đều có thế lực nếu như đắc tội thắng thiên hội người sáng lập chẳng khác nào là đắc tội toàn bộ thắng thiên hội dùng thắng thiên hội năng lực muốn thần không biết quỷ không hay nhượng vài người từ nơi này trên thế giới tiêu thất là một cái lại đơn giản bất quá sự tình cho nên triệu Uyển đình một đám cùng học được lúc này mới biết được diệp thần phong hoàn toàn là tại phẫn heo ăn cọp a à. mã học văn hai chân bắt đầu run rẩy hắn có thể là cười nhạo qua châm chọc qua thắng thiên hội người sáng lập hiện tại hắn rất hối hận tới ngày hôm nay cái này bạn học tụ hội bạch bạch bị người hung hăng đánh một trận nói không chừng liền một cái mạng đều muốn tống táng sắc mặt trong nháy mắt biến được trắng bạch không gì sánh được dường như vừa chát phấn qua tường thông thường Chương 479, lại đã xảy ra chuyện. Phù phù, một tiếng, Mã Học Văn hướng Diệp Thần Phong quỳ xuống, đắc tội thắng thiên hội người sáng lập có thể điều không phải nói đùa, thắng thiên hội nếu như muốn bóp chết hắn, còn điều không phải động động ngón tay sự tình sao? Tục ngữ nói nam nhi dưới trướng có hoàng kim, thế nhưng lúc này đối với Mã Học Văn mà nói những thứ này đều là chó má, có thể sống bình an ly khai thiên hải mới là trọng yếu nhất. Diệp hội trưởng là ta có mắt như mù, là ta mắt chó coi thường người, thì người xem tại ta là triệu uyển đình bạn học phân thượng, lúc này đây tựu đại nhân không ký tiểu nhân qua, khi ta là một cái thí cấp thả đi. Mã học văn một cái kình chê bai bản thân, muốn dùng này để đổi được diệp thần phong tha thứ. Mã học văn nữ bằng hiếu hạ mộng kỳ nhìn đến bạn trai của mình, không đúng, phải nói là đã từng bạn trai, từ lúc mã học văn nói ra phải đem nàng đưa cho đại sảnh quản lý thời gian, nàng liền cùng Mã Học Văn không có bất luận cái gì dây dưa, một đôi trong con người không chút nào che giấu hướng Mã Học Văn ném ánh mắt khinh bỉ, nàng từ trước thế nào không có cảm giác Mã Học Văn như thế buồn nôn. Có thể nói từ trước nàng là mắt bị mù, lại có thể sẽ thích Mã Học Văn cái này loại hèn yếu xúc sinh. Đại sảnh quản lý hướng Diệp Thần Phong giải thích một chút, vừa rồi hắn chỉ là đang giúp Hạ Mộng Kỳ thấy rõ ràng Mã Học Văn chân diện mục, Đại sảnh quản lý cũng không muốn tại hắn thần tượng Diệp hội trưởng trong lòng lưu hạ một cái ấn tượng xấu. Diệp thần phong vỗ vỗ đại sảnh quản lý vai, nói rằng, cái này kiện sự tình ngươi làm khá vô cùng, bất quá, ta cho rằng giống như vậy người, quả thực là mất hết chúng ta nam nhân thể diện, ngươi nói cứ như vậy phóng qua hắn là điều không phải lợi cho hắn quá. Bị Diệp thần phong phách vai đại sảnh quản lý là có chút thụ sủng nhược kinh, thấp giọng nói rằng, Diệp hội trưởng, ngài yên tâm đi. Tiểu tử này ta cũng nhìn hắn không thuận mắt, ta sẽ ban Diệp hội trưởng ngài xử lý tốt. Diệp Thần Phong cùng đại sảnh quản lý đối thoại, chỉ có một bên Long Ca nghe được, Diệp Thần Phong nhìn quỳ trên mặt đất Mã Học Văn, lạnh giọng nói rằng chỉ ngươi cũng xứng làm Uyển Đình bạn học. Nể mặt Uyển Đình, ngày hôm nay ngươi đối với ta bất kính, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đúng, đúng, ta không xứng làm Triệu Uyển Đình bạn học, ta không xứng làm Triệu Uyển Đình bạn học cảm tạ Diệp hội trưởng, cảm tạ Diệp hội trưởng. Mã học văn vội vàng nói rằng, Diệp hội trưởng, trí tôn vip ghế lô đã giúp ngài chuẩn bị xong. Chuyện nơi đây tự giao cho bọn họ đi xử lý cho xong. Long ca đứng tại Diệp thần phong bên cạnh một mực cung kính nói rằng. Diệp thần phong điểm gật đầu, đúng triệu Uyển Đình nói rằng, Uyển Đình, nếu không nhượng bạn học của ngươi cũng cùng đi trí tôn vip ghế lô đi ngày hôm nay các người bạn học tụ hội là ở chỗ này cử hành thế nào? Triệu Uyển Đình đương nhiên là không có bất kỳ ý kiến gì, thăm hỏi hạ mộng kỳ chúng nhân theo diệp thần phong cùng đi hướng tới trí tôn vip ghế lô, về phần quỳ trên mặt đất mã học văn không ai đi để ý tới hắn. Thậm chí liền hạ mộng kỳ lúc gần đi cũng không có liếc hắn một cái. Mã học văn nhìn diệp thần phong bóng lưng của bọn họ đi xa sau, trong lòng là trăm vị hỗn loạn, nếu như vừa rồi hắn không có khinh bỉ, cười nhạo diệp thần phong mà là cùng diệp thần phong khách khí làm bằng hiếu như vậy có thể hắn là có thể đặt lên diệp thần phong diệp thần phong trong tay thế nhưng nắm trong tay thắng thiên hội con vật khổng lồ này có thể có diệp thần phong như vậy bằng hiếu sau đó hắn mã học văn còn dùng được sợ người nào không đáng tiếc cái này trên thế giới không có nếu như mã học văn chậm rãi từ dưới đất đứng lên một bên đại sảnh quản lý hài hước lên tiếng thế nào nghĩ cứ như vậy đi liền nữ nhân của mình đều có thể đủ đưa cho nam nhân khác người, người còn mặt mũi nào sống trên thế giới này? mã học văn thật không nghĩ tới đại sảnh quản lý còn không dự định phóng qua hắn, liền vội vàng nói, vừa rồi diệp hội trưởng đều đã không truy cứu chuyện của ta, các ngươi lẽ nào liền diệp hội trưởng mệnh lệnh cũng không nghe sao? đại sảnh quản lý vừa cười vừa nói, diệp hội trưởng là đối với người chuyện cũ sẽ bỏ qua, thế nhưng diệp hội trưởng cũng không để cho ta phóng qua ngươi a giữa chúng ta sổ sách nên phải thật tốt toán thượng tính toán, ngươi vừa rồi oan uổng ta đụng phải bạn gái của ngươi, ngươi nói cái này kiện sự tình phải làm sao. Đem cái này xả điều đưa tạp vật phòng đi, ta nhớ kỹ lão ngũ điều không phải thích nam nhân sao. Ta nghĩ cái này xả điều hoa cúc nên thị phi thường trắng mịn, để lão ngũ tốt tốt hưởng thụ vài ngày đi. Đại sảnh quản lý đúng bên cạnh năm tên to tráng bảo an nói rằng năm tên bảo an vẻ mặt đồng tình nhìn Mã Học Văn, đại sảnh quản lý khẩu trung lão ngũ, có thể 10 phần là nhất tên biến thái, không chỉ thích nam nhân. Với lại đùa đa dạng rất nhiều, cái này Mã Học Văn nếu như rơi đến lão ngũ tay thượng hoa cúc nhất định là không giữ được, thậm chí còn khả năng làm cái cái gì bệnh tâm lý đi ra. Các người muốn làm gì? Các người muốn làm gì? Các người cái này thì phi pháp giam cầm. Các người đây là đang phạm pháp. Mã học văn từ đại sảnh quản lý chung nghe được một ít môn đạo tới, tiếc rằng. Năm tên bảo an tướng thân thể hắn cấp chế trụ, hắn không chút nào năng lực phản kháng, duy nhất có thể làm chính là giống thượng hai cuống họng. Cảnh minh đại tử điếm trí tôn vip ghế lô đặc biệt xa hoa, bên trong ngoại trừ có chỗ ăn cơm bên ngoài, còn có hát địa phương, dù sao tiêu khiển phương tiện đặc biệt đầy đủ hết, Long ca tự mình đem diệp thần phong mang đến nơi đây sau, liền rất là thức thời ly khai, bất quá, rời đi trước hắn nhượng Diệp Thần Phong có chuyện gì cũng chỉ quản phân phó hắn tốt. Triệu huyền đình bạn học khi biết Diệp Thần Phong thân phận sau, một đám có vẻ đều đặc biệt câu nệ, Diệp Thần Phong là thắng thiên hội người sáng lập, thắng thiên hội lại là một cái thế lực dưới đất, thông thường giống như vậy đại nhân vật đều là hỉ nộ vô thường, bọn họ sợ không nghĩ qua là đắc tội Diệp Thần Phong, bị vứt xuống hoàng phổ giang trong nuôi cá. May mà chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí đều không phải một cái tính toán chi ly người, hơn nữa ngoại trừ mã học văn bên ngoài, cái khác người cũng không có đắc tội hắn quá phận, coi như là nhìn tại triệu huyền đình mặt mũi, hắn cũng không phải tính toán quá nhiều. Theo Diệp Thần Phong chủ động cười cười nói nói, triệu huyền đình một đám bạn học cũng chậm chậm buông lỏng xuống, cuối cùng thậm chí không hại nữa sợ Diệp Thần Phong, triệu huyền đình cái này bạn học tụ hội ngoại trừ mã học văn cái ý này bên ngoài, trái lại tổ chức đặc biệt thành công. Vào lúc ban đêm trở lại biệt thự, Triệu Uyển Đình thực hiện nàng hứa hẹn, lại là thật tốt hầu hạ một phen Diệp Thần Phong, thật sự là Diệp Thần Phong thể lực quá mức kinh người, mỗi lần đều là Triệu Uyển Đình dẫn đầu thua trận. Trong nháy mắt, lại ba ngày trôi qua, Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ cái này hai nha đầu là nghĩ mọi cách mê hoặc Diệp Thần Phong, nhượng chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí là có khổ khó nói a. À. Cho dù thật muốn ăn cái này hai nha đầu, hắn cũng dự định muốn chừng 2 năm nữa, hiện tại cái này hai nha đầu tuổi còn quá nhỏ. Ly khai kinh thành cũng có một nhiều tuần, Diệp thần phong nguyên bản tự tính toán muốn trở lại kinh thành, dù sao kinh thành còn có rất nhiều chuyện yêu cầu hắn đi xử lý. Ngay hắn dự định muốn trở lại kinh thành thời gian, hắn nhận được tương lai của hắn tiểu thẩm ninh mẫn yến điện thoại, thần phong, người bây giờ lập tức trở lại kinh thành, tỷ của ta không biết nguyên nhân gì bị binh vương tổ triệu tập đến nước ngoài đi chấp hành nhiệm vụ, ta nghe nói nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, tỷ của ta là lén lút gạt ta đi. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nguyên bản ta là muốn những người tiểu thúc đi binh vương tổ để hỏi rõ ràng, đáng tiếc người tiểu thúc lo lắng cái này lo lắng, liền binh vương tổ cũng không dám sấm, ta hiện tại thật đúng là hối hận đáp ứng gả cho hắn đi. Ta biết thần phong ngươi khẳng định so ngươi tiểu thúc cường, hơn nữa tỷ của ta nói như thế nào cũng là nữ nhân của ngươi, ngươi cũng tổng nên muốn phụ trách đi. Mẫn Yến, ta có người nói như thế không chịu nổi sao. Binh vương tổ là hoa hạ quốc ngành đặc biệt, không có binh vương tổ đồng ý, chúng ta là không thể đủ tự tiện xông vào. Ông nghe trong truyền đến Ninh Mẫn Yến thanh âm, cùng Diệp Đông Kiện mơ hồ lầm bầm thanh. Binh vương tổ triệu tập Ninh Vũ Đình ra ngoại quốc chấp hành nhiệm vụ. Đây là đâu theo kia, Ninh Vũ Đình căn bản tự điều không phải binh vương tổ người, huống hồ dùng Ninh Vũ Đình thực lực có thể đến giúp binh vương tổ gấp cái gì. Diệp Thần Phong nghe thấy được nhất cổ âm mưu vị. Bất quá, lúc này lập lập tức chạy về kinh thành mới là chuyện trọng yếu nhất, đầu này tại Thiên Hải vừa làm xong không bao lâu, kinh thành Ninh Vũ Đình lại xảy ra chuyện rồi, xem ra chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí nhất định là một cái lao lực mệnh. Triệu Uyển Đình, Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ Tam nữ biết Diệp Thần Phong gấp như vậy đuổi trở lại kinh thành, nhất định là có chuyện trọng yếu cần phải xử lý, Tam nữ tại gặp phải chuyện thời gian vẫn là vô cùng săn sóc ở phi trường gần lúc, nhượng Diệp Thần Phong phải chú ý an toàn, chiếu cố thật tốt bản thân, đẳng có rãnh rỗi trở lại thiên hải nhìn các nàng, đối với tam nữ thiện giải nhân ý, Diệp Thần Phong cảm giác trong lòng ấm áp. chương 480, các người cái này là đào hầm cấp ta khiêu. Đương Diệp Thần Phong đi ra kinh thành phi trường quốc tế thời gian, Diệp Đông Kiện cùng Ninh Mân Yến đã đang chờ hắn, Diệp Đông Kiện gương mặt u oán hình như là bị tức tiểu nữ nhân giống nhau, chỉ sợ là bị Ninh Mẫn Yến của trách không khinh, mà Ninh Mẫn Yến khi nhìn đến Diệp Thần Phong sau, nguyên mặt vốn đờ đẫn thượng lập tức lộ ra dáng tươi cười, điềm điềm hô một tiếng, tỷ phu. Sau đó ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm bên cạnh Diệp Đông Kiệt, nói rằng, Diệp Đông Kiệt, trước đây người muốn cùng với ta thời gian, còn nói chuyện gì đều nguyện ý vì ta làm ni. Hiện tại cho người đi sấm cái binh vương tổ cũng không muốn, tỷ tỷ của ta là thần phong thứ thiệt nữ nhân, lẽ nào ngươi không cảm thấy vậy cũng muốn hô một tiếng tỷ phu sao? Diệp Đông Kiện nhìn đến vừa vặn đi đến trước mặt hắn Diệp Thần Phong, trong lòng miễn bản có bao nhiêu buồn bực, hắn giàu gì cũng là Diệp Thần Phong thân thúc thúc A. À. Lại muốn hắn xưng hô vãn bối là tỷ phu, có thể hắn lại đúng là một cái thê quản nghiêm, vì vậy chỉ có thể tướng xin giúp đỡ ánh mắt đầu cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong nhìn mình tiểu thúc cái này đáng thương dáng dấp, cũng tự thu hồi trêu đùa tâm tình của hắn, nói rằng tiểu thẩm người cũng đừng làm khó dễ ta tiểu thúc hiện tại nói cho ta nghe một chút đi vũ đình sự tình đi binh vương tổ người làm sao sẽ nhượng vũ đình gia nhập vào nhiệm vụ của bọn họ chung nghe được diệp thần phong nhắc tới chính sự ninh mẫn yến cũng vô tâm nghĩ sinh diệp đông kiện khí lo lắng nói rằng thần phong cái này kiện sự tình ta cũng điều không phải quá rõ ta phỏng chừng binh vương tổ những người đó là đầu chập mạch ta nghe nói lần này binh vương tổ nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm rất nhiều có thể sẽ chết, cho nên ta mới có thể gọi điện thoại cho ngươi. Nguyên bản ta là muốn cho ngươi tiểu thúc đi binh vương căn cứ hỏi cho rõ, thế nhưng ngươi tiểu thúc cũng quá thiếu nam nhân, ta nói ngươi cũng vậy, nếu tỷ của ta đều là nữ nhân của ngươi, như vậy ngươi nên quan tâm nhiều hơn quan tâm nàng mới đúng chứ. Ninh Mẫn Yến tướng Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện hết thảy của trách dừng lại. Diệp Đông Kiện là càng cảm giác hắn tại Ninh Mẫn Yến trong lòng địa vị thấp xuống lấy hết dũng khí nói rằng, Mẫn Yến, không mang theo ngươi như thế bẩn thiểu vị hôn phu, binh vương tổ tại Hoa Hạ Quốc có địa vị đặc thù, nếu là lão đầu tử nhà ta biết ta tự tiện xông vào binh vương tổ, trước không nói ta có thể không thể đủ xông được tiến. Sợ rằng lão đầu nhà ta cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Thế nhưng, ngày hôm nay ta vì ngươi bất cứ giá nào, đợi một lát ta tự cùng thần phong cùng nơi sấm thượng nhất sấm cái này binh vương căn cứ. Diệp Đông Kiện trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt nghi. Trước kia dùng thực lực của hắn sấm binh vương căn cứ thuần túy chỉ là tìm ngược phần, cuối cùng còn sẽ gặp phải nhà mình lão nhân của trách, mà hiện tại có Diệp Thần Phong sau đó. Sấm cái binh vương căn cứ còn điều không phải một bữa ăn sáng sự tình sao. Huống chi Diệp Thần Phong tại Diệp Lão gia tử trong lòng địa vị không thấp. Có Diệp Thần Phong cùng, Diệp Đông Kiện trong lòng là chút nào không lo lắng. Diệp Đông kiện cái này tiểu thuốc làm còn quả thực thẳng uất ức, bất quá, cái này trên thế giới vô luận ai làm Diệp thần phong trưởng bối. Trong lòng khẳng định cũng sẽ xấu hổ hình thẹn, thật sự là Diệp thần phong trên người quang mang quá trói mắt. Diệp Đông kiện trong lòng những, này cẩn thận nghĩ, liếc mắt đã bị Ninh Mẫn Yến cấp xem thấu. Tốt xấu bọn họ hai cái đều sớm chiều ở chung thời gian dài như vậy, Diệp Đông Kiện trong lòng này bảng cửu trương có thể giấu giếm được nàng sao? Diệp Đông Kiệt, người có thể lại vô sỉ một chút sao? Ta xem là thần phong trở lại kinh thành, người mới có như vậy dũng khí đi. Ta cũng lười lý ngươi, mấy ngày nay ngươi tốt nhất tự kiểm điểm, nếu không chúng ta cái này hôn cũng biệt kết. Ninh Mẫn Yến thở phì phò nói, Ninh Vũ Đình người tỷ tỷ này tại trong lòng nàng giữ lấy vô cùng trọng yếu vị trí, cho nên hắn mới có thể như vậy tức giận. Diệp thần phong nhìn bị Ninh Mẫn Yến huấn dễ bảo Diệp Đông Kiệt, có thể tưởng tượng tương lai Diệp Đông Kiện cuộc sống hôn nhân khẳng định sẽ rất hạnh phúc, mở miệng nói rằng tiểu thúc, tiểu thẩm hiện tại chúng ta lập tức đi một chuyến binh vương căn cứ. Mau sớm hiểu rõ đến vũ đình tình huống, ta đảo muốn nhìn binh vương tổ rốt cuộc muốn cấp ta một cái cái gì thuyết pháp. Nhưng vũ đình đi tham gia binh vương tổ nhiệm vụ, không chẳng khác nào là để cho nàng đi chịu chết sao. Ninh Mẫn Yến đặc biệt tán thành Diệp Thần Phong thuyết pháp, diệp đông kiện là mở ra hắn quân dụng xe jeep tới được ba người ngồi trên quân dụng xe jeep sau xe lập tức cấp tốc lái hướng binh vương căn cứ đến binh vương căn cứ sau diệp thần phong đám ba người từ xe jeep thượng đi xuống binh vương căn cứ cổng có hai cái binh vương tổ thành viên gác hai phiến rất nặng thiết môn đóng thật chặt tại cửa hai gã binh vương tổ thành viên rất rõ ràng cho thấy gặp qua diệp thần phong mở miệng hỏi diệp thiếu người ngày hôm nay làm sao sẽ tới binh vương căn cứ? Có không có binh vương căn cứ giấy thông hành, nếu như không có, chúng ta là không thể đủ thả ngươi đi vào. Nữ nhân của hắn Ninh Vũ Đình bị binh vương tổ không giải thích được phái ra đi chấp hành nhiệm vụ, Diệp Thần Phong trong lòng không có tức giận là không thể nào, lúc này nhìn tới cửa hai gã binh vương tổ thành viên còn muốn ngăn cản hắn. Trong lòng thịnh nộ tức khắc thoán đi lên, quát dẹp đường, ta hôm nay là tới tìm các người binh vương tổ thống soái thảo cái thuyết pháp, nếu là không nghĩ bị thương tựu đi cho ta đi sang một bên, nếu không liền các ngươi cũng chiếu đánh không lầm. Diệp Thiếu, binh vương tổ có binh vương tổ quy định, chúng ta biết Diệp Thiếu thực lực cường hãn, nhưng coi như là lấy trứng trọi đá, hai chúng ta cũng phải cần ngăn cản Diệp Thiếu ngươi. Hai gã binh vương tổ thành viên thần sắc kiên định nói rằng, nếu các ngươi muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, như vậy thì trách không được ta. Diệp thần phong thể nội cửu cấp linh hồn lực cuồn cuộn, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở hai gã binh vương tổ thành viên trước mặt, tại bọn họ cổ hai người chỗ, dùng sức phách đánh một cái, hai gã binh vương tổ thành viên lập tức đã bất tỉnh. Tại Diệp Thần Phong giải quyết xong hai gã binh vương tổ thành viên sau, Diệp Đông Kiện cùng Ninh Mẫn Yến đi tới Diệp Thần Phong phía sau, Diệp Đông Kiện nhìn trước mặt hai phiến đóng chặt rất nặng thiết môn, mở miệng nói rằng, Thần Phong, cái này hai phiến cửa sắt độ dày tối thiểu có một thước, cao độ tối thiểu có bốn thước, muốn đánh vỡ cái này hai phiến thiết môn sợ rằng không dễ dàng như vậy đi. Diệp thần phong nhìn thoáng qua trước mặt hai phiến rất nặng thiết môn, nhượng Diệp đông kiện cùng Ninh Mẫn Yến lui về phía sau vài bước, nói rằng, ngày hôm nay ta Diệp thần phong chính là tới binh vương căn cứ làm cho phá hư, nếu như Vũ Đình thật tại nhiệm vụ chung xảy ra chuyện gì. Ta xem binh vương tổ cũng không cần thiết tồn tại diệp đông kiện cùng ninh mẫn Yến thấy được diệp thần phong trên mặt lạnh giá dáng tươi cười bọn họ hai cái hoàn toàn không cho là diệp thần phong là đang nói đùa lưng cốt thượng không nén nổi biến được lạnh buốt diệp đông kiện vừa định muốn nói chỉ nghe thấy đông một tiếng vang thật lớn diệp thần phong một quyền trực tiếp đánh vào rất nặng trên cửa sắt diệp thần phong tướng thể nội cửu cấp linh hồn lực tăng lên tới cực hạt song quyền không ngừng huy hướng hai phiến thiết môn đông 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 lớn hưởng bên tai không dứt cửa sắt mặt ngoài rất nhanh lõm hóm vào, tại Diệp Thần Phong liên tục huy mười nhiều quyền sau đó, hắn lần thứ hai tướng thể nội linh hồn lực tăng lên tới không có cách gì tăng lên tình cảnh. Theo đông, đông, hai tiếng vang lên, hai phiến rất nặng thiết môn chậm rãi về phía sau ngã xuống, thiết môn cùng mặt đất đụng phát sinh phanh. Phanh, lớn hưởng, trong không khí bụi bắm tung bay, binh vương căn cứ nội bộ, tại Diệp Thần Phong đám ba người trong mắt là vừa xem hiểu ngay mỗi lần nhìn thấy cái này yêu nghiệt cháu trai, Diệp Đông Kiện cái này làm thiếp thúc cũng sẽ bị đánh kích thương tích đầy mình. Lúc này Diệp Đông Kiện trong lòng thật là ngay cả phức cảm tự ti đều sinh sinh không ra ngoài, chỉ có thể cổ họng trong hơi thán ra một chút sức lực. Đợi cho trong không khí bụi bẩm chậm chậm tiêu tán sau đó, vương lực thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần Phong trong tầm mắt, vương lực coi như là Diệp Thần Phong quen biết đã lâu, từng bước hướng Diệp Thần Phong đã đi tới, khuôn mặt cực kỳ lộ ra một vòng dáng tươi cười nói rằng, Diệp Thần Phong, ta biết ngươi hôm nay tới là vì Ninh Vũ Đình sự tình, ngươi và Ninh Vũ Đình quan hệ chúng ta binh vương tổ thị phi thường rõ ràng, hiện tại Ninh Vũ Đình người đang em mờ quốc, chúng ta binh vương tổ muốn mời ngươi gia nhập vào nhiệm vụ lần này chung tới. Diệp Thần Phong đang nghe vương lực lời nói sau, trong đầu tâm tư cấp tốc vận chuyển, rất mau đem cả kiện sự tình cấp nghĩ thông suốt. Binh vương tổ nguyên do nhượng ninh vũ đình gia nhập nhiệm vụ lần này chung, chỉ sợ là bọn họ đã biết Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình quan hệ, Binh Vương tổ là muốn có được Diệp Thần Phong trợ lực, nhưng lại sợ Diệp Thần Phong cự tuyệt, cho nên bọn họ tài lựa chọn trước hết để cho Ninh Vũ Đình gia nhập, đến lúc đó Diệp Thần Phong nên sẽ không có lý do cự tuyệt. Các ngươi cái này là đào hầm cấp ta khiêu, Binh Vương tổ vậy mà tính toán đến ta Diệp Thần Phong đầu lên đây. Có biết hay không chọc ta tức giận hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Diệp Thần Phong đúng binh Vương Tổ làm như vậy đặc biệt phản cảm, trong lòng có thể nín một bụng khí ni. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 24